Chương 11: Làm thế nào để kiềm chế bản thân không hành hung sếp? Chuyển ngữ, Puni. Một buổi tối cộng thêm cả buổi sáng ngày hôm sau, cuối cùng Thành Giao cũng cảm thấy mình tìm được điểm đột phá. Pháp luật nước ta xây dựng các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt đối với các vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường internet Trung Quốc, các lĩnh vực liên quan đến internet, dịch vụ xuất bản trực tuyến, các dịch vụ chương trình nghe nhìn trực tuyến, hoàn toàn cấm vốn đầu tư nước ngoài vào. Trực tuyến đoàn đoàn chia thành trạm văn học và trạm video trong đó liên quan đến dịch vụ xuất bản trực tuyến và dịch vụ chương trình nghe nhìn trực tuyến, bị cấm ở chính giữa. Từ Tuấn chọn cơ cấu vi, không chỉ bởi vì không đạt được yêu cầu niêm yết trực tiếp trên thị trường nước ngoài, càng quan trọng hơn là liên quan đến hoạt động kinh doanh chủ yếu của trực tuyến đoàn đoàn, bị nhà nước cấm nhập vốn đầu tư nước ngoài vào, cho nên Từ Tuấn không có cách nào để cho công ty niêm yết trực tiếp trên thị trường nước ngoài, mà chỉ có thể lựa chọn không cần vốn nước ngoài trực tiếp nắm giữ cổ phiếu mà thông qua thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật toàn diện như phương thức thỏa. Thuận kiểm soát vi Cách kiểm soát chặt chẽ cấm hai loại này của nhà nước chính là cấp giấy phép, chỉ những công ty trong nước nhận được giấy phép mới có thể đẩy mạnh hoạt động liên quan. Trạm văn học của trực tuyến đoàn đoàn mở tương đối sớm, trước khi từ tuấn quen Bạch Tinh Manh cũng đã đưa vào hoạt động rất thuần thục hơn nữa đã sớm lấy được giấy phép dịch vụ xuất bản trực tuyến. Nhưng hoạt động kinh doanh video của trực tuyến đoàn đoàn là sau khi Từ Tuấn và Bạch Tinh Manh kết hôn mới phát triển. Tuy nhiên sau quá trình điều tra của thành giao, thì trực tuyến đoàn đoàn lại không hề nhận được giấy phép nghe nhìn trực tuyến cô không thể chờ đợi được mà muốn báo cáo thành tích chiến đấu cho tiền hằng nhưng khi bước vào phòng làm việc của đối phương mới phát hiện ngoại trừ tiền hằng trong văn phòng còn có người khác cô nhìn tiền hằng một chút lại nhìn ngô quân một chút nói đi không có sao ngô quân thân thiện cười cười một đôi mắt đào hoa có hơi cong cong tôi là ngô quân bạn thân kim đối tác kinh doanh và bạn tâm giao của tiền pa các cô không phải người ngoài thành giao theo bản năng nhìn về phía tiền hằng chờ đợi chỉ thị của anh tiền hằng không lên tiếng nhìn về phía ngô quân vẻ mặt ngô quân đầy bất đắc dĩ được rồi được rồi tôi đi ra ngoài thành giao cuối cùng cũng có thể báo cáo thành quả nghiên cứu của cô cho nên bởi vì các hạn chế bước vào ngành công nghiệp internet nên chắc chắn có một công ty nắm giữ toàn bộ cổ phần của trực tuyến đoàn đoàn nắm giữ giấy phép nghe nhìn trực tuyến này các công ty được cấp phép và các công ty đầu tư vốn nước ngoài ký kết thỏa thuận kiểm soát hỗ trợ kỹ thuật toàn diện, do đó đi đến phương thức vi niêm yết trên thị trường nước ngoài. Thành giao cầm một đống tài liệu, cả người vô cùng kích động, kinh doanh video là một trong những hoạt động kinh doanh chính của trực tuyến đoàn đoàn, cũng là một trong những hoạt động phổ biến được các nhà đầu tư nước ngoài coi trọng, gần như có thể xác định, công ty được cấp phép này đối với niêm yết trên thị trường rất quan trọng mà kinh doanh video được đẩy mạnh trong thời kỳ hôn nhân dùng để lấy được tư cách pháp nhân khi nhận giấy phép thành lập công ty trong thời kỳ hôn nhân, chính là một trong 15 công ty đó. Đáng tiếc thành giao còn chưa kịp tiếp tục, liền bị tiền hàng thô bạo qua quyết cắt ngang. Tôi không có bất kỳ hứng thú với mặt suy nghĩ phân tích của cô, cô chỉ cần nói cho tôi biết kết quả là được. Anh nhìn thành giao, cho dù cô nghiên cứu phân tích 3 ngày 3 đêm, nhưng lại không thể đạt được một cái kết quả nào, thì đối với khách hàng mà nói quá trình không có chút ý nghĩa nào. Thành giao ngẩn người, ngay sau đó mau nói, tôi đã kiểm tra danh sách những đơn vị được cấp phép video Internet do Tổng cục Phát thanh, truyền hình và điện ảnh quốc gia công bố, đã xác định, công ty chủ chốt này là công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học công nghệ Internet đoàn đoàn, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của trực tuyến đoàn đoàn. Thua lỗ của công ty này tuyệt đối có vấn đề, ít nhất thì giá trị vốn chủ sở hữu đã bị đánh giá thấp khi ly hôn. Thành giao nói xong, theo bản năng nhìn chầm chầm tiền hăng. Thiếu nữ da trắng như tuyết, sóng mắt quay vòng, khóe miệng mang theo chút vui vẻ và thấp thỏm, bộ dáng kia, sống động giống như đang chờ tiền hằng khen ngợi. Ừ, tiền hằng cầm tài liệu, nửa đêm hôm qua bao duệ đã tìm ra công ty này. Trên mặt thành giao lộ ra vẻ kinh ngạc dễ thấy, sau đó là mất mát, rồi vẻ mặt kia dần dần biến mất. Rất tàn khốc, nhưng mà nơi làm việc chính là như vậy. Tiền hằng vô cùng ghét con đường quan hệ, bởi vì sự tồn tại của con đường quan hệ sẽ làm hỏng trật tự công bằng của thế giới này. Mỗi lần tuyển dụng một người theo đường quan hệ, một người xin việc có sức cạnh tranh bình thường, đều sẽ bị chặn ngoài cửa. Anh muốn đưa thành giao vào đoàn đội mình, đương nhiên không phải muốn đào tạo thật tốt, mà là chuẩn bị đặc biệt chiếu cố, hy vọng cô ở trong công việc cường độ cao, biết khó mà lui. Vì vậy sau khi gia nhập đoàn đội mình, tiền hằng tận lực thả nuôi cô, ít nhiều có chút không dòm ngó tới, nhưng mà vượt ngoài dự liệu của anh là, mặc dù thành giao sau khi tan việc suốt ngày nghỉ đến xem phim truyền hình tiêu khiển, nhưng khi tiền hằng tìm bộ phận ít trong công ty lấy lịch sử trình duyệt máy tính của thành giao, vốn định tìm chứng cứ thành giao đi làm không tập trung, lấy lý do trong thời gian thử việc không nghiêm túc làm việc thật tốt mà đuổi cô ra quân hằng, kết quả lại ngoài. Dự đoán của anh, công việc thành giao làm thật sự đều liên quan đến công việc. Mỗi ngày cô lướt trang web đều rất có quy luật, buổi sáng 9 giờ, bắt đầu nghiên cứu tài liệu xét xử một liên quan đến vụ kiện gia đình trên trang tài liệu xét xử Trung Quốc, 11 giờ bắt đầu mở kênh pháp luật Flashgate, hai xem án lệ mới nhất, Buổi chiều 1 giờ đến tòa án nhân dân cấp trung ba và một số tòa án nhân dân quận dự thính hiểu rõ các án lệ liên quan mới nhất và tình hình phán lệ mới nhất của tòa án, buổi chiều 4 giờ lên nền tảng trao đổi trực tuyến với mấy đại luật sư tham khảo phân. Tích án lệ. Một tài liệu xét xử, ghi lại quá trình xét xử và kết quả của tòa án nhân dân. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2013, một loạt các tài liệu xét xử đã được công bố lần đầu tiên trên trang tài liệu xét xử Trung Quốc. Hai flash trước là JK theo chuyển tự từ cùng tiếng Trung là một phần mềm miễn phí có chức năng quản lý download cho Microsoft Windows. Trước đây nó là phần mềm trả tiền hay phần mềm quảng cáo, sau này đi kèm đối tượng hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer BHO. 3. Tòa án nhân dân cấp trung là một hệ thống phân cấp của hệ thống tòa án nhân dân. Đơn vị cấp trên của nó là tòa án nhân dân cấp cao. Chủ yếu chịu trách nhiệm xét xử các vụ án sơ thẩm thuộc thẩm quyền của pháp luật vụ án sơ thẩm thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cơ sở, vụ án phúc thẩm chống lại phán quyết hoặc phán quyết của tòa án nhân dân cấp cơ sở và viện kiểm sát nhân dân. Nhưng buổi trưa đoạn thời gian nghỉ trưa từ 11 giờ rưỡi đến 1 giờ này, nội dung thành giao lướt rất đa dạng. Ví dụ như ngày hôm qua, cô Baidu 4, cách khôi phục mối quan hệ với sếp đắc tội với sếp làm sao bây giờ, gia nhập nhóm đầu bang nằm chủ đề ông chủ có độc, ngày hôm qua kia, Cô tìm kiếm làm thế nào để trở thành một luật sư kiếm nhiều tiền làm thế nào để giảm cảm giác tồn tại trước mặt ông chủ cùng với dùng mấy chữ mấu chốt u ác tính của ngành tiền hàng lùng tìm 15 lần. Ngày hôm qua, cô tra tiền hàng rốt cuộc có bao nhiêu kịch độc làm thế nào để sống chung hòa bình với sếp, truy hỏi thần sát. Chân trời tâm điểm bàn tán ông chủ cực phẩm cũng nhắn lại ôm lầu chủ một cái, tôi hoàn toàn hiểu cậu, hôm nay, à, hôm nay thành giao càng không tĩnh tâm, cô lên di hu sáu xem làm thế nào để kiềm chế bản thân không hành hung xếp đợi khi bạn thăng quan tiến chức vùng vụt thì muốn trả thù ai nhất. 4. Baidu, công ty hữu hạn kỹ thuật mạng trực tuyến Bách Độ, gọi tắt là Bách Độ, là công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng lớn nhất Trung Quốc đại lục, do Lý Ngạn Hoành và Từ Dũng thành lập vào tháng 1 năm 2000 tại Trung Quang Thôn, Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm đầu ban ra mắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2005, là một trang web dịch vụ mạng xã hội Trung Quốc cho phép người dùng đã đăng ký ghi lại thông tin và tạo nội dung liên quan đến phim, sách, nhạc, sự kiện gần đây và các hoạt động ở các thành phố Trung Quốc. 6 Hu là một trang web câu hỏi và trả lời của Trung Quốc, nơi tất cả các loại câu hỏi được tạo ra, trả lời, chỉnh sửa và tổ chức bởi cộng đồng người dùng của nó. Bởi vì vụ kiện gia đình thường hay liên quan đến các mặt quyền riêng tư của khách hàng, vì vậy khi bắt đầu làm việc ở quân hằng, sẽ có quy định nghiêm khắc về bảo mật tư liệu, trong hợp đồng lao động vào làm đã viết rõ rằng toàn bộ thông tin hoạt động trên máy tính làm việc đều không thuộc về nội dung bảo vệ quyền riêng tư, quân hằng có quyền sử dụng. Thành giao đương nhiên cũng nhìn thấy điều khoản này, chỉ là cũng không cho là thật, có lẽ ngay từ đầu cô không nghĩ đến, thật sự còn có người ăn no rỗi việc đi kiểm tra lịch sử trình duyệt của từng nhân viên đi làm. Tiền hằng càng xem lịch sử trình duyệt này, trong lòng càng cười lạnh, quả nhiên bề ngoài càng dịu dàng ngoan ngoãn, thì nội tâm lại càng cuồng giả, thành giao, Cô tốt nhất là cầu nguyện đừng để tôi bắt được điểm sơ hở. Nhưng mà tiền hằng càng để ý tới, càng phát hiện thành giao thật sự không để cho anh có thể bắt được điểm sơ hở. Dùng thời gian nghỉ trưa làm vạch phân cách, trong giờ làm việc, cô không bao giờ không tập trung vào công việc, mỗi ngày ngơ ngác bị ghẻ lạnh, giúp bao duệ là một số công việc photo in ấn sắp xếp căn không có chút hàm lượng kỹ thuật, sau đó đọc và tìm hiểu những cái gọi là án lệ kinh điển căn bản không có không có tính hệ thống và tính trọng điểm giống như tin chắc rằng chỉ cần mình đủ cố gắng là có thể trở thành một luật sư nổi tiếng mà không biết rằng cái nghề luật sư này chỉ khi thực sự làm vụ kiện thực tiễn mới có thể học thành nghề mấy lần tiền hằng đi qua bàn làm việc của thành giao cô đều nghiêm túc hướng về những cái án lệ kinh điển trên màn hình mà ghi chép tóc mái hơi rũ xuống gò má sáng sủa xinh đẹp của cô đôi mắt mở to tròn ngu ngốc cũng có chút ngây thơ lần này bao duệ không thể tham gia vụ kiện của bạch tinh manh bất đắc dĩ để cho thành giao lên đầu nhưng mà tiền hằng cố ý để cho cô biết được sự vất vả của công việc luật sư biết khó mà lui sắp xếp cho cô đến cục công thương lấy tài liệu đơn giản của công ty công việc không có chút hàm lượng kỹ thuật như vậy còn vô cùng tiêu hao thể lực và thời gian trong thời tiết lạnh lại mưa xối xả như vậy còn khó có thể bắt xe cục công thương ở ngoại thành có hơi xa e rằng chỉ có thể đi đi về về bằng xe buýt các loại tàu điện ngầm phải chuyển tàu mới có thể đến thật sự nếu là con gái bình thường đều sẽ không muốn làm việc chăm chỉ tiền hằng vốn đang chờ thành giao tiến lên xin thương tình chính anh liền có thể thuận nước đẩy thuyền bảy tìm được lý do mới đuổi cô quá yếu ớt không tuân theo bố trí công việc bảy thuận nước đẩy thuyền nguyên văn là ý chỉ việc biết thời thế lợi dụng cơ hội tốt để làm việc mình muốn nhưng mà tiền hằng không nghĩ tới thành giao gần như không nói một tiếng nghe theo không chỉ có nghe theo còn hoàn thành rất tốt có một lần có lẽ là mưa quá lớn cô thật sự không bắt được xe Lúc cầm tài liệu công thương trở về công ty cả người đều ướt đẫm, nhưng mà chỉ như vậy, cô đều không nói một câu khổ và mệt mỏi. Khi tiền hàng đi ngang qua phòng nước, thì thấy cô vừa rung cầm cặp lau khô mái tóc ướt sũng của mình, vừa bưng ly trà nóng cuối người sưởi ấm, có lẽ là nước trà quá nóng, căn bản không cầm được quá lâu, mà thành giao lại tham luyến chút độ ấm kia, vì vậy không thể nào không ngừng đổi tay trái phải, nóng thì cắn răng chịu đựng, đại khái rất là băng hỏa lưỡng trọng thiên tám. Tám băng hỏa lưỡng trọng thiên trong thời gian ngắn đã phải trải qua hai sự kiện hoàn toàn tương phản nhau, đồng nghĩa với thiên đường và địa ngục song song. Người bình thường phải chật vật như vậy, đều rất xấu, nhưng tiền hằng phát hiện, thành giao cho dù như vậy, vẫn rất xinh đẹp. Mặc dù trong tài liệu công thương không thể tìm ra được chứng cứ, nhưng mà thái độ dốc hết sức lực vào vụ kiện này của cô, lại khiến cho tiền hằng hiếm khi vô cùng xúc động. Loại tinh thần liều chết này của thành giao, nếu như có thể được chỉ bảo một chút, đợi một thời gian, sẽ giống như đá đánh bạc chính vậy, không biết sau cùng khi cắt ra, lộ ra là ngọc thô chưa mài dũa hay là đá. Chính đá đánh bạc là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành kim hoàng, khi ngọc cẩm thạch da đi tê được khai thác, nó được phủ một lớp da phong hóa. Không thể biết chất lượng của nó. Cần phải cắt giảm chất lượng của da đi tê. Trong một khoảnh khắc, tiền hằng lại sinh ra chút mong đợi. Cũng không biết là nguyên nhân này, hay là lấy tư cách báo đáp bữa ăn tối của cô, cuối cùng, tiền hằng cũng phá lệ gợi ý cho cô nhưng nguyên tắc đã kích con đường quan hệ, vẫn còn phải tuân thủ. Cô gái trông xinh đẹp như vậy, bình thường chỉ sợ rằng đã được người khác tán tụng thành quen, chỉ cần đã kích hơn hai lần, đều sẽ bỏ cuộc giữa chân. Đáng tiếc thành giao cho tới bây giờ hình như không ra bài theo lẽ thường. Sếp, tôi biết bây giờ tôi không bằng bao duệ, nhưng mà tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Vẻ mặt vừa rồi khi biết được bao duệ đã sớm nghĩ ra manh mối còn mất mát, cũng không biết thế nào, trong phút chốc lại hào hứng muôn trượng lòng tràn đầy hăng hái, ánh mắt của thành giao sáng lấp lánh. Tôi biết anh nói như vậy nhất định là vì dụng tâm lương khổ mười, hy vọng tôi không được kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng, làm đến nơi đến chốn, tôi nhất định sẽ thế. Mười dụng tâm lương khổ, trong đó chữ lương, dùng theo nghĩa là rất, ý câu thành ngữ là, dùng rất nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại. Tiền Hằng rất muốn nói, anh thật sự chính là đơn thuần muốn đả kích cô vậy tôi đi về trước tiếp tục nghiên cứu án lệ liên quan. Mặc dù ánh mắt lúc này vẫn còn một chút mất mát khó nén, nhưng ngữ khí của thành giao rất thanh thoát. Sô-cô-la. Sao? Tiền hằng mấp mấy môi, cũng không biết mình sao lại đột nhiên bị ma xui quỷ khiến mà cầm sô-cô-la lên. Sô-cô-la trên bàn cho cô. Thành giao có hơi bất ngờ, nhưng mà đúng là, ánh mắt lại cong lên lần nữa. Tiền hằng mất tự nhiên tặng thêm một câu, quá ngọt, tôi không thích. Thành giao cũng không để ý, cô nói cảm ơn, vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Chân trước của thành giao mới vừa đi, chân sau của ngô quân liền tiến vào. Tiền hằng, sô-cô-la của tôi, tại sao lại ở trong tay thành giao? Cậu cầm đồ của tôi mượn hoa dân Phật, không được, sô-cô-la này có thể đông lại cũng vì tình yêu của tôi đối với cậu mà, cậu sao cứ như vậy mà chà đạp tình cảm của tôi? Biểu cảm của tiền hằng vẫn rất lạnh như cũ, tôi không thích ăn đồ ngọt như vậy, đã nói với cậu mấy lần vậy theo phong cách của cậu, thì không phải là trực tiếp vứt bỏ sao? Cho cậu mặt mũi. À, lúc tôi thất tình nữa đêm gọi điện thoại cho cậu cầu an, ủi sao cậu không cho tôi mặt mũi? Cậu làm gì? Trực tiếp kéo tôi vào danh sách đen. Tiền hằng mấp máy môi, đổi một loại giải thích, phân phối tối ưu hóa nguồn lực. Vậy tại sao cậu không đưa cho người khác? Ngô quân điên tiếc đau lòng ôm đầu, tiền ba, làm người thì phải chia sẻ sự sủng ái 11 mà. 11. Chia sẻ sự sủng ái Nguyên văn là vũ lộ quân triêm, ý nói hoàng đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai. Trong một tháng, đa số cung tần phi tử đều được hoàng đế sủng hạnh qua. Tiền hằng bỏ tài liệu trong tay xuống, ngô quân, cậu rất là rảnh rỗi rất cô đơn lạnh lão. Đúng vậy. Dì vệ sinh phụ trách quét dọn tầng văn phòng chúng ta vừa mới ly hôn, không bằng cậu đi khuyên bảo một chút đi, biết đâu hai người cô đơn lạnh lão nhưng tâm hồn có duyên ăn nhịp với nhau thì sao? tác giả có lời muốn nói. Xuất xúc gà 12 hôm nay, một ngày nào đó nỗ lực của bạn sẽ được người khác thấy. 12. sút gà cho tâm hồn chiếc cần xúc pho dơ sâu, cuốn sách với một câu chuyện ra đời. Bộ sách gồm những câu chuyện ngắn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc với thông điệp, là người bạn chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống cho những ai đang gặp khó khăn, đang trăn trở, tìm cách vượt qua những thử thách tinh thần, niềm tin cuộc sống, để đạt được ước mơ, hoài bão của mình. Hôm nay để cho một độc giả thanh nhã có tài đi vào giấc mơ viết kịch nhỏ. Hỏi, tại sao Tiền Ba thích Tiểu Tỷ Tỷ Thành Giao của chúng tôi vậy? Là bởi vì cô ấy xinh đẹp vô song sao. Tiền Ba, có một phần. Thành Giao, đúng là, các người sao lại nông cạn như vậy? Tiền Ba rõ ràng là bị tâm hồn cao thượng và năng lực chuyên môn tuyệt vời của tôi hấp dẫn. Tiền Ba, bộ dáng cao sang lãnh diễm bởi vì cô ấy có thể thỏa mãn mọi yêu cầu tư thế của tôi. Hỏi em hài hòa hài hòa, trừ cái này còn có gì khác không? Ví dụ như phẩm vị này, khí chất này vân vân. Tiền ba, nếu như dựa theo khí chất và phẩm vị, có lẽ tôi cần cô độc sống quãng đời còn lại. Thành giao nghiến răng nghiến lợi, cho dù kết hôn rồi, thì anh cũng có thể cô độc sống quãng đời còn lại, chia giường đi. Tiền ba, một giờ của anh thu phí 10 ngàn, đây chỉ là giá luật sư, nếu như trở thành người đứng đầu hội sở, thông thường một giờ của anh 100 ngàn ngàn, chúng ta hữu nghị trao đổi 4 giờ, em một phân tiền cũng không đưa mà lại hưởng thụ kiểu phục vụ 400 ngàn. Nếu chúng ta chi giường thì tương đương với mỗi ngày sẽ nảy sinh 400 ngàn chi phí chìm 13. Nếu như cô đơn sống quãng đời còn lại, thì em sắp thiệt hại 700 triệu ba ngày làm việc 8 giờ, buổi tối 4 giờ, sau đó sống. Chùng 40 năm. 13 chi phí chìm là chi phí đã xảy ra và không thể thay đổi được bởi bất kỳ quyết định nào trong hiện tại và tương lai. Thành giao, wow, thật nhiều tiền. Chúng ta vẫn nên cùng nhau đi nếu không còn phải giặt ra giường vỏ chăn, lại là một khoản chi tiêu. Tiền ba, thấy được không, đây là nguyên nhân sau cùng tôi lựa chọn thành giao, định hướng giá trị tiền bạc của chúng tôi hoàn toàn giống nhau, căn bản không có người phụ nữ khác, anh không thương em, không nghe không nghe em không nghe. Hơn nữa, thành giao hiểu sâu sắc sự áp chế chuyên môn của tôi với cô ấy dù sao cũng là tôi chăm sóc dạy bảo, căn bản sẽ không ly hôn với tôi, cho nên mỗi ngày tôi sẽ không phải đối mặt với sự uy hiếp muốn ly hôn của vợ cũng không cần đối mặt với nguy cơ chia một nửa tài sản sau khi kết hôn lúc ly hôn. Đỡ lưng Hỏi, chỉ có tôi lo lắng cho lưng của tiền ba sao, dù sao 40 năm buổi tối mỗi ngày đều phải làm việc. Chào đón mọi người phát huy tài hoa viết tiếp một chuyện ngắn vui nhộn tới nhận thầu kịch nhỏ của tôi. Đôi lời tâm tình của editor, hello, tôi đã trở lại rồi đây. Mọi người còn nhớ đến chuyện không? Chương 12, chiến trường này không có khói thuốc súng. Chuyển ngữ Puni. Mặc dù so với bao duệ và tiền hằng, bản thân còn kém xa, nhưng mà thành giao dựa vào nghiên cứu của mình, tìm được manh mối che giấu tài sản, vẫn rất vui vẻ. Mặc kệ như thế nào, hình như đối với việc là một luật sư gia đình, thành giao lại tự tin thêm một chút. Cô vùi đầu lại bắt đầu nghiên cứu những manh mối và chi tiết khác, cho đến khi đàm dĩnh thần bí vỗ bả vai cô một cái. Buổi tối có rảnh không? Thành giao gật đầu. Vậy tối nay thu xếp vậy? Đàm dĩnh cười hiếp mắt, buổi tối mở tiệc nhỏ chào mừng cho cô. Thành giao có hơi thủ sủng nhược kinh, cô còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đàm dĩnh nói tiếp. Đúng rồi, quên hỏi cô, cô có bạn trai chưa? Tôi độc thân. Vậy càng tốt. Đàm dĩnh chớp chớp mắt với thành giao, tiệc chào đón này sẽ do bao duệ tổ chức, còn mời đám bạn của anh ta, có mấy người cũng đã là đối tác cao cấp rồi, trông cũng không tệ, nhiều người còn là đàn ông độc thân hoàng kim có tiếng trong ngành, không chừng bạn trai tương lai của cô sẽ ở trong buổi gặp gỡ tối nay. Bao Duệ Chân của anh ấy ổn rồi. Cô không biết biệt hiệu của Bao Duệ gọi là bao chương trình đêm sau. Chỉ cần là tụ họp, anh ta dù bệnh liệt nửa người, cũng phải giải dụ ngồi xe lăn tới, hiện tại chỉ là bị trật khớp chân mà thôi, chống gậy là được. Đây là kiểu nghị lực thân tàn chí kiên gì chứ? Nhưng mà thành giao ngoài xúc động, cũng nhắc nhở, nhưng mà trật khớp chân, xin nghỉ làm, nhưng tụ họp thì lại đi nếu tiền pa mà biết ảnh hưởng sẽ không tốt lắm đâu chúng ta không nói cho tiền pa không phải sẽ không sao ư chờ một chút cho nên buổi chào đón này sẽ không gọi tiền pa như vậy cũng không tốt lắm đàm dĩnh cười đến phong tình vạn chủng một mặc dù tôi chỉ tới quân hằng sớm hơn cô hai tháng nhưng quy tắc ngầm của quân hằng thì tôi đã thấu triệt nói như thế này những buổi tụ họp riêng này của chúng ta đương nhiên cũng có ý tứ muốn đi mời sếp nhưng mà Xưa nay tiền pa chưa bao giờ tham gia, mỗi lần đều từ chối, cho nên đến lúc đó cô giả bộ đi ngang qua mời tiền pa một chút, chúng ta coi như đã cố gắng hoàn thành nghĩa vụ thông báo rồi. Một phong tình vạn chủng, hiểu nôm na là thước tha phong tình. Thành giao thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Dưới sự động viên của đàm dĩnh, thành giao mạnh mẽ gõ cửa văn phòng của tiền hằng. Sếp. Tôi bận rộn nhiều việc, đừng vòng vo, có việc nói thẳng, thành giao ho khan một cái che giấu sự khẩn trương của mình là như vậy tối nay mấy người đồng nghiệp trong sở muốn mở một buổi tiệc chào đón tôi và mấy người mới khác muốn mời anh cùng tham gia không rảnh không đi quả nhiên như đàm dĩnh đoán sự từ chối của tiền hằng quyết đoán không chút lưu tình nghe được lời từ chối của anh thành giao cũng yên lòng thấy tốt nên rời khỏi văn phòng của tiền hằng thời gian buổi chiều trôi qua nhanh chóng thành giao tìm đọc vài cái phán lệ tranh chấp tài sản của tòa án đến lúc tan làm cô và Đàm Dĩnh ngầm hiểu lòng nhau mà cười cùng rời đi. Buổi tiệc được Bao Duệ bố trí ở một nhà hàng bia đứa, quan cảnh bầu không khí ở chỗ này coi như không tệ, Bao Duệ đặt phòng riêng nhỏ, tương đối mà nói thì tính riêng tư tốt, mà là một nhà hàng bia, lại không có sự câu nệ của nhà hàng Tây, bữa ăn liên hoan cũng không quá trang trọng cũng không quá đơn giản, không quá yên tĩnh cũng không quá ầm ĩ. Ngoài trừ Bao Duệ, Đàm Dĩnh, Thành Giao và một số người mới khác, còn có một vài người ở đoàn đội luật sư khác, trong chốc lát, những người bạn khác của bao duệ cũng tới. Một nhóm 10 người, bao duệ rất nhiệt tình gọi đồ ăn, tuy nói tên của bữa liên hoan này là chào đón người mới đến, nhưng đám người luật sư hiển nhiên đều đã quen biết lâu, vừa gặp mặt, liền hàng huyên. Bao duệ rất nhiệt tình giới thiệu mọi người, đây là Lý Thành Hiên của công ty luật Kim Chuyên, cũng là một người chuyên nghiên cứu về luật pháp gia đình, một tháng trước vừa mới thăng pa, vị này sao, là Trương Dương, Trương Pa, là một chuyên gia về luật thừa kế gần đây vừa mới kết thúc vụ án phí luật sư lên đến 10 triệu đúng không? Đây là người mới đến của đoàn đội chúng tôi thành giao, đàm dĩnh mọi người đã gặp rồi, bên kia là vương lộ, còn có. Bao duệ còn chưa giới thiệu xong, thì điện thoại của thành giao vang lên. Ba chữ thối ngu ngốc làm cho cả người thành giao giật mình mà đứng lên. Tôi đi nhận điện thoại. Cô cầm điện thoại che lại ra bên ngoài phòng đến chỗ yên tĩnh. Trong điện thoại truyền đến câu trần thuật không bằng không trắc của tiền hằng, Thành Giao, ống nước lại nghẽn rồi. Thành Giao ngẩn người, cố gắng bình tĩnh nói, loại tình huống này tôi đề nghị anh liên hệ quản lý hoặc là chủ nhà. Đã liên hệ, bọn họ muối tôi đợi đến ngày mai. Giọng của tiền hằng vô cùng bất mãn, cô đi đâu hả? Nhanh trở về thông ống nước đi, nếu không tôi không thể rửa tay. Ekusumi. Thành Giao nghĩ, anh không thể rửa tay thì liên quan gì đến cô chứ? Nhưng mà dù sao cũng là sếp, Thành Giao suy nghĩ, mặc dù rất tức giận nhưng vẫn chỉ có thể giữ nguyên nụ cười cô kiềm chế tiếp tục nói sếp anh quên sao tối nay tôi tham gia tiệc chào đón người mới ở bên ngoài bây giờ mọi người đều ở đây tôi là người mới sao có thể tùy tiện rời đi được các người liên hoan ở chỗ nào ơ à, thành Giao nghĩ thầm còn rất sợ cô nói dối cơ tôi đang ở len bát nhà hàng bia đức anh không tin thì tôi gửi định vị cho anh lần này tiền hàng cuối cùng cũng nghiêng lặng nhưng mà mặc dù không nói chuyện, nhưng Thành Giao cũng có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đen nổi mưa nổi gió kia của anh. Thành Giao có hơi chột dạ, nhưng khi cô vừa định mở miệng nói lời an ủi, thì lại nghe từ đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng túc túc túc. Ngay cả một câu tạm biệt cũng không có, Tiền Hằng cứ như vậy mà cúp điện thoại. Thật không có lễ độ. Cũng bởi vì cô không thể về nhà thông ống nước, không có giá trị lợi dụng nữa, nên đối với cô như vậy sao? Tiền Hằng, đàn ông một chút sẽ chết sao? thành giao quán thầm trong lòng, trở về phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ mọi người đang trò chuyện bác quái, mặc dù bao duệ đi vệ sinh, nhưng những người khác cũng đã quen với bầu không khí. Thành giao rất nhanh bị các loại vụ án và đương sự không bình thường từ miệng các vị luật sư chọc cười, vừa ăn vừa nghe say sưa. Lý Thành Hiên và Trương Dương đều rất hoạt bát hướng ngoại, đối với người mới như thành giao cũng vô cùng chiếu cố, một bữa cơm, quan tâm lại đàn ông, bình dị gần gũi cũng không có cảm giác khoảng cách. Lý Thành Hiên vừa giúp thành dao rót trà, vừa nói nói thật anh cá là em đi theo tiền hằng không vượt quá nửa năm tính tình của cậu ta quá kém miệng lại độc cứng đầu cứng cổ em sẽ tức chết cậu ta còn cảm thấy bản thân không sai đối với phụ nữ lại càng không muốn chiếu cố anh ta vừa nói vừa lấy danh thiếp ra tiểu thà nhà nếu em muốn đổi nơi công tác nhớ liên hệ anh công ty tinh phẩm của bọn anh cũng chuyên về gia đình bầu không khí giữa đồng nghiệp rất tốt anh cũng thích trao đổi với cấp dưới sẽ không suốt ngày bưng cái bộ mặt lạnh như băng đấy nếu như em tới công ty của bọn anh, em sẽ hiểu, cũng là đối tác, cũng là luật sư, sự khác biệt giữa người này và người kia, vẫn rất lớn. Lý Thành Hiên, đã lâu không gặp Ngay tại lúc Lý Thành Hiên được mùa sáng tay áo nói mất Tiền Hằng, thì người trong cuộc bị nói mất từ miệng anh ta, lại âm thầm xuất hiện sau lưng anh ta. Tiền Hằng cũng không đếm xỉa tới nét mặt phức tạp không đồng nhất của mọi người đang ngồi ở đây. Anh đi thẳng về phía Lý Thành Hiên, đi tới bên cạnh anh ta thì ngồi xuống, khẽ mỉm cười, lần trước gặp cậu hình như vẫn còn là vụ kiện tranh chấp tài sản thừa kế hai tháng trước cậu là người đại diện của đương sự phía bên kia kết quả lại thua trận chung thẩm hai cuối cùng đương sự của cậu một phần cũng không giành được nhỉ hai chung thẩm quyết định lần cuối cùng về một vụ án làm cho bản án có hiệu lực pháp luật sau đó đương sự không được chống án nữa à không đúng xem tôi này bây giờ tuổi lớn trí nhớ cũng kém lần gặp mặt trước đây của chúng ta không phải hai tháng trước là vụ kiện tranh chấp quyền nuôi dưỡng một tháng trước hai đứa bé cậu cuối cùng cũng không tranh thủ quyền nuôi dưỡng cho đương sự của cậu được hình như tôi nhớ là người đương sự đó tìm thân thích bao vây công ty của cậu tuyên bố muốn đánh cậu tiền hằng chậm rãi nói xong nhìn thành giao, về điểm này quả thực cùng là đối tác cùng là luật sự sự khác biệt giữa người này và người kia vẫn rất lớn đây quả thực là slay ba mọi người đúng là chiến trường không có khói thuốc súng đúng là tàn sát không chút lưu tình ba slay giết chết nhất là kẻ thù một cách hung bạo tới 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 tiền hằng hiếm khi gặp cậu uống chút trà uống chút trà trương dương bưng ly trà lên muốn hòa hoãn không khí gần đây đã lâu không gặp cậu đang bận vụ kiện gì à lại muốn giành án nguyên với tôi rồi đáng tiếc lời này không hề thích thời trương dương đáng thương giải cứu lý thành hiên lại nhóm lửa về phía mình tiền hằng rất bình tĩnh không sẽ không giành án nguyên với cậu trương dương có hơi bất ngờ hả Bây giờ đối tượng vụ án dưới 50 triệu, tôi sẽ không tiếp. Tiền hằng cười cười, cho nên không thể nào xung đột nghiệp vụ với cậu. Cái gì gọi là cuộc trò chuyện chết chóc chứ? Đây chính là điển hình trong điển hình. Sao lại yên lặng như vậy chứ? Ngay lúc này, giọng nói vui vẻ của bao duệ phá vỡ bầu không khí yên lặng giống như chết, đi đôi với giọng của anh ta, là bóng dáng khập khảnh kiên cường đi tới của anh ta. Tiền hằng nhíu mày, nhìn về phía cửa ra vào, bao duệ không phải cậu trật khớp chân không thể động đậy, không thể đi làm, cho nên xin làm việc ở nhà sao? Sao còn tới ăn liên hoan? Thành giao cũng có chút không đành lòng nhìn, đây quả thực là thảm kịch nhân gian. Nhưng mà dù sao bao duệ cũng là giáo đồ thâm niên của ngũ độc giáo, anh ta chỉ ngẩn người một chút, rồi nhanh chóng thay đổi mặt đầy quang minh chính đại, tiền pa, vừa nãy tôi ở trên đường nhận được tin nhắn thành giao gửi cho tôi, nói lần tụ hội này anh vậy mà phá lệ tới tham gia, nên tôi lập tức kêu vợ tôi đỡ tôi dậy lái xe đưa đến thật sự là bệnh sắp chết mà kinh sợ ngồi dậy đó. Anh mà cũng tham gia tụ họp, thì tôi sao có thể không đến chứ? Mơ ước từ rất lâu của tôi là có thể cùng anh ăn một bữa. Loại cơ hội này, tôi tuyệt đối không thể bởi vì cái chân này của mình mà bỏ qua. Nhưng mà bởi vì đi đứng bất tiện, nên đến muộn hơn mọi người, ha ha. Nếu không phải tiền hàng đang ở đây, thì thành giao muốn nhảy dựng lên vỗ tay cho bao duệ, tuyệt, thật là tuyệt, kỹ năng diễn xuất này của bao duệ, nói dòng ngó ngôi báu của ảnh đế phái thực lực thật sự không sai. Tiền hằng lại nhìn lướt qua bao duệ, không truy hỏi nữa, sau khi tiền hằng quay đầu, bao duệ vô cùng chột dạ mà lau mồ hôi, vừa nãy đi ra ngoài đi vệ sinh thật đúng là may mắn mà. Cho nên đàn ông ấy, không có việc gì cũng phải uống thật nhiều nước, vừa bảo vệ sức khỏe vừa bảo vệ tính mạng. Kịch nhỏ Tiền hằng, thành giao, tối nay, em muốn tư thế gì, thỏa mãn em. Thành giao Tiền hằng, à, Em đừng tưởng rằng anh không biết lúc nghỉ trưa em đọc manga đồi trụy, bên trong cũng khơi thông biết bao nhiêu loại tư thế. Thành giao? Không. Không. Không phải đâu. Đó là một cái quảng cáo xấu trên trang web mà em vô tình nhấp vào. Em không nhìn. Em thực sự không nhìn. Không tin anh anh đi kiểm tra xem em dừng lại trang đó bao lâu, em mở ra thấy là manga đồi trụy cay mắt, liền tắt trang web đi. Tiền hằng, em không nhìn cũng vô ích thôi thành giao, tại sao? Tiền Hằng, bởi vì anh đã nhìn. Đôi lời tâm tình của Editor, cái miệng độc của Tiền Hằng đúng là đáng sợ mà, ảnh không làm luật sư mà đi bán cá ở chợ cũng hợp quá chừng cười mỉm. Chương 13, trên mặt cười hi hì, hì trong lòng MP. Chuyển ngữ, Puni. Bởi vì Tiền Hằng đến, nên bầu không khí nhiệt tình vừa nãy đã hạ xuống điểm đóng băng. Bao duệ nơm nớp lo sợ định làm sống động bầu không khí, Tiền Ba anh chưa bao giờ tham gia loại hoạt động này của chúng tôi sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Tiền hằng hư lạnh từ mũi, ống nước trong nhà hư, tôi đi ra tìm người sửa ống nước. Mặc dù thành giao vô cùng im lặng, nhưng bao duệ cũng không hiểu ý nghĩa trong lời nói của tiền hằng. Anh ta vô cùng thân thiện thay sếp nịnh hót giải thích, hóa ra như vậy à, ống nước hư muốn tìm người sửa, vừa vặn ra cửa, thì lại nghĩ đến quan tâm cấp dưới chúng ta một chút, cùng đi tham gia tụ họp tiền pa bận rộn như vậy còn có thể nghĩ đến chúng ta trong lúc bận rộn, nào, mọi người kính anh một ly. Đáng tiếc tiền hằng vô cùng không nể tình, tôi không uống rượu, phải lái xe. Lý Thành Hiên sống lại một lần nữa từ cuộc đã kích nhiệt tình nói, tìm tài xế thuê một cho tiền hằng. Nào, hiếm khi tụ họp với cậu, nào một ly. Một tài xế thuê, tài xế được chỉ định tiếng Anh là Designated Driver, khi uống say, nếu không thể lái xe thì họ có thể gọi dịch vụ để có tài xế đến lái xe mình về xe tôi rất đắt lý thành hiên không rõ nội tình cho nên tiền hằng mấp máy môi tôi sợ tài xế thuê có mưu đồ gây rối giết người cướp của tiền hằng hoàn toàn không thấy mình lại phá hỏng bầu không khí anh nhấp một ngụm trà ngắm nhìn bốn phía nói tại sao không ai nói chuyện người bạn này có bạn ở đây còn ai dám nói chuyện chứ mấy người các cậu bình thường đi làm thì cũng được thôi sao tụ họp cũng yên lặng như vậy tiền hằng suy nghĩ một chút nếu hôm nay hiếm khi liên hoan cơ mọi người cũng đã ăn xong rồi thì dù sao cũng phải có chút trò chơi nhỏ thay đổi bầu không khí nhỉ tôi nghe nói lời thật lòng đại mạo hiểm đang rất phổ biến tiền hằng vừa nói những lời này quả nhiên mấy ánh mắt của những người đồng nghiệp trẻ tuổi liền sáng lên lập tức muốn hưởng ứng tiền hằng đáng tiếc người trẻ tuổi đến cùng vẫn quá đơn thuần chỉ nghe tiền hằng tiếp tục nói nhưng mà tôi cảm thấy, lời thật lòng đại mạo hiểm có hơi quá lỗi thời, như vậy đi, chúng ta chơi đại mạo hiểm, lời thật lòng thì không chơi. Đàm dĩnh rất kích động, không thành vấn đề tiền pa. Lý Minh Lỗi cũng nhau nhau muốn thử, đại mạo hiểm chơi vui. Nếu mọi người đều mong đợi, vậy thì quyết định như vậy đi. Tiền Hằng khẽ mỉm cười, chúng ta chơi, đại mạo hiểm thuộc điều khoản pháp luật. Tiền Hằng phớt lò vẻ mặt táo bón và mờ mịt của mọi người, cầm chai bia không trên bàn lên, tiếp tục nói, do tôi bắt đầu, trước tiên xoay cái chai này, đáy chai và miệng chai chia ra chỉ về một người, người mà đáy chai hướng về sẽ đặt câu hỏi, ví dụ như, điều 32 khoảng hai luật hôn nhân, người mà miệng chai hướng về sẽ trả lời, trong 3 phút mà không trả lời được, sẽ phạt tiền 50 tệ, 50 tệ này, sung vào công quỹ xem như kinh phí liên hoan công ty. Tiền hằng Anh là ma quỷ sao? Đây là cái kiểu trò chơi chết chóc gì? nhưng mà tiền hằng lại hoàn toàn không để ý đến biểu cảm thống khổ trên mặt mọi người, đưa đôi tay xinh đẹp kia ra, xoay chai bi chết chóc. Thành giao cái khó ló cái khôn, chờ một chút. Tiền hằng nhíu mày, sao? Sết, thế này không tốt lắm đâu. Chúng ta như vậy, không phải là tụ tập đánh bạc sao? Tiền hằng hư lạnh một tiếng, tội đánh bạc, là chỉ hành vi lấy kiếm lợi làm mục đích, tụ tập người đánh bạc hoặc lấy đánh bạc làm nghề nghiệp khía cạnh chủ quan phải lấy kiếm lợi làm mục đích chúng ta có lấy kiếm lợi làm mục đích sao thành giao luật hình sự của cô là giáo viên giáo thể dục dạy sao được rồi chai đã dừng bắt đầu đi vòng thứ nhất đẩy chai hướng về phía đàm dĩnh miệng chai hướng về phía bao duệ đàm dĩnh liếc nhìn bao duệ cố gắng tìm một cái đơn giản điều năm luật hôn nhân bao duệ đương nhiên thở phào nhẹ nhõm anh ta đối đáp trôi chảy nói kết hôn phải là nam nữ hai bên hoàn toàn tự nguyện không cho phép bất kỳ một bên tiến hành ép buộc hoặc bất kỳ người thứ ba tiến hành can thiệp. Cứ như vậy một vòng lại một vòng, mọi người đều có cảm giác lưu lạc chân trời thông cảm lẫn nhau, đều giúp nhau bỏ qua, nhưng mà những điều khoản đơn giản dễ nhớ trong luật hôn nhân cũng chỉ có chừng đó, hỏi xong, rất nhanh cũng chỉ có thể hỏi những thứ khó nhớ kia. Điều 29 luật hôn nhân Trương Dương vô cùng thống khổ móc ví tiền ra. Rất nhanh, luật hôn nhân hỏi xong, lại bắt đầu luật thừa kế, mọi người trên mặt cười hì hì, trong lòng sợ rằng đều MP2, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui rối rít hào phóng mở hầu bao hy sinh. Hai MP, mụ bán phê, phát âm là MAMIP, có thể viết thành từ viết tắt MP. Đây là một từ mắng chửi vùng tứ xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là đê mẹ mi. Rất nhanh, trên bàn đã chất một đống tiền. Người trong quân hàng đều cảm thấy không nở với đồng nghiệp cấp dưới, cũng chỉ có thể buộc phải lạm dụng uy quyền của tiền hằng mà khai đao với mấy người luật sư và đối tác ở công ty khác. Lý Thành Hiên bi thảm nhận lấy phần lớn hỏa lực, đã cống hiến gần một ngàn đồng bạc. Đột nhiên có chút việc cấp, mọi người trò chuyện tiếp, tôi đi trước. Trong chốc lát, anh ta làm bộ nhận điện thoại, tìm một cái cớ, lòng bàn chân như bôi mỡ mà chuồn mất. Vài vị luật sư còn lại ở công ty khác cũng nhao nhao bắt trước theo. Tôi đột nhiên nhớ đến khách hàng có một bưu kiện còn chưa xử lý, phải đi trước đây vợ tôi nổi giận ở nhà, nói không trở về nữa sẽ ly hôn. Xin lỗi. Tôi đi trước. Tôi cũng có chút chuyện, đi đây. Rất nhanh, mấy người đối tác và luật sư đều đi hết sạch, hiện trường chỉ còn lại mấy người trong quân hàng giết lẫn nhau. Thành giao vốn đang mừng thầm mình luôn may mắn tránh thoát không bị chai chỉ đến. Kết quả tốt không linh xấu linh, cô vừa nghĩ như vậy xong, miệng chai liền nhắm vào cô. Thành giao nhìn theo cái chai, đẩy chai bất ngờ hướng về phía tiền hằng nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thôi thành giao tự an ủi mình luật hôn nhân và luật thừa kế về cơ bản cũng thuộc rồi còn lại mấy cái chưa rút ra vừa nãy cô còn thừa dịp đi vệ sinh lén dùng điện thoại ra hẳn là có thể hâu tiền hằng nhìn thành giao cười nguy hiểm giải thích pháp luật điều bảy một luật hôn nhân thành giao nói hết luật hôn nhân rồi sao sao ngay cả giải thích pháp luật ba cũng lên cái này hợp pháp sao ba giải thích pháp luật Statutory interpretation là thuật ngữ dùng để chỉ một quá trình xác định ý nghĩa đúng của một văn bản luật pháp luật đây là một quy trình được thực hiện bởi chủ yếu là cơ quan tư pháp trên nền tảng một số nguyên tắc nhất định nhằm xác định ý nghĩa của một quy định pháp luật và áp dụng vào giải quyết một vụ việc cụ thể trong trường hợp quy định đó chưa rõ nghĩa đáng tiếc bất kể thành giao vô cùng không muốn không nghĩ ra chính là không nghĩ ra vùng vẫy một phút đồng hồ cô chỉ có thể lòng không tình nguyện mà móc ví tiền ra nhưng mà một khi đã biết sáo lộ của tiền hằng, thành giao lại yên tâm, cô làm bộ đi vệ sinh, lại len lén dùng điện thoại xem một lần mấy cái giải thích tư pháp. Trong chốc lát, vậy mà lại đến phiên tiền hằng hỏi thành giao. Lần này thành giao tràn đầy tự tin, tiền hằng à tiền hằng, lần này, mặc kệ anh hô bốn phương tám hướng, bản thân cô sẽ sừng sững mà không động. Nhưng mà rất đáng tiếc, đạo cao một thước ma cao mười trượng. Ngày 27 tháng 8 năm nay, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần đầu tiên xem xét các dự thảo phân ngành của Bộ luật dân sự, trong đó, dự thảo kế nhiệm đã đưa ra một số sửa đổi dựa trên luật thừa kế hiện hành, đối với di chúc đã đặt ra những sửa đổi pháp lý nào. Thành giao kinh hải, cái này cũng được. Vẻ mặt của Tiền Hằng đầy vẻ đương nhiên, với tư cách là một luật sư gia đình Chẳng lẽ cô không giữ sự nhạy cảm với các vấn đề pháp lý của nhà nước về khía cạnh gia đình trong bất cứ lúc nào sao? Nhưng đây không phải là điều khoản pháp luật hiện hành mà thành giao phản đối lại, quy tắc của trò chơi, không phải nói là thuộc điều khoản pháp luật hiện hành hay sao? Tiền hằng xoay tròn ly trà trên tay, cười một tiếng, thành giao, quy tắc của trò này là tôi lập ra, cô chẳng lẽ không biết, người lập ra quy tắc trò chơi, thông thường đều có điều khoản giải thích tùy cơ ứng biến cuối cùng. Tôi nói thừa nhận đề án sửa chữa, thì thừa nhận. Tiền hằng chậm rãi nói xong, còn bình tĩnh uống một ngụm trà. Thành giao nhìn nét mặt của tiền hằng, thật sự quá căm quốc. Đây là trả thù. Đây tuyệt đối là trả thù. Cũng bởi vì cô không lập tức chạy về thông ống nước, mà cô phải gặp một loạt hành động ngạt thở của sếp. Nhưng mà đối mặt với sự lạm dụng uy quyền của tiền hằng, thành giao không thể làm gì được, cô chỉ có thể nhịn đau thương, lại móc ra 50 tệ. Luật thừa kế hiện hành quy định hình thức di chúc, bao gồm di chúc công chứng, di chúc tự viết, di chúc ủy quyền, di chúc thu âm, di chúc ngoài miệng vân vân. Trước kia xác lập nguyên tắc thứ tự ưu tiên di chúc, xác định rõ di chúc tự viết, ủy quyền, thu âm, ngoài miệng không thể triệt tiêu, thay đổi di chúc công chứng, bản dự thảo chính là dựa trên điều này mà thêm các hình thức di chúc mới, chẳng hạn như in, quay video vân vân và sửa đổi các quy tắc về hiệu lực của di chúc, loại bỏ các quy. Định nói trên về hiệu lực ưu tiên của di chúc công chứng. Tiền Hằng nhìn bốn phía, đều nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ nhớ kỹ. Tiền Pa đến cùng vẫn là Tiền Pa chính là nhạy bén với sự thay đổi của luật pháp trong ngành như vậy ha 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 tôi cũng phải học tập từ tiền pa thật tốt tiền pa uy vũ hùng tráng là tấm gương của tôi thành giao nhìn một loạt các đồng nghiệp nịnh hót đối mặt với tiền hằng mong muốn mưu sinh của mọi người hiển nhiên đều rất mãnh liệt trò chơi này thật hay không chỉ tràn đầy câu hỏi nộp mạng ở khắp mọi nơi mà còn biến thành đại hội tân bốc tiền hằng và trao đổi phổ cập học tập kiến thức pháp luật đồ ngốc cuối cùng dưới sự áp sát từng bước của tiền hằng, thành giao đã mất vô cùng nhiều tờ mau gia gia. Nhưng mà so với thua hết tiền, thành giao luôn cảm thấy tiền hằng là cố tình làm cho cô thua hết 250 tệ. Hôm nay mấy con số này giống như một câu chuyện cười tiếu lâm vậy, sáng loáng chế dẫu thành giao. Thành giao buồn khổ trong lòng, cầm ly lên chuẩn bị uống trà, đáng tiếc thậm chí ngay cả trà cũng hết, vừa vặn bao duệ ở bên cạnh mới gọi rượu trái cây gì đó, thành giao ôm tâm trạng thử một lần, tự rót một ly. Không nghĩ tới mùi vị vậy mà cũng không tệ lắm, ngọt ngọt, mùi trái cây đậm đà, ngược lại không hề giống rượu mà giống như đồ uống nước trái cây, Thành Giao cảm thấy uống rất được, lại rót cho mình một ly. Đợi đến lúc bao duệ phát hiện hai cao nguyên đỏ trên mặt Thành Giao thì Thành Giao đã một mình buồn bực không lên tiếng quét sạch hơn nửa chai rượu trái cây. Ông trời của tôi ơi, Thành Giao, sao cô uống nhiều như vậy chứ? Rượu này là tôi để bớt thèm đó. Nồng độ cồn là 24 còn cao hơn bia bình thường. Bao Duệ thật sự là sợ ngay người, anh ta nhìn Thành Giao, cô không sao chứ. Thành Giao rõ ràng có thể nghe được giọng của Bao Duệ, cũng có thể cảm nhận được động tác của mọi người xung quanh mình, nhưng mà cô cảm thấy tất cả những thứ xung quanh, được não cô tiếp nhận, đều chuyển động chậm, cô có hơi chóng mặt, cảm giác mặt tỏa nhiệt, cả người rất nóng, rõ ràng bị tiền hằng làm thu mất không ít tiền, nhưng cả người lại cảm thấy rất lân lân. Đàm dĩnh về giặt dò xét nói, sếp, anh nhìn Thành Giao, cũng đã say, hay là hôm nay chúng ta dừng ở đây đi? Lý Minh lỗi vội vàng tùy cơ ứng biến nói, đúng vậy đúng vậy, tiền pa, anh nhìn vẻ mặt của thành giao này, hình như rất không thoải mái, hay chúng ta giải tán, để cho cô ấy mau về nhà nghỉ ngơi. Tiền hằng nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng gật đầu, rất có loại ý vị hoàng để đồng ý cho các vị ái khanh bãi triều. Bất kể như thế nào, cuối cùng mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, kẻ hủy diệt tiền hằng rốt cuộc cũng bỏ qua cho bọn họ. Bao duệ nhanh chóng chuẩn bị chuồng, Trước khi đi ngược lại còn rất nghỉ khí, còn suy nghĩ thu xếp cho thành giao, chân này của tôi bất tiện, đàm dĩnh, vậy cô đưa thành giao về nhà đi. Nhưng mà lúc đàm dĩnh đang chuẩn bị đỡ thành giao đi ra ngoài, thì giọng của tiền hằng cắt ngang cô ấy. Không cần. Giọng của anh vẫn lãnh đạm giống như trước đây, hai người phụ nữ các cô, không an toàn, tôi lái xe, thuận đường đưa thành giao về là được. Kịch nhỏ. Sau khi cưới. Tiền hằng, thành giao tối nay chúng ta chơi đại mạo hiểm, thuộc điều khoản luật pháp. Thành giao. Không thuộc thì làm thế nào? Tiền hàng xích lại gần tai cô, không thuộc, vậy anh muốn làm thế nào, thì làm thế đó. Muốn đại mạo hiểm thế nào, thì đại mạo hiểm thế đó. Thành giao nhanh chóng đỏ mặt. Đôi lời tâm tình của Editor, câu nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn quá xứng với tiền hàng mà, thua với ổng luôn. Cười mỉm. Chương 14 cô cũng đừng phá hủy danh dự của tôi. Chuyển ngữ, Thu Ni. Thành giao choáng ván đầu, cô đi theo tiền hằng lên xe. Kết quả vừa mới lên xe, tiền hằng liền đặt câu hỏi, sao có thể để cho đàm dĩnh đưa cô về nhà? Mặc dù nói tiền hằng kịch độc, nhưng lại có thể nghĩ đến ban đêm hai cô gái cùng đi cũng không an toàn, có thể đàn ông mà đưa về nhà như vậy, thành giao hết sức cảm động. Cô ấy đưa cô về phát hiện tôi và cô ở chung, cô có nghĩ tới làm thế nào không? giọng nói của tiền hằng lạnh lùng, mặc dù chúng ta là quan hệ thuê chung rất đơn giản, nhưng một truyền mười mười 10, truyền một trăm, rất nhiều chuyện sẽ biến dạng. Vẫn còn biết suy nghĩ bảo vệ thanh danh của một cô gái độc thân như cô, thành giao nghĩ, sếp của mình, tiền hằng, hóa ra là người trong nóng ngoài lạnh. Cũng không biết là do tác dụng của rượu, hay là cảm động, mà giờ phút này, thành giao cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng mà câu cảm ơn kia còn chưa nói ra miệng, giáo chủ ngũ độc giáo tiền hằng liền tạc vào đầu thành giao một thùng nước lạnh thấu tim. Cô như thế nào tôi mặc kệ, nhưng không thể phá hủy thanh danh của tôi. Tiền hằng, quả nhiên trước sau như một khiến cho người ta ngạt thở. Thành giao cực kỳ hối hận mà nghĩ, cô quả nhiên không nên nghĩ anh quá tốt. Trở về nhà, uống chút trà giải rượu. Hả? Được. Có lẽ cũng không nên nghĩ người ta quá xấu. Có thể suy nghĩ nhắc mình uống trà giải rượu, tiền hằng có lẽ cũng có thể cứu được một chút nhưng mà ý nghĩ đó của thành giao vừa mới quanh quẩn trong đầu thì nghe được tiền hằng tiếp tục nói tỉnh rượu rồi thì sau đó thông ống nước bây giờ thành giao xác định độc đã đi vào lục phủ ngũ tạng của tiền hằng rồi thuốc thang không còn kịp không có không gian cấp cứu trực tiếp tuyên bố tử vong thôi buổi liên hoan lần này cách nhà thuê của thành giao có một đoạn họa đơn vô chí một cuối cùng lại gặp kẹt xe tiền hằng đi bên ly hai nên hôm nay cũng chỉ có thể từ từ mà bò trong dòng xe chạy. Một họa đơn vô chí, đây là cách nói chỉ những sự việc không may mắn đã không đến thì thôi, lúc đến thì dồn dập và đến cùng một lúc. Hai Bentley, hãng sản xuất xe nổi tiếng. Nếu như vừa rồi thành giao chỉ hơi say, thì bây giờ, tác dụng của rượu đang từng bước từng bước xâm chiếm lý trí của cô, cô bắt đầu mệt rã rời, xe cứ chạy và phanh lại liên tục, làm cô càng choáng váng và dạ dày càng khó chịu hơn. Shep tôi cảm thấy hơi không thoải mái. Ngay cả một ánh mắt tiền hằng cũng lười cho thành giao, cô đừng tưởng rằng giả bộ uống say, nói dối mình không thoải mái, thì có thể lấy được đối đãi đặc biệt của tôi, đương nhiên thưởng phạt phân minh, ống nước sữa xong, thì tôi có thể đưa 250 tệ tối nay cô thu cho. Cả khuôn mặt của thành giao cứng ngắc, tôi thật sự rất khó chịu. 500, không thể nhiều hơn nữa. Nhưng mà thật may, khoảng cách đến nhà đã rất gần. Lại nhịn một chút, thành giao, mày có thể đáng tiếc không như mong muốn kẹt xe ngày càng tăng lên thành giao chỉ cảm thấy mình càng choáng váng hoa mắt sếp tôi cảm thấy không quá ổn nào chỉ là không thoải mái thành giao cảm thấy trong dạ dày mình đang dời sông lấp biển nhưng mà tiền hằng lại sống chết cho rằng thành giao đang làm bộ anh hừ lạnh cô là một người hành nghề luật pháp thì nên biết làm bất cứ chuyện gì nói bất cứ lời gì đều phải có bằng chứng trực tiếp mạnh mẽ có lực nếu cô nói mình không thoải mái què thành giao lần đầu tiên tiền hằng mất đi vẻ cao quý lãnh diễn nhã nhặn bình tĩnh trước sau như một giờ phút này trong giọng nói của anh tràn đầy sự tức giận và sự khiếp sợ không thể nào kiềm chế ngay tại một giây trước đó trước một đoạn nhận xét cuối cùng của anh thành giao đã ói lên chiếc xe nhỏ anh đang phanh gấp giờ phút này thần chí của thành giao đã không rõ ràng nữa cô rất khó chịu rất nhức đầu lại rất mệt nhưng mà là một người hành nghề luật pháp dạy công tu dưỡng đã chống đỡ cô chứng cứ Tiền hằng giận quá thành cười, cái gì? Thành giao chỉ chỉ đóng ói ra trong Bentley, đây chính là chứng cứ cho lời nói của tôi. Cô vô cùng chóng mặt, bổ sung nói, tôi đã nói, tôi cảm thấy không quá ổn. Tiền hằng đem mặt toàn bộ hành trình lái xe vào tiểu khu, sau đó mở cửa xe ra. Thành giao ngồi phịch ở chỗ ngồi, nhìn tiền hằng. Có thể nghe được giọng nói của tiền hằng đang cố gắng kiềm chế, nhưng ngữ khí đoạn cuối mang theo một chút không thể nhẫn nại được nữa. Thành giao, cô đừng có mà thử khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi. Thật ra thành giao rất muốn đứng dậy, đáng tiếc cả người đều chậm chạp, mặc dù trực giác nói như vậy không được, nhưng mà cảm giác rượu vào buông thả bản thân quả thực khá tốt, tôi dậy không nổi. Rượu cồn làm cho cả người cô có hơi phiêu, biển báo báo động cẩn thận kịch độc của sếp trong đầu cô, cũng chỉ bị một trận lại một trận cảm giác nhức đầu choáng váng làm trôi đi. Hành động hôm nay của thành giao hoàn toàn đều là phản ứng trong tiềm thức, nơi đó không kế hoạch lý trí, không có cân nhắc ảnh hưởng xã hội, hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Cô chớp chớp mắt, một đôi mắt nhìn chăm chú tiền hằng, tôi đi không được. Lời cô nói là thật, cũng không đưa ra bất kỳ lời lẽ làm bộ làm tịch nào, nhưng mà đôi câu trần thuật đơn giản như vậy, vào khoảnh khắc cô nói ra, đối với người khác, hiệu quả thực sự hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt của thành giao mang theo chút ướt ác, khuôn mặt trắng nõn bởi vì rượu mà có hơi đỏ ửng. cô cứ như vậy nhìn thẳng về phía tiền hằng, không hề chớp mắt, rất yên lặng, rất vô tội, cũng rất mờ mịt. Rõ ràng là thành giao hoàn toàn không cố ý thậm chí là hành động theo bản năng, nhưng mà tiền hằng lại cảm thấy, quá có tính công kích. Ngô Quân nói không sai, là một luật sư, thành giao trông quá xinh đẹp, anh lần đầu tiên ý thức được, có lúc, xinh đẹp cũng là một loại hung khí. Trong ánh mắt thẳng một mạch của thành giao, tiền hằng lui về phía sau một bước. Đây hoàn toàn là hành động theo bản năng, mặc dù trong lòng cũng không nghĩ ra là tại sao, nhưng bản năng cơ thể hình như đã ra chỉ thị trước một bước có chút nguy hiểm xe có thể tìm người dọn dẹp nhưng cũng không thể cứ bỏ thành giao ở trong xe như vậy tiền Hằng cao mày nhìn thành giao một lát sau đó anh cởi nút áo cởi áo khoác ra không nghĩ đến lúc này thành giao vừa rồi còn ngơ ngác sững sờ đột nhiên giống như là giật mình tỉnh giấc cô giống như một con thỏ bị dồn ép nhảy ra cửa xe cứu mạng cứu mạng tục tiểu có lưu manh Tiền Hằng không chịu nổi loại đãi ngộ này, khuôn mặt anh đen thui, giờ phút này cái gì cũng không quan tâm, một tay lôi thành dao đang muốn chạy ra bên ngoài trở lại, sau đó trùng áo vét âu phục của mình lên đầu cô. Thành dao vẫn còn đang giải dụa, Tiền Hằng, không nghĩ tới anh lại mặc người già thú như vậy, vậy mà lại cởi quần áo. Còn muốn xe rung ba? Coi tôi đến hiệp hội luật tố cáo anh. Ba xe rung, quan hệ tình dục trong xe ô tô. Tiền Hằng chỉ có thể đưa tay ra, ôm chặt lấy thành giao, chế trụ động tác của cô, bụng miệng cô lại. Cứ cô im miệng cho tôi. Tiền hằng thật ra rất vô tội, anh cởi áo, chỉ là vì bệnh sạch sẽ, anh không chắc chắn vừa rồi thành giao ói một trận kia, có ói lên chính người cô hay không, nghĩ một chút, vẫn là không muốn tự tay mình đi đỡ cô, chuẩn bị dùng áo khoác bọc cô, rồi lôi cô về nhà. Kết quả trong mắt cái người uống nhiều thành giao này, lại biến thành cái gì? cũng may thành giao bị áo phủ lên đầu cuối cùng cũng yên tĩnh, tiền Hằng nhân lúc tranh thủ đưa cô về nhà. Về đến nhà cảnh vật xung quanh quen thuộc, thành giao cuối cùng cũng xác định an tâm, nhưng mà đối với tiền hằng vẫn còn khá đề phòng, cô còn mặc âu phục của tiền hằng, cứ như vậy có rút trên ghế salon, nhìn anh giống như nhìn nghi can phạm tội vậy. Tiền hằng lười để ý cô, mở một chai Evian, cảm xúc mới hơi bình phục lại. Đáng tiếc thành giao vẫn còn ngờ vực tiền hằng, cô nhìn chầm chầm tiền hằng một hồi, lời nói ra giật gân anh tuyển tôi vào đoàn đội của anh có phải muốn quy tắc ngầm với tôi không tiền hằng rốt cuộc không nhận được sự cao lãnh của anh cuối cùng sụp đổ anh cao giọng nói tôi mù sao rượu cồn làm cho thành Giao hoàn toàn đánh mất lý trí hoàn toàn buông thả bản thân cô căn bản không biết mình đang nói gì chẳng qua là cắn ngón tay cười khanh khách tôi kém như vậy sao cũng đâu có trong đại học cũng có rất nhiều theo đuổi tôi đấy tiền hằng lạnh lùng nói đó là bởi vì bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh đời hai mắt mù Tiền hằng tức nghẹn, từ trên cao nhìn xuống thành dao trước mặt. Hôm nay cô thế này, xem ra chỉ có thể là tôi đi thông ống nước. Nhưng thành dao, hành động của cô như vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, thành dao đã hiếp hiếp hai mắt mà bắt đầu ngủ gật. Thành dao! Thử hỏi có ai lại dám ngủ lúc tiền ba dậy bảo chứ? Không có. Tiền hằng tức giận, cúi người sáp lại trước mặt thành dao, thành dao. Thành dao nửa ngủ nửa tỉnh mê mang mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là khuôn mặt anh Tuấn đến không thật của Tiền Hằng, còn phóng đại lên, lông mày của anh hơi nhíu lại, đôi mắt nhìn chầm chầm cô, sống mũi cao thẳng ngay trước mắt Thành Giao. Giờ phút này trong lòng Thành Giao chỉ có một ý niệm. Thật muốn biết, mũi của Tiền Hằng, rốt cuộc có nâng hay không? Ngay tại lúc Tiền Hằng đang chuẩn bị tiếp tục đánh thức Thành Giao, bảo cô trở về phòng, thì Thành Giao đột nhiên đưa một tay về phía anh, sau đó dưới tình huống Tiền Hằng không có bất kỳ phòng bị nào, cái tay đó bóp lên sống mũi anh, bóp một cái còn giống như ngại chưa đủ, lại bóp bóp hai cái, sau đó từ các góc độ khác nhau, lại không nhẹ không nặng bóp mấy cái. Trong mơ Hồ Thành Giao lẩm bẩm nói, à, bóp thế này cũng không sụp. Cả người tiền hàng gần như cứng ngắc lại, chưa từng có ai, dám tẩy mấy tay chân với anh như vậy, bóp rồi lại bóp mũi của anh, đây quả thực là động thổ trên đầu thái tuế bốn. Bốn động thổ trên đầu thái tuế, tùy tiện động thổ xây nhà sẽ xúc phạm sao thái tuế, chỉ xúc phạm người có quyền thế lớn xem ra không phải nâng rồi. Lần này tiền hằng rốt cuộc cũng biết tại sao thành giao muốn bóp mũi của mình. Thành giao, cô đứng lên cho tôi. Nhưng mà đáp lại tiền hằng, là tiếng ngáy trong mỏng của thành giao, sau khi xác nhận sống mũi của tiền hằng, cô lại không địch nổi cơn buồn ngủ và rượu cồn, chuyên tâm dồn trí mà ngủ. Ngày hôm sau, thành giao thức dậy rất sớm, đêm nay ngủ vô cùng đã, chỉ là mơ và giấc mơ kỳ quái, ví dụ như ói lên xe Bentley của tiền hằng, bóp sống mũi của tiền hằng thành Giao bật cười có lẽ là ba ngày đi làm bị tiền hằng nô dịch cho nên trong mơ tiến lên trả thù anh sao giống như trước đây lúc cô bắt đầu rửa mặt tiền hằng sớm đã đi là một đối tác có thể nói rằng tiền hằng hoàn toàn tận tâm với công việc hầu như luôn là người đầu tiên đến công ty buổi sáng thành Giao không đối mặt tiền hằng ở nhà kết quả thành Giao vừa đi làm đàm dĩnh liền bu lại mặt đầy bát quái tối hôm qua sau khi tiền pa đưa cô về nhà có xảy ra chuyện gì mà chúng tôi không biết sao không có mà thành giao khoát tay liên tục, thật không có. Đàm Dĩnh cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy, cô ấy nhỏ giọng lầm bầm nói, cô biết không? Sáng nay tiền pa tới trễ, tôi nghe những lão đồng nghiệp khác nói, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mấy năm nay ở quân hằng anh ấy tới trễ. Đàm Dĩnh vừa nói, vừa khoa tay múa chân, hơn nữa tâm trạng của anh ấy nhìn rất kém, sáng nay lúc bước vào văn phòng lớn, mặt căng cứng, giống như cả thế giới thiếu anh ấy 25.000 tệ lý minh lỗi đang chỉnh lý hồ sơ vụ kiện ở một bên bu lại tôi nghe nói là ben lee của tiền pa xảy ra chút vấn đề sáng nay anh ấy ngồi xe điện ngầm tới tôi còn gặp anh ấy trong toa hành khách các cô phải biết buổi sáng tàu điện ngầm rất chen chúc anh ấy bị một bà dì già mập mạp kề sát ôi tôi thấy cũng có chút đồng tình cả khuôn mặt của tiền pa đều đen đàm dĩnh rất tò mò ben lee của anh ấy làm sao vậy tôi vừa mới nghe anh ấy và ngô pa nói chuyện hình như là làm dơ đưa đi rửa không biết như thế nào, thành giao hơi có dự cảm xấu, trong lòng cô lột bột, luôn cảm thấy chuyện hỏng bét rồi. Hơn nữa hôm nay anh ấy thật sự rất kỳ quái, lúc tôi tới, nghe được anh ấy đang hỏi ngô pa, mũi của tôi giống như nâng sao, ngô pa lần thứ nhất không trả lời, tiền pa còn rất cố chấp hỏi lần thứ hai. Trong lòng thành giao giờ phút này chỉ có hai chữ to. Xong rồi. Cho nên tất cả chuyện tối hôm qua căn bản không phải là mơ, chính cô vậy mà thật sự làm không chỉ có ói làm bẩn ben ly của sếp, còn ra tay bóp mũi của sếp. Lý Minh Lỗi vẫn còn tiếp tục, tóm lại tâm trạng của anh ấy hôm nay cũng không tốt lắm, mới vừa rồi tôi thấy anh ấy gọi điện mắng một người khách hàng, cũng không biết lát nữa ai xui xẻo đụng phải họng súng. Lời của Lý Minh Lỗi còn chưa nói hết, điện thoại nội bộ của Thành Giao vang lên. Thành Giao, tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Trái tim của Thành Giao như cho tàn, bây giờ chạy cũng không thoát cô nơm nớp lo sợ vào văn phòng của tiền hằng trong lòng mặc niệm chim báo bảo của maxim gorky bảo táp gì tới mãnh liệt hơn đi tôi là một con chim báo bảo năm phải giống như ti chớp màu đen cao ngạo bay lượn năm chim báo bảo ở đây chính là chim hải yến chim hải âu tác giả có lời muốn nói nói rõ một chút nha có một bạn viện luật học đáng yêu nhắn lại nói học luật không yêu cầu học vẹt yêu cầu hiểu cho nên không phải thuộc điều khoản pháp luật đương nhiên trong ngành luật học thuộc điều khoản luật là không cần quan trọng nhất là hiểu nhưng đầu tiên đối với việc dự một cuộc thi thuộc điều khoản luật là nhất thiết thứ hai nếu như bạn đã hành nghề chuyên về một loại pháp luật bởi vì mỗi này không ngừng sử dụng nhất là một vài điều khoản pháp luật với tần số cao dùng nhiều đương nhiên sẽ thuộc nếu như đã hành nghề một khoảng thời gian nhưng lại không thuộc một bản luật liên quan thì đó là nghề nghiệp của mình có vấn đề kịch nhỏ tiền hằng đêm nay sinh em bé thành dao. Tiền Hằng hư lạnh, không phải em nghi ngờ mũi của anh là nâng sao? Vậy rất đơn giản, xin em bé xem xem, đứa bé nhất định di truyền cái mũi hoàng mỹ này của anh, đến lúc đó xem em còn nói gì. Thành dao, chờ. Chờ một chút. Đôi lời tâm tình của editor, dạo này mình mới xem một bộ web drama chuyển thể của Trung, và đang cực kỳ ghiền, thế là bon bon đi kiếm bản truyện để ôm về nhà. Mọi người đón xem là bộ nào nhé sờ poi chút là đang chiếu. chương mười lăm cô có bệnh tâm thần sao? thỉnh thoảng bị cũng được. chuyển ngữ puni. C. tiền hàng ngồi trước bàn làm việc, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. trên bàn lễ tân có một sập tư liệu bạch tinh manh chuyển phát nhanh tới, là một vài manh mối tài sản chung trong cuộc hôn nhân mà cô ấy tự mình lọc. trước tiên cô thử đi nghiên cứu nó, sau đó phân loại các tư liệu có giá trị ra. ngoài ra phán quyết ly hôn giữa bạch tinh manh và từ tuấn, hãy xem thật kỹ nhất là liên quan đến việc phân chia tài sản. Một tiếng sau Bạch Tinh Manh sẽ đến gặp chúng ta, nói về phương án kiện tụng. Bước tiếp theo, cô chuẩn bị phòng họp. Hả? Thành giao vốn đang ôm nỗi lo sợ bị tiền hằng trả đũa, nhưng mà bước vào văn phòng của anh, lại không nghĩ đến một chữ tiền hằng cũng không đề cập đến chuyện tối hôm qua, chỉ là sắp xếp công việc bình thường. Còn nữa, nhớ lập một danh sách các bằng chứng về tài sản ẩn của tư Tuấn mà chúng ta hiện có. Thành giao khẽ gật đầu, nội tâm vô cùng xấu hổ xem ra bản thân thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi tiền hằng là một người đàn ông cộng sự chu đáo làm sao có thể so đo từng tí với người mới say rượu chứ càng nghĩ như vậy thành giao càng muốn làm chút chuyện sửa chữa cô nhìn gò má anh tuấn của tiền hằng chủ động xin đi đánh giặc nói sếp có cần cà phê không tôi giúp anh đi chuẩn bị không cần cô làm xong công việc thuộc trách nhiệm của mình là được loại chuyện pha cà phê này không cần cô không sao, trước kia tôi làm ở một công ty, cũng thường giúp luật sư chuẩn bị. Tôi không cho rằng loại chuyện pha cà phê này thuộc về công việc của một nữ luật sư nên làm. Cô ở đây để làm luật sư, không phải làm công việc hành chính. Tôi hy vọng cô đừng cho rằng mình pha cà phê cho đồng nghiệp hay sếp là thể hiện mình rất thân thiện, điều này rất không chuyên nghiệp. Lần này cuối cùng tiền hằng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng hơi hợt, nhưng giọng nói lại nghiêm khắc. Cô xem bình thường có người nào bảo luật sư nam đi pha cà phê cho người khác sao? ở nơi làm việc pháp luật, phụ nữ và đàn ông là bình đẳng, không có phái nào sinh ra thích hợp làm loại công việc phụ trợ pha cà phê, in văn kiện, photocopy scan, cô nhớ kỹ điểm này. Kể từ khi tốt nghiệp đến nay, bất kể là ở đơn vị thực tập hay ở một công ty luật, thành giao đều rất hay bị sai đi làm những chuyện mang tính chất thư ký, nói thật, trong tiềm thức, thành giao là kháng cự lại, không ai vui lòng dành 4 năm học luật khoa chính quy vào công ty luật làm việc vặt. Cô muốn chính thức tiếp xúc với vụ kiện, nhưng thời gian lâu dài, sự không cam lòng lúc mới bắt đầu cũng bị thực tế mài mòn hết góc cạnh. Cho đến giây phút bị tiền hằng nói như vậy, thành giao mới ý thức đến, bản thân trong lúc vô tình, gần như cũng thầm chấp nhận loại quy tắc ngầm ở chỗ làm việc này, từ trước đến nay con gái càng khó tiếp xúc với công việc chính hơn con trai. Tôi sẽ nói với bao duệ, bảo cậu ta không ném những công việc mang tính chất thư ký này cho cô. Thành giao đột nhiên cảm thấy rất cảm kích, mặc dù tiền hằng tính tình kém thái độ cũng không tốt, nhưng mà là một người đàn ông, có thể nói ra những lời này, nội tâm của thành giao cảm thấy kính nể. Cám. Đừng mong rót cho tôi một tách cà phê thì muốn ám chỉ rằng cô là một người phụ nữ rất yếu đuối, ở chỗ của tôi không tồn tại. Nguyên tắc của tôi trước sau như một, dùng đàn ông như thú vật, dùng phụ nữ như đàn ông, khi không đủ đàn ông thì cũng dùng phụ nữ như thú vật. Tiền Hằng cười cười, dù sao thời đại mới rồi, cũng không nói tới nữ quyền đâu. Ưu đãi với phái nữ chính là một loại kỳ thì khác nếu như cô pha cà phê cho tôi vì muốn nhận tội những chuyện tối hôm qua với tôi vậy thì không cần thành giao kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu lên muốn cảm ơn sự khoan hồng độ lượng của tiền hằng nhưng mà đây không phải là chuyện một tách cà phê là có thể xóa bỏ tiền hằng liếc nhìn thành giao đã đến công ty rồi nên tôi cũng không đi đường tắt pháp luật nữa âm thầm giải hòa đi tôi đã lập thẳng một danh sách các thiệt hại kinh tế gửi cho hộp thư email của cô cô kiểm tra một chút Thành giao kinh ngạc nói, ý của anh là, tôi phải bồi thường tiền cho anh. Cô nhanh trí giải thích, sếp, tối hôm qua tôi uống say, thật ra thì tôi cũng không nhớ rõ tôi đã làm cái gì, đối với hành vi của mình tôi đã mất kiểm soát rồi, phải làm cái gì, tôi thật sự là vô ý thức. Cô mấy tuổi? Sao? 23 tuổi tròn. Tiền hằng mấp mấy môi, cô có bệnh tâm thần sao? Thỉnh thoảng bị cũng được. Cái này có vấn đề gì? Thành giao mặt đầy mờ mịt nói, "Không có." Tiền Hằng hư lạnh một tiếng, ở độ tuổi 18 tuổi tròn, không phải bệnh nhân tâm thần thì không thể nào không nhận ra hành vi của mình, không đáp ứng đủ định nghĩa của người hạn chế năng lực hành vi, vậy thì phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình, uống rượu cũng không phải là lý do trốn tránh trách nhiệm pháp lý. Tiền Hằng phất phất tay, "Đi ra ngoài đi." Ngay tại lúc Thành giao đi tới cửa, cô lại nghe vị sếp tôn quý của cô nói thêm, "Không có việc gì thì đọc nhiều sách đi." đừng suốt này nhìn chằm chằm vào mặt của người khác. Hờ. Mặt của tôi 100% thuần tự nhiên, cô có nhìn mười ngàn lần, cũng không nhìn ra dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ. Chờ một chút. Thành giao. Xuống lầu một chuyến. Làm sao vậy? Động mẫn tới, giúp tôi dẫn cô ta đi, đừng để cho cô ta đến văn phòng. Thật là một chuyện tốt. Dù sao mặc kệ phải bồi thường tiền như thế nào, thành giao cũng không đếm xỉ đến không phải anh vừa mới nói, tại chỗ làm việc luật pháp, công việc mà phái nữ phải làm đều là những việc chuyên nghiệp, chứ không phải là những việc không liên quan quái lạ này. Tiền Hằng lấy bản văn kiện trên bàn ra, ném cho Thành Doa, vậy thì làm chút việc chuyên nghiệp, bản này là văn kiện bảo mật của khách hàng, không thể gửi qua bưu điện, cô tự mình đưa cho khách hàng, địa chỉ không xa, đối diện ngay văn phòng của chúng ta. Tiền Hằng cười, sau đó vừa vặn thuận đường dẫn động mẫn đi. Ngỡ ra làm gì? Còn không mau đi thành giao ra khỏi văn phòng của tiền hằng, đi đưa tài liệu bảo mật cho khách hàng, cũng như làm lựu đạn khói đi lang thang bên ngoài một vòng thành công dẫn động mẫn người hâm mộ mắt bị mù của tiền hằng đi, mới trở lại văn phòng. Trong sự bi phẫn thành giao mở mail ra, thấy danh sách các khoản bồi thường làm cho cô thiếu chút nữa là ngất xỉu, ngoài chi phí rửa sạch xe Bentley, còn có tiền bồi thường áo vét M. Negasi Yegna đặt may. Là một luật sư, tiền hằng vô cùng nghiêm cẩn, sau mỗi hàng định giá thiệt hại, đều kèm theo tờ hóa đơn hoặc là định giá trên trang web chính thức có thể chứng minh giá trị thiệt hại thực tế và tư liệu chi phí. Thành giao nhìn chủ số không đứng sau con số đầu tiên của cái áo vét kia, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chỉ là đi ra ngoài tham gia liên hoan mà thôi, cũng không phải là coi mắt, tại sao phải mặc bộ quần áo đắt tiền như vậy chứ? Đại gian đại ác tiền hằng Đại gian đại ác chủ nghĩa tư bản Một xã hội sắp tiêu vong vì chênh lệch giàu nghèo quá lớn thành giao hóa đau thương thành sức mạnh hiệu suất làm việc bùng nổ thoáng cái đã chuẩn bị xong hết các công việc cần thiết cho buổi họp chiều nay lần họp này bạch tinh manh đến rất chính xác quản lý của cô ấy không đi cùng hôm nay cô ấy tới một mình tiền hàng phong thái chuyên nghiệp trình bày cho cô ấy tình hình điều tra trước mắt nói ngay vào điểm chính bây giờ đã có hướng đi đối với tài sản che giấu của từ tuấn bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đưa ra kiện tụng xem xem cô muốn để lúc nào bạch tinh manh dừng một chút giọng quả quyết, bây giờ lập tức khởi tố. Cách thời hiệu kiện còn có 2 tháng, về lý thuyết, chỉ cần đệ trình khởi kiện trong 2 tháng này thì sẽ không có vấn đề gì. Tiền hàng nhấp một ngụm cà phê, nhưng trực tuyến đoàn đoàn của Từ Tuấn đã qua quy trình niêm yết ra thị trường rồi, rất có thể trong một tháng tới là có thể thành công niêm yết trên Nasdaq 1. Nếu như bây giờ cô khởi tố, nhất định sẽ làm xáo trộn bước đi đưa ra thị trường của anh ta, bởi vì sau khởi tố tôi sẽ nộp đơn xin bảo toàn đóng băng quyền cổ phần. Như vậy một khi phát sinh bảo toàn và kiện tụng, trong quá trình đưa ra thị trường, chắc chắn anh ta sẽ phải nói rõ chuyện này. Các thủ tục pháp lý chia tách lại tài sản đang chờ xử lý sẽ giống như một quả mìn chung vùi công ty của anh ta, các nhà đầu tư của anh ta rất có thể sẽ đánh giá lại rủi ro của công ty, gây ra tác động tiêu cực lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến việc niêm yết. Một Nasdaq, nguyên văn là National Association of Security Dealer Automated Quotation System, là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn thứ hai tại Hoa Kỳ hiện nay, chỉ sau NSE. Nét mặt của Bạch Tinh Manh không có chút gợn sóng nào, cô ấy lặng lặng nhìn tiền Hằng. Nếu như cô sẵn lòng chờ, một tháng sau, khi trực tuyến đoàn đoàn niêm yết lên Nasdaq thành công, cô khởi tố, thì có thể xin phân chia tài sản, trực tiếp trở mình. Nói cách khác, một tháng sau cô khởi tố, tôi cũng sẽ lấy phí luật sư. Tiền hằng nhấp miếm môi, thái độ nghiêm túc mà trầm ổn, nhưng là một luật sư, tôi tôn trọng tất cả các lựa chọn của đương sự cũng thông báo trước cho cô biết toàn bộ biện pháp pháp lý có khả năng mà trước mắt chúng ta có thể áp dụng hy vọng cô hiểu đầy đủ tình hình để đưa ra quyết định có lợi nhất với mình về nguyên tắc đây là một phương án vô cùng hấp dẫn dù sao điều bạch tinh manh phải làm chẳng qua là án binh bất động một tháng mà thôi một tháng sau nếu như trực tuyến đoàn đoàn thành công niêm yết lên thị trường vậy số tiền cô ấy được chia căn bản bây giờ không thể so được mà nếu như một tháng sau trực tuyến đoàn đoàn không niêm yết lên thị trường được thì kiện tụng cũng không muộn. Nhưng mà, câu trả lời của Bạch Tinh Manh lại khiến cho Thành Giao vô cùng bất ngờ. Thái độ của cô ấy kiên quyết như một, bây giờ tôi muốn khởi tố. Được. Tiền Hằng kiệm lời, cũng không có chút lòng hiếu kỳ của người bình thường, một chữ anh cũng không hỏi, chỉ là quay đầu nhìn Thành Giao. Thành Giao, tôi có một cuộc họp video, cô và cô Bạch kiểm tra lại danh sách chứng cứ đi. Sau đó anh nhìn Bạch Tinh Manh, cô Bạch có chuyện gì thì có thể liên lạc trực tiếp với luật sư Thành vậy tôi xin không tiếp chuyện nữa đối với sự sắp xếp của tiền hằng thành giao hoàn toàn không kịp ứng phó cho tới nay lúc tiếp khách hàng cô đều ở vị trí phụ trợ thậm chí không cần mở miệng nói chuyện đây là vụ kiện đầu tiên tham gia ở quân hằng hơn nữa là vụ kiện vô cùng lớn vậy mà giờ phút này cô lại phải một thân một mình đối mặt với đương sự đương sự lại không phải là người khác là bạch tinh manh bạch tinh manh đang bạo hồng may mà lúc thành giao vắt hết óc suy nghĩ đề tài Bạch Tinh Manh đã mở miệng trước. Luật sư Thành, có phải cô cảm thấy tôi ngu không? Nhưng cái vấn đề này của Bạch Tinh Manh làm cho Thành Giao trở tay không kịp. Cũng may Bạch Tinh Manh hỏi vấn đề này cũng không trông cậy gì vào Thành Giao sẽ cho cô ấy câu trả lời gì. Nhiều khi, trong một cuộc tranh chấp hôn nhân, người đương sự ngoại trừ tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý bên ngoài, cũng liên tục tìm kiếm cửa sổ dốc bầu tâm sự. Luật sư Thành, cô có thể trò chuyện cùng tôi một chút không? Cô là con gái, tôi tin cô càng có thể hiểu tâm trạng của tôi. Bạch Tinh Manh cảm thấy có hơi có lỗi mà cười, tôi biết sẽ làm lỡ thời gian của cô, tôi sẵn lòng trả phí dựa theo tỷ lệ hỏi ý kiến của cô, nhưng hôm nay, tôi không muốn nói luật pháp lạnh như băng, chỉ muốn tán gẫu với cô một chút. Tôi là ngôi sao, những chuyện riêng này, tôi không thể nào mở rộng cánh cửa lòng trò chuyện với bất kỳ một người nào. Thành giao gật đầu, bày tỏ hiểu. Kể từ khi làm luật sự đến nay, cô quả thật đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy rất buồn cười rất nhiều người đương sự rõ ràng trong cuộc sống hiện thực có người thân và bạn thân nhưng mà rất nhiều cảm xúc trong lòng lại không dám nói cho người thân bạn thân ngược lại chỉ có luật sự thuê hợp đồng bọn họ mới sẵn lòng thả lòng trái tim bày tỏ hết tất cả so với bạn thân bọn họ càng tin tưởng điều khoản giữ bí mật trong hợp đồng thương mại hơn số tiền kết xù làm trái điều ước không tuân theo hợp đồng bảo mật lại khiến cho bọn họ càng yên tâm bạch tinh manh cúi đầu thật ra thì đoạn hôn nhân này mang cho tôi rất nhiều đau khổ vì anh ta, tôi đã vi phạm hợp đồng quản lý, tự ý ngầm kết hôn với anh ta trong thời gian còn hợp đồng, bị công ty trả thù, nộp tiền vi phạm điều ước kết xù, thiếu chút nữa bị chôn vùi, sự nghiệp gần như bị tấn công phá hoại. Lúc thành giao xem Linh Giao công lược, xem qua lý lịch và tin bác quái liên quan tới Bạch Tinh Manh, quả thực như vậy, cô ấy thành danh sau một đêm, vào lúc đang rất tốt thì đột nhiên bị công ty vùi dập, từ 23 đến 26 tuổi, gắn gượng phí hoài 4 năm, 4 năm đó, đối với một cô gái bình thường đều là tuổi xuân đẹp nhất, huống chi là đối với một ngôi sao. Giọng của Bạch Tinh Manh có hơi tự giảo, nhưng mà con gái một khi rơi vào tình cảm, đều sẽ trở nên ngu xuẩn. Thật ra thì bây giờ tôi hồi tưởng lại, từ đầu đến cuối từ Tuấn có lẽ đều không thích tôi. Lúc tôi bắt đầu lui tới với anh ta, công ty của anh ta còn rất nhỏ, hoàn toàn không phải như bây giờ. Tôi thật tâm thích anh ta, nhưng đổi lấy là cái gì? Là mấy năm scandal liên tục, là bởi vì vấn đề công ty quản lý của cô nên không thể công khai tình cảm sao? À, nếu tôi đã có dũng khi kết hôn với anh ta, trực tiếp ván đã đóng thuyền không tuân theo hợp đồng quản lý, thì tôi sẽ sợ công khai tình cảm sao? Bạch Tinh Manh cười cười, có hơi cô đơn, là anh ta không muốn công khai. Thành Giao có hơi không hiểu, tại sao? Bởi vì chỉ có nửa che nửa đậy đang mới càng có mánh khóe. Bạch Tinh Manh thê thảm cười, kể từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp, Hình ảnh của tôi vẫn luôn tốt đẹp, chưa từng truyền ra scandal gì, nhưng ở bên anh ta đã tạo ra dòng nước bẩn nhất đời tôi, bởi vì vấn đề tuyên truyền phim điện ảnh và truyền hình, trong khi phải phối hợp sao tác hai với nam chính, còn phải chú ý yêu anh ta, bọn chó săn biết, phê phán tôi chân đạp hai thuyền đạo đức giả. Lúc ấy tôi rất oan ức cũng rất buồn bực, tôi giữ bí mật rất tốt, bọn chó săn làm sao biết. Bây giờ mới biết được, hóa ra những đám tung tin này đều là từ Tuấn đi cung cấp. Hai sao tác là một kỹ xảo thương mại, một cách quảng bá không chính quy, tung tin đồn để tạo hiệu ứng. Có thể hiểu như là lăng xê một ngôi sao. Đối với vẻ mặt kinh ngạc của Thành Giao, Bạch Tinh Manh cười khổ, luật sư Thành, cô nghĩ lại đi, trước khi từ Tuấn gây scandal với tôi, cô đã từng nghe qua trực tuyến đoàn đoàn chưa? Thành Giao suy nghĩ, lắc đầu, quả thật hoàn toàn không ấn tượng, sự hiểu biết về trực tuyến đoàn đoàn và từ Tuấn, hoàn toàn là bởi vì những scandal như phim dài tập kéo dài lên lên xuống xuống với Bạch Tinh Manh trong những năm đó. Nhưng mà sau khi ở bên nhau, trực tuyến đoàn đoàn, được mọi người biết đến, lần đầu tiên khi chúng tôi bị chó săn tung tin yêu đương, người sử dụng trực tuyến đoàn đoàn của anh ta bùng nổ lên đến một triệu cùng ngày, đi theo với các loại scandal, lưu lượng và số người sử dụng trang web cũng càng ngày càng nhiều. Nói như vậy, hình như quả thực là thế, Thành Giao nhớ tới lần đầu tiên mình đăng ký trực tuyến đoàn đoàn, cũng là bởi vì thấy scan của Bạch Tinh Manh và Từ Tuấn. Bạch Tinh Manh nói đến chỗ này, thì dừng một chút, mạo muội hỏi luật sư Thành, cô là người đăng ký sử dụng trực tuyến đoàn đoàn sao? Vâng. Vậy cô đăng ký dưới tình huống nào? Thành Giao có hơi ngượng ngùng, lúc ấy người tung tin tuyên bố, Từ Tuấn đã ngầm dùng từ viết tắt chữ cái đầu của cô bày tỏ tình yêu của anh ta với cô trên trang chủ của trang web mình, khi đó tôi vẫn còn đi học, cũng rất nhàm chán, nên cũng giống như những cư dân mạng khác, lên trực tuyến đoàn đoàn xem, bởi vì lần xem này, ngược lại không ngờ phát hiện trang web trực tuyến đoàn đoàn này làm rất tốt, chức năng đầy đủ hết, trang web sạch sẽ, không có quảng cáo lung tung, kho tiểu thuyết trong trạm. Văn học rất khổng lồ, cũng có rất nhiều chế độ đọc có thể lựa chọn, rất cá nhân hóa. Vì vậy cứ như thế mà trở thành người sử dụng trực tuyến đoàn đoàn. Câu trả lời của thành giao cho Bạch Tinh Manh thấy một biểu hiện rõ ràng, đúng, chính là như vậy, rất nhiều người chính là sau lần đó, đăng ký trang web của anh ta, trở thành người sử dụng trung thành. Cô ấy rủ mắt xuống, mặc dù cuộc hôn nhân của tôi và anh ta tan vỡ, nhưng tôi không thể không nói, Từ Tuấn đúng là một người đàn ông có năng lực, thiết kế trang web và hoạch định của anh ta, quả thật rất tốt, nhưng... Trên thế giới này người đàn ông giỏi giang như anh ta có rất nhiều, nhưng có thể giống như anh ta không chừa thủ đoạn nào để đạt tới mục đích, cũng rất ít. Bạch Tinh Manh dừng một chút, lần tung tin đó là một tay anh ta bày kế. Thành giao hoàn toàn kinh hãi căn bản không có bày tỏ tình yêu kín đáo gì, hoàn toàn là một vở tuồng anh ta tự biên tự diễn. Đầu tiên là cố gắng sửa lại trang bìa của trang web, sau đó tìm đoàn đội đi tung tin, sao tác cái này ra. Sắc mặt của Bạch Tinh Manh rất bình tĩnh, nhưng trong giọng nói vẫn còn hơi run rẩy. Từ ngày đầu tiên anh ta quen tôi, thứ coi trọng, chính là lưu lượng của tôi. Cái anh ta cần chính là nhân khí mang đến sức sống cho trang web của anh ta, cái cần chính là scandal để sao tác. Bạch Tinh Manh tự dạo nói, yêu đương với một nữ minh tinh, hiệu quả của chuyện này càng tốt hơn bất kỳ loại quảng cáo nào cư dân mạng rất nhanh sẽ moi tỉ mỉ anh ta mà anh ta chỉ cần ở trong tối đổ dầu vào lửa là được như vậy rất kinh tế vừa tiết kiệm chi phí marketing tuyên truyền công ty hiệu quả lại phóng đại không gì sánh bằng bởi vì sự chuyển hướng đó đúng là người tiêu thụ thực sự là người sử dụng mạng hoạt động mạnh nhất anh ta là nhân tài marketing thông minh nhất biết rằng giá trị hóa thần tượng hóa người lãnh đạo công ty thì so với tuyên truyền công ty trực tiếp thì tiết kiệm thời gian hiệu quả còn tốt hơn nhiều Bạch Tinh Manh cắn môi mình, cho tới sau này tôi mới suy nghĩ cẩn thận, hóa ra đây chính là mục đích thật sự của việc yêu đương với tôi, kết hôn với tôi. Tác giả có lời muốn nói, vụ kiện của Bạch Tinh Manh chính thức bắt đầu cây. Trong vụ kiện này thành giao sẽ dần dần lớn lên lời văn được lựa chọn trong mỗi một vụ kiện đều có ý nghĩa mọi người đi theo tôi cùng nhau tiến vào bản sao Bạch Tinh Manh đi vì bảo đảm tính thú vị của việc đọc. Các vụ kiện sẽ ảnh hưởng lẫn nhau đấy hy vọng mọi người cũng có thể đọc vụ kiện cây này như yêu tiền pa. Kịch nhỏ sau khi cưới. Thành giao, con là em sinh ra, nên con lớn lên giống em, sống mũi mặc dù rất cao, nhưng nhìn vào khuôn mặt này mà nói hoàn toàn là mũi của em, anh cũng không thể nào chứng minh sống mũi của anh có phải nâng hay không. Tiền hàng giọng nguy hiểm, sinh tiếp một đứa. Thành giao, chờ. Chờ một chút. Tiền hàng vừa mỉm cười vừa cởi áo, sinh đến khi em không nghi ngờ nữa mới thôi. Thành giao, không không không. Em tin, Sống mũi này của anh hoàng mỹ như vậy. Không thể nào là nâng đâu. Là em có mắt như mù. Giáo chủ tha mạng. Mỗi ngày hỏi một chút, hôm nay cô rải hoa ba cho tiền ba sao? Nộp đơn vào ngũ độc giáo sao? Ba rải hoa, bày tỏ sự ủng hộ, tôn vinh người khác. Đôi lời tâm tình của editor, quào quào chương này siêu siêu dài luôn ý, làm chương này xong chả hiểu sao lại nhớ đến chuyện tình 27 với 72 từng gây chấn động của Ngọc Trinh với ông Hoàng Kiều cười mỉm. Chương 16, đại diện trăng sáng trừng phạt cô. Chuyển ngữ, Puni. Thành giao biết rất nhiều vụ kiện ly hôn ầm ý mời luật sư, nội tình đều không thể làm cho người ta vui vẻ. Rất nhiều vụ tranh chấp ly hôn, lột cái vỏ ngoài rối ren phức tạp, phơi bày dụng ý xấu cùng ích kỷ nguyên thủy nhất của lòng người. Sự trói buộc của hôn nhân, có lẽ từng có vết tích của tình yêu nhưng lâu ngày trong cuộc hôn nhân tính toán sẽ pha trộn rất nhiều nhân tố không hề đơn thuần nếu như người này không có gì cả anh sẽ còn yêu cô ấy sao anh sẽ còn chọn cô ấy sao lúc tình nồng ý ngọt không ai tự nguyện hỏi bản thân mình như vậy cũng không có ai tự nguyện nghĩ đến điểm này song khi tình cảm hoàn toàn tan vỡ giữa hai bên đã không còn tình cảm gì với cái lợi ích trước mặt vạch mặt ác ý chửi bởi hai người đã từng có mối quan hệ thân mật nhất lúc ly dị lại càng ác ý và oán hận nặng hơn cả người xa lạ bộ mặt thật của hôn nhân đôi khi rất tàn nhẫn thành giao luôn biết điều này nhưng mà sau khi nghe bạch tinh manh kể xong trong lòng cô khá dao động cô không nghĩ tới một người đàn ông có thể tính toán đến nước này thận trọng từng bước từ tình yêu lúc ban đầu đến cuộc hôn nhân sau cùng anh ta đều giữ nguyên sự lý trí và mục đích đáng sợ như vậy bình tĩnh đến mức có thể dùng tình cảm của mình làm tiền đặt cược thế cho nên lúc ly hôn tiến hành phân chia tài sản mới có thể không nể tình như vậy. Cho nên, đây mới là nguyên nhân tại sao Bạch Tinh Manh kiên trì khởi tố lập tức. Bởi vì hận, bởi vì muốn trả thù, bởi vì không cam lòng, cái cô ấy mong muốn không phải tiền, vì vậy căn bản không muốn chờ công ty của Từ Tuấn Niêm Yết trên thị trường thành công. Cái cô ấy mong muốn có lẽ là, muốn phần tài sản chi được nhờ đóng băng quyền cổ phần, làm cho công ty của Từ Tuấn không thể nào Niêm Yết thành công. Bạch Tinh Manh nhìn vẻ mặt của Thành Giao, thở dài một hơi, khi đó tôi thích Từ Tuấn đơn thuần là vì tình cảm ngưỡng mộ cảm thấy có thể được một người đàn ông có tài như vậy yêu là một chuyện vô cùng có cảm giác thành tựu nhưng sau đó tôi mới ý thức được thứ những người đàn ông tài năng thành công thích nhất vĩnh viễn là bản thân đàn ông càng thông minh càng ích kỷ lạnh như băng một một lạnh như băng nguyên văn là lương bạc từ ngữ dùng để hình dùng lòng người lạnh như băng đạm bạc với mối quan hệ nhân tế nói đến chỗ này bạch tinh manh dừng một chút sau đó cô ấy suy nghĩ bỏ thêm một câu giống như sếp của cô Tiền Hằng. Này, sao lại kéo Tiền Hằng tới? Tôi từng hợp tác với rất nhiều luật sư, anh ta là vị luật sư năng lực mạnh nhất, chuyên nghiệp nhất tôi từng gặp, nhưng cũng không có tình người nhất. Bạch Tinh manh nhún vai, anh ta chưa bao giờ quan tâm đương sự đang nghĩ gì, có trạng thái tâm lý gì, anh ta chỉ quan tâm kết thúc vụ kiện, giống như người máy vậy, cẩn thận tỉ mỉ, làm việc hoàn mỹ, ở trong mắt anh ta, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ được trả thù lao khoản tiền lớn nhất là quan trọng bởi vì lời này của Bạch Tinh Manh, trong đầu của thành giao cũng hiện ra gương mặt lạnh như băng của tiền hằng, anh ấy là người như vậy sao? Không có một chút tình người. Bạch Tinh Manh hiếm khi nói ra nỗi buồn trong lòng mình ra, bộc lộ hết, tâm trạng đương nhiên cũng tốt lên không ít, cô ấy lại khôi phục loại tự tin hoàng mỹ ở trước ống kính, sau khi xác nhận danh sách chứng cứ với thành giao xong, thì cô ấy vén tóc, nói tạm biệt với thành giao. Hôm nay Thành Giao ôm một chồng lớn hồ sơ vụ kiện và tài liệu về nhà, bởi vì lần bộc bạch của Bạch Tinh Manh, làm cô vô cùng đồng cảm với cô ấy, chỉ muốn cố gắng hết sức tranh thủ quyền lợi càng nhiều càng tốt cho người đương sự này. Kết quả không ngờ tới hôm nay tiền hàng tan việc cũng vô cùng sớm, vì vậy sau khi hết giờ làm hai người không thể không chạm mặt nhau, lại ở khoảng cách gần chung một căn nhà. Lúc Thành Giao đang chần chừ xem có nên chào hỏi sếp hay không, thì Thành Giao mở miệng quý ra. Cô suy nghĩ như thế nào? Thành Giao ngẩn người, vội vàng báo cáo, tôi đã nói chuyện với Bạch Tinh Manh rồi, bản thảo đơn khởi tố tôi đang viết, Cô ấy muốn khởi tố ngay lập tức, ngày mai tôi sẽ gửi toàn bộ tư liệu sơ thảo cho anh xem xét, sau đó tôi sẽ tranh thủ đến tòa án nộp tài liệu lập án vào thứ ba tới. Tiền hằng mấp máy môi, tôi là hỏi cô, khi nào cô trả khoản bồi thường được liệt kê trong danh sách thiệt hại cho tôi? Chuyện này cô suy nghĩ thế nào? Bạch Tinh Manh nói không sai, tiền hằng quả nhiên là người đàn ông không có chút tình người. Đáng tiếc người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, gương mặt thành giao lập tức chuyển qua đau khổ, quyết định đánh bài bi thương sếp tiền lương của tôi bao nhiêu anh cũng đã biết nếu anh sẵn lòng xóa bỏ khoản tiền này tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa làm việc cho anh thật tốt không cần làm trâu làm ngựa tiền hằng giống như đang chờ khoảnh khắc này anh híp mắt liếc nhìn nấu cơm làm đồ ăn cho tôi đi hả tiền hằng nói chuyện đương nhiên tôi còn chưa ăn cơm cô nấu cơm không tệ lại thiếu tôi nhiều tiền như vậy đúng lúc bây giờ chúng ta ở chung sau này cô sẽ dùng tiền ăn uống để đền bù cái gì mà không tệ cơm cô làm rõ ràng là quá ngon được không? Cấp bậc đầu bếp đấy. Một tháng, làm cơm một tháng, xóa bỏ toàn bộ giữa chúng ta. Lần này thành giao đâu còn dám do dự và oán thầm, cô rất sợ tiền hàng đổi ý, vội vàng đồng ý với anh. Cá vượt hấp, thịt bò chiên khoai tây, măng xanh thịt xào. Tiền hàng liếc thành giao, đây là món tối nay tôi muốn ăn. Nhưng mà tối nay tôi không mua cá vượt thịt bò với măng xanh vậy cô còn đứng ngay ở đó làm gì? Còn không mau đi mua. Năm phút sau, Thành Giao vừa chọn mua cá vượt tươi nhất trong siêu thị, vừa cắn răng nghiến lợi, nhìn xem, đây chính là sếp của cô, thật sự, không có chút nhân tính nào. May mà tiền hằng cũng không gọi các loại món tôm hùm gì đấy, những nguyên liệu nấu ăn gia đình này, Thành Giao nhanh chóng mua đủ, tay chân của cô rất nhanh, trở về nhà trong chốc lát, thì đã có một bàn đầy thức ăn ngon dọn lên bàn. Tiền hằng ăn rất cẩn thận, nhưng mà cuối cùng, anh ăn hai chén cơm. So với kiểu ăn ung dung đó của anh, thành giao còn lúng túng hơn, cô vừa không yên lòng ăn cơm, còn vừa suy nghĩ chuyện của Bạch Tinh Manh. Rất nhanh, cô giải quyết cơm tối qua loa, chuẩn bị trở về phòng. Không ăn. Tôi muốn xem lại các tài liệu của vụ Bạch Tinh Manh, qua mấy ngày thì phải khởi tố rồi, tôi muốn chỉnh lý một chút, xem còn thông tin gì bỏ sót không. Thành giao quay đầu cảm kích cười một tiếng, cho nên, sếp, tôi không ăn hết anh từ từ ăn. Tôi không phải bảo cô ở lại tiếp tục ăn, tôi không quan tâm cô ăn bao nhiêu. Tiêu Hằng lời ít mà ý nhiều nói, tôi chính là bảo cô ăn xong cũng đừng có về phòng trước, ở lại rửa chén. Thành giao chịu đựng gào thét trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh nói, tôi về phòng xem tài liệu trước một chút, chờ một lát anh ăn xong thì kêu tôi là được, tôi lại ra rửa chén. Tiền Hằng nhíu mày, sao cô lại để ý đến vụ kiện này như vậy? Đây là vụ kiện đầu tiên tôi tham gia ở quân Hằng, tôi muốn đánh khởi đầu trận chiến tốt. cảm xúc thành Giao dân trào hơn nhớ tới Từ Tuấn lại có chút tức giận. hơn nữa theo quan điểm cá nhân mà nói, tôi cũng muốn giúp Bạch Tinh Manh tranh thủ tài sản cô ấy xứng đáng để cho tên cặn bã Từ Tuấn bị trừng phạt. nói tới điều này, Thành Giao có hơi không nhịn được. Bạch Tinh Manh thật sự rất tốt, nhập gia tùy tục hai, không có một chút cảm giác tự cao tự đại, trông lại đẹp, kỹ năng diễn xuất tốt vóc dáng cao, còn tình sâu thấm thiết với Từ Tuấn cũng không biết Từ Tuấn mắt mù hay là não hỏng tại sao phải đi tổn thương và lợi dụng cô ấy. Hai nhập gia tùy tục, nguyên văn là tiếp địa khí, có rất nhiều cách diễn giải nhưng nghĩ chung là muốn tiếp xúc cùng dân chúng hòa mình cùng nhân dân, nên mình quyết định chọn câu thành ngữ này cho gần gũi. Cô vốn cho rằng mình tràn đầy hăng hái, thì sẽ được tiền hằng khen ngợi với tuyên dương, nhưng mà tình huống thực tế là, sau khi tiền hằng nghe xong lời này của thành giao, cả khuôn mặt trầm xuống. Thành giao, cách xa đương sự một chút. Cái gì? sắc mặt của tiền hằng có hơi nghiêm túc muốn là một luật sư tốt thì cô phải nhớ kỹ khi đang làm việc cô không được có cảm tình chỉ có lập trường cô đứng trên lập trường của đương sự cân nhắc nên làm thế nào trong phạm vi luật pháp vì cô ấy tranh thủ lợi ích lớn nhất nhưng mà đây là vì cô là người đại diện của cô ấy chứ không phải là bởi vì tình cảm cá nhân như cô bây giờ đang suy nghĩ trừng phạt tên cặn bã gì đấy vô cùng không chuyên nghiệp thành giao chợt nhớ đến câu nói tiền hằng không có tình người của bạch tinh manh nhưng đối với sự chỉ trích của tiền hằng cô rất không phục tôi sẽ không bởi vì tình cảm cá nhân mà trở nên không lý trí huống chi tôi cảm thấy như vậy rất tốt ít nhất có thể kích thích tôi càng hăng hái vì đương sự tranh thủ quyền lợi hơn vả lại lần tranh chấp tài sản phân chia lần thứ hai này chúng ta hoàn toàn đại diện cho phe chính nghĩa kết quả lời thành giao còn chưa nói hết liền bị tiền hằng cắt ngang anh dở cợt nói cô cho rằng mình là ai thủy thủ mặt trăng còn đại diện trăng sáng trừng phạt người nhìn xem, hơn nữa câu là không hợp ý, không cùng chí hướng thì không thể bàn luận được, mặc dù năng lực nghiệp vụ đỉnh cao, nhưng tiền hàng này, thật sự vẫn không có nhân tình gì. Tôi vẫn cảm thấy, mặc dù luật sư là một nghề, nhưng mà những nhân viên hành nghề, cũng phải cần có chút cảm xúc, mặc dù nước ta tuyên truyền nam nữ bình đẳng mấy năm rồi, nhưng mà trong hôn nhân, phái nữ thường là phe yếu thế hơn, bị bạo lực gia đình, bị lừa cưới, anh xem. Ngay cả người phụ nữ như Bạch Tinh Manh có đủ địa vị xã hội và tiền bạc, nhưng trong cuộc hôn nhân, cũng vẫn là phe bị hại. Mặc dù tôi chỉ nhận một vụ kiện như vậy, nhưng trong phạm vi khả năng cho phép của mình, tôi sẽ vì phụ nữ yếu thế tìm kiếm một chút quyền lợi trong cuộc hôn nhân. Tôi cảm thấy đây là chỗ giá trị của việc làm một luật sư có tiếng. Thành giao nhìn chầm chầm tiền hằng, giọng điệu của cô rất nghiêm túc, cũng rất cố chấp. Một mình tôi dĩ nhiên không có năng lực thay đổi toàn bộ hiện trạng, nhưng nếu mỗi một luật đều có thể giống tôi, đều có thể góp phần bảo vệ quyền của phụ nữ trong cuộc hôn nhân, vậy có phải? Đúng, chỉ cần mỗi người đều dành ra một chút yêu thương, thế giới sẽ càng trở nên tốt đẹp. Mắt thành dao sáng rực lên, cô cho rằng lần này mình hùng hồn kể lễ, cuối cùng cũng đánh thức tinh thần trọng nghĩa và ý thức trách nhiệm xã hội chôn sâu trong lòng tiền hằng. Nhưng mà... Cô đến từ nơi cổ hủ nào sao? Tiền hằng nhíu mày, mỗi người đều dành ra một chút yêu thương, bài Sự Hiến Dân của Tình Yêu Ba, là bài hát xưa năm 1989, bây giờ đã là năm 2018, cô vẫn còn tin vào lời bài hát thế kỷ trước đầu óc cô không có vấn đề chứ ba sự hiến dân của tình yêu của ca sĩ Vi Duy mọi người có thể vào link để nghe http youtube com watch về đô tiết tôi thật là phục cô tôi cho rằng loại bài hát lỗi thời tẩy não này chỉ có thiểu năng mới có thể tin bây giờ nhìn lại có vẻ chất lượng người dân nước ta vẫn cần phải nâng cao đội ngũ luật sư chủ lực của nền văn minh kiến thiết của chúng ta vẫn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa thành giao hơi kinh ngạc chẳng lẽ anh chưa từng có một chút ý thức trách nhiệm xã hội sao chưa từng nghĩ đến dùng kiến thức chuyên ngành của mình keo gào cho những người yếu thế kia sao tiền hằng không hề có thành ý mà phủi tay, cảm động thật sự rất làm người ta cảm động luật sư thành mang cả thế giới này sao cô không làm luật sư công bảo vệ quyền lợi đi làm luật sư bảo vệ quyền lợi rất thân thiện môi trường ít carbon bình thường không có việc gì thì đi xuống dưới cầu vượt uống gió Tây Bắc cho no, mùa hè còn có thể có gió lùa thay đổi khẩu vị. Tô. Cô cái gì mà cô? Tiền hằng tao nhã liếc mắt nhìn, hơn nữa ai nói với cô, trong hôn nhân nhất định là phái nữ yếu thế phái nam cường thế. Bạch tinh manh chắc chắn là người bị hại. Cô là người trong cuộc của hôn nhân người ta sao? hay là mỗi ngày trốn dưới gầm giường của vợ chồng người ta chứng kiến những việc vặt vảnh thậm chí còn là đời sống tình dục không hài hòa trong cuộc hôn nhân của bọn họ. Thành giao cứng cổ giải thích, tôi là phụ nữ, tôi tin giác quan thứ sáu của mình, Bạch Tinh Manh có tình cảm thật sự với Từ Tuấn, nhưng Từ Tuấn không có, Bạch Tinh Manh là người bị hại lớn nhất trong đoạn hôn nhân này. Lần này tôi nhất định phải đại diện cho phụ nữ chúng tôi, dạy dỗ Từ Tuấn. Dạy cho anh ta biết cái gì gọi là tôn trọng hôn nhân. Tiền Hằng không che giấu nét mặt không đồng ý chút nào, cô nhìn cô như thế, cô không biết xấu hổ khi nói phụ nữ đều yếu thế trong hôn nhân sao. Bây giờ tôi không phải là sếp, mà đứng dưới lập trường của một người đàn ông có trách nhiệm nói cho cô, cô hung hãn như vậy, sau này sẽ không ai thèm lấy. Tiền Hằng nhìn thành giao, thật đấy, ai dám kết hôn với cô. Đợi sau này tay trắng ra đi sau bốn. Người bình thường ai đã từng đánh thắng một nữ luật sư trang bị luật pháp chứ? Bốn tay trắng ra đi, tịnh thân xuất hộ dùng để chỉ lúc hai bên quyết định ly hôn bên a đưa ra yêu cầu bên b không được chia bất kỳ tài sản chung nào điều này hoàn toàn không có căn cứ pháp luật mà chỉ dựa vào thỏa thuận lúc trước giữa hai bên thành giao tức giận nói người bình thường không chịu đựng được vậy tôi đi tìm nam luật sư là được thành giao tôi nói cho cô làm người thì phải thực tế chút mặc dù có lý tưởng là tốt nhưng đừng nằm mơ giữa ban ngày tìm một nam luật sư thì sao trở thành nằm mơ giữa ban ngày chứ trong ngành luật, người cùng nghề tìm người cùng nghề nhiều vô cùng, nam luật sư có hai chân không phải ở khắp nơi sao? Đối mặt với khuôn mặt đầy nghi ngờ của thành giao, tiền hằng tự cảm thấy mình rất tốt đẹp sửa lại cổ áo. Tôi cũng biết mình rất ưu tú rất chói mắt, nhưng mà thành giao, cô muốn tìm tôi, là không thể nào, cô dẹp cái ý nghĩ này đi. Thành giao sợ ngây người, cô hít thở không thông, thành giao cảm thấy phải ăn thuốc hoặc huyết tim, tôi nói muốn tìm anh lúc nào. Tìm nam luật sư cô tìm đi, tôi ngăn cô sao? Tiền Hằng nhíu mày, giọng muốn ăn đòn, lúc nãy cô nói vẫn luôn nhìn chầm chằm tôi, đây không phải là ám chỉ tôi, muốn tìm tôi đấy sao? Đó là tôi trợn trừng mắt. Đó là cái nhìn giận dữ. Chỗ nào là vừa ý anh? Tôi mù sao? Tiền Hằng nói xong, đứng lên, vỗ bả vai của thành giao, chuyện không vừa ý trong đời người tới 8 chín phần 10, nghĩ thoáng chút. Nội tâm thành giao đang gào thét, tiền Hằng. Anh biết không? tôi mà tìm anh thì tôi mới không nghĩ thoáng đó kịch nhỏ người dẫn chương trình a phỉ xin hỏi hai người ở bên nhau như thế nào tiền hằng mắt tôi mù thành giao trái tim tôi mù tiền hằng ừ chúng tôi là người khuyết tật yêu đương thành giao đúng bình thường đi ra ngoài chúng tôi hẳn phải đậu xe ở chỗ người khuyết tật người dẫn chương trình a phỉ hai người thật là tùy phối tiền ba xin hãy yêu thương rải hoa cho người khuyết tật nhiều một chút, cảm ơn. Đôi lời tâm tình của Editor, thành giao sắp gặp hố té đau đầu tiên rồi, nhưng cũng vì thế mà con đường trở thành nữ luật sư giỏi giang lại được rút ngắn rồi. Chương 17, đàn ông chúng tôi, rất là phức tạp. Bởi vì sự đồng cảm với Bạch Tinh Manh, thành giao vô cùng để ý đến vụ kiện của cô ấy. Tôi hôm qua lại tăng ca làm việc chuẩn bị tài liệu khởi tố, ngày hôm sau vừa rạng sáng, đã gửi toàn bộ tài liệu cho tiền hàng xem xét mặc dù miệng thật sự độc, nhưng đối với công việc, tiền hằng lại là người vô cùng có trách nhiệm, rất nhanh. Thành Giao nhận được mail trả lời của anh, bản dự thảo đơn khởi tố của cô đã được đính chính lại kiểu mẫu, còn kèm thêm một vài giải thích lý do sửa đổi. Vì vậy hiệu suất của Thành Giao vô cùng cao. Hôm nay đã đưa tài liệu lập án đến tòa. Nhưng mà cô vừa trở về từ tòa án, thì ngay tại cửa chính Quân Hằng gặp phải vị khách không mời mà đến. Động mẫn nhưng mà Đổng Mẫn trong lần gặp trước còn vênh váo đắc ý cả người ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, thì hôm nay sắc mặt lại tái nhợt đôi mắt sưng đỏ, hoàn toàn không giống dáng điệu trước đây. Thành Giao đi tới trước mặt cô ấy, động Mẫn cũng không rảnh rỗi liếc mắt nhìn, cô ấy hình như có chuyện khác quan trọng hơn. Thành Giao chỉ thấy cô ấy đi nhanh vào cửa quân hằng, vẻ mặt đau thương. Tiền hằng. Tiền hằng đâu? Tôi tìm tiền hằng. Nhân viên lễ tân chặn lại, cô Đổng, cô có hẹn trước không? Không hẹn trước thì đổng mẫn bị từ chối hóc mắt của cô ngậm nước mắt mồi có hơi run rẩy không được tôi phải lập tức gặp được tiền hằng tôi phải hỏi rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thành dao ngay tại lúc đổng mẫn bất lực thì cô ấy liếc đến thành dao đứng sau lưng cô ấy đổng mẫn thường ngày đa nghi nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không hỏi tại sao thành dao xuất hiện ở quân hằng cô ấy chỉ là xông lên nắm tay của thành dao cô ở đây có phải tiền hằng cũng ở đây không van xin cô để cho tôi gặp mặt tiền hằng tôi thật sự có chuyện quan trọng. Động mẫn tạo ra tiếng động khá lớn ở khu làm việc, mấy người luật sư còn lại cũng đã thò đầu ra nhìn. Thành giao có hơi khó xử, luật sư tiền thật sự không có ở đây, buổi sáng đi ra ngoài mở phiên toàn rồi. Đừng nói bây giờ anh thật sự đi ra ngoài, cho dù không đi ra ngoài, chắc chắn cũng muốn giật dây cô chặn người lại, thành giao lau mồ hôi, phải cản lại, nếu không tiền hằng sẽ giết chết mình mất. Cũng không biết là cái vận khí gì, cô vừa mới nói những lời đó xong, thì tiền hằng từ cửa chính đi vào, xem ra điều trần tại tòa án rất thuận lợi, giờ này mà đã kết thúc. Tiền hằng nhíu mày, vừa định chất vấn một đám người tụ tập ở cửa, ánh mắt liền không hề phòng bị mà chạm với ánh mắt của thành giao. Thành giao đang nháy nháy mắt với anh, tự như một người nằm vùng vụng về, đang ám chỉ phía trước nguy hiểm, mà trong khoảnh khắc động mẫn nhìn thấy tiền hằng, trên mặt thành giao lóe lên vẻ tuyệt vọng hy sinh quanh liệt. Tâm trạng của tiền hằng đột nhiên có chút vui thích, anh nghĩ, biểu cảm của cô ngược lại rất phong phú rất có tính giải trí so với sự bình tĩnh của tiền hằng thì đổng mẫn kích động hơn nhiều cô ấy cao giọng nói tiền hằng khi thành giao cho rằng tiền hằng trở về sẽ cho mình một cái ánh mắt chết làm việc không có lợi nhưng không ngờ tiền hằng cũng không có né tránh đổng mẫn chỉ là thái độ của anh mặc dù chủ động nhưng lại vô cùng lạnh lùng vụ kiện của cha cô tôi không thể nói với cô cô không cần tới tìm tôi đổng mẫn nóng nảy đó là ba tôi tại sao tôi không thể biết bởi vì đương sự của tôi là ông ấy không phải con gái của ông ấy tôi chỉ bảo vệ lợi ích của ông ấy sự riêng tư của ông ấy mà không phải là cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì tiền hằng anh nói rõ ràng tại sao ba tôi đột nhiên đưa ra tòa muốn ly dị với mẹ tôi bọn họ không phải vẫn luôn rất đầm thắm sao căn bản không có ý nghĩa gì căn bản không thể Rõ ràng một tuần trước còn nói tháng sau sinh nhật mẹ tôi ông ấy muốn dẫn bà ấy đến chỗ gặp nhau lần đầu tiên của bọn họ, có phải có nhầm lẫn gì hay không? Lời này cô không nên tới hỏi tôi, tôi chỉ là luật sư đại diện cho cha cô, cô đi hỏi chính cha cô. Đối mặt với vẻ mặt lạ chả muốn khóc của Đổng Mẫn, Tiền Hằng lại hoàn toàn không biểu cảm, anh chỉ nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ, thành giao, nếu như cô Đổng không nói chuyện bàn luận nghiệp vụ với chúng ta thì tiễn khách đi. Chúng ta là công ty luật không phải studio phim gia đình máu cho phát lúc 8 giờ. Tiền Hằng nói xong, lại quét mắt một vòng khu làm việc, những người đang thò đầu ra có phải chê lượng công việc không đủ thỏa mãn hay không. Anh vừa mới nói lời này xong, một nhóm người Lý Minh Lỗi, Vương Lộ, Đàm Dĩnh đều cúi cái đầu bát quái đang ngó ra xuống. Tiền Hằng hừ một tiếng, trở về văn phòng. Tiền Hằng có thể tùy hứng, nhưng thành giao không thể. Tiền Hằng chân trước vừa đi, động mẫn liền sụp đổ khóc rống lên tiền hàng bỏ lại cái cục diện rối rắm này, đương nhiên chỉ có thể là thành giao đi chùi đít một. Một chùi đít, làm những việc người khác làm không xong còn bỏ lại đó. Vì để không quấy rầy công việc của các đồng nghiệp thành giao chỉ có thể vừa an ủi động mẫn, vừa đưa cô ấy đến quán trà sữa gần đây. Vừa an ủi vừa khuyên bảo, thành giao rốt cuộc mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Ba và mẹ của Đổng Mẫn quen nhau từ lúc 13 tuổi, 15 tuổi mến nhau, hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã vô tư, 22 tuổi kết hôn, 23 tuổi cùng nhau gây dựng sự nghiệp, hai người đều thông minh, cộng thêm chung một lòng, lại bắt kịp thời điểm tốt, nhắm ngay vào ngành sản xuất thức ăn nhanh triển vọng to lớn của Trung Quốc, mà từ một quán ăn gia đình nhỏ, nhanh chóng làm lớn làm mạnh, trải qua giai đoạn tìm tòi mới thành lập, đưa vào tiêu chuẩn hóa vận hành, chăm chút danh tiếng thương hiệu, cuối cùng cũng dẫn vốn mạo hiểm hai cho các hoạt động vốn hóa, dẫn đến việc bọn họ cùng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý dịch vụ ăn uống chân vị, từ một hộ cá thể ba nhảy thành một tập đoàn Số lượng cửa hàng gia nhập cả nước này đạt gần 700 nhà, gần như trải rộng các thành phố lớn trên cả nước. Hai vốn mạo hiểm VC hay vốn liên doanh là vốn tài chính cung cấp cho các công ty khởi động, tăng trưởng, rủi ro cao, có tiềm năng lớn giai đoạn sơ khai. Ba hộ cá thể hay hộ kinh doanh cá thể là một loại hình doanh nghiệp được sở hữu và điều hành bởi một người và trong đó không có sự phân biệt pháp lý giữa chủ sở hữu và thực thể kinh doanh chủ sở hữu kiểm soát trực tiếp tất cả các yếu tố và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tài chính của doanh nghiệp đó và điều này có thể bao gồm các khoản nợ, cho vay, thua lỗ, vân vân. Tôi biết Tiền Hằng là luật sư gia đình nổi tiếng, lần đầu tiên ba tôi đến tìm anh ấy là vì giải quyết quỹ tính thác gia đình 4. Thật nhiều năm sau, cũng không có yêu cầu hợp tác với anh ấy. Gần đây lúc ông ấy lại bắt đầu tiếp xúc với Tiền Hằng, tôi cũng đã cảnh giác, dù sao Tiền Hằng nổi tiếng nhất là giải quyết vụ ly hôn. Nhưng ba tôi nói, ông ấy muốn mời một cố vấn kinh doanh cho công ty. Ông ấy nói đó là vì cổ đông ở công ty tranh chấp kinh doanh, phòng ngừa quyền cổ động và lợi ích của công ty bị tổn hại, là đứng trên lợi ích kép hợp pháp của công ty và cổ đông mà cân nhắc. Giọng của Đổng Mẫn vẫn còn nghẹn ngào, mặc dù bây giờ ba mẹ tôi là đại cổ đông của dịch vụ ăn uống chân vị, nhưng cũng có mấy người cổ đông khác. Bà tôi nói trong đó có một người gần đây có thể sẽ phải ly hôn, ông ấy sợ tình trạng hôn nhân của phía bên kia ảnh hưởng đến cổ quyền công ty nên mới nghĩ đến tìm một cố vấn công ty, cho nên mấy ngày qua, ông ấy vẫn luôn qua lại với tiền hằng, tôi căn bản không suy nghĩ nhiều. 4. Quỹ tính thác gia đình Một tổ chức tính thác được một cá nhân hoặc một gia đình quỹ thác quản lý và định đoạt tài sản gia đình nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch và tài sản của người giàu. Trong quỹ tính thác gia đình, quyền sở hữu tài sản được tách ra khỏi phần thu nhập. Một khi người giàu giao tài sản cho một công ty ủy thác để chăm sóc họ, quyền sở hữu tài sản không còn thuộc về họ nữa, nhưng thu nhập tương ứng vẫn được thu thập và phân phối theo mong muốn của họ nếu một người giàu ly dị gia đình vô tình chết hoặc bị đòi nợ tất cả tiền sẽ tồn tại độc lập và sẽ không bị ảnh hưởng đổng mẫn nói không sai nếu như là luật sư công ty gia đình thì không nhằm vào lợi ích cá nhân của bất kỳ một cổ đông nào mà là kết hợp lợi ích kép của các cổ đông và công ty cung cấp một loạt các dịch vụ pháp lý như ly hôn phân chia tài sản thừa kế kết hôn cân bằng lợi ích công ty gia đình nhưng mà hiển nhiên Đổng Sơn lừa Đổng Mẫn, ông ấy qua lại với Tiền Hằng, căn bản không phải vì mời anh tới làm cố vấn pháp luật công ty gia đình gì cả. Tôi một chút cũng không nghĩ tới, hóa ra ba tôi muốn mời Tiền Hằng làm luật sư riêng, mỗi ngày tôi còn vui vẻ hớn hở hỏi ba tôi khi nào mới có thể mời Tiền Hằng đến, như vậy thì tôi càng có nhiều cơ hội gặp anh ấy, tôi không nghĩ tới, người ông ấy mời tới, là mời tới để đưa ra tòa ly hôn với mẹ tôi. Đổng Mẫn nói đến chỗ này, lại dụi mắt, ba mẹ tôi chưa từng cãi vã, hai năm qua đều rất đầm thắm, hàng năm cùng nhau ra nước ngoài du lịch hai lần, cô có biết bọn họ ở bên nhau cũng không dễ dàng không? Nhà mẹ tôi có tiền, năm đó ba tôi là tiểu tử nghèo, ông ngoại tôi không đồng ý, mẹ tôi vô cùng không muốn, kiên cường mà kết hôn với ba tôi, một đường cùng nhau phấn đấu đến bây giờ, tình cảm của bọn họ cũng là rõ như ban ngày. Động Mẫn rất kích động, cha cô ấy đột nhiên đưa ra tòa ly hôn, đối với cô ấy là đã kích trở tay không kịp, đối với mẹ của cô ấy tưởng văn tú, lại là tai và không thể nào tiếp nhận vào khoảnh khắc nhận được giấy gọi của tòa án, trời đất của tưởng văn tú quay cuồng, thở gấp, trực tiếp té suý, bây giờ còn đang nằm bệnh viện. Thành giao an ủi động mẫn một trận, đối phương cuối cùng cũng ổn định cảm xúc, lau lau nước mắt, mới rời khỏi đến bệnh viện thăm mẹ mình. Nhưng mà thành giao trở về văn phòng, trong đầu lại toàn là khuôn mặt khóc tỉ tê bất lực của động mẫn. Loại chuyện cha mẹ ly hôn, đối với trẻ con mà nói vĩnh viễn là đau khổ, bất luận là trẻ con vô cùng ngang ngược, cho dù là trẻ con bao nhiêu tuổi thật ra thì thành giao từng có duyên gặp đổng sơn một lần lần gặp đó đổng sơn tới thảo luận vụ kiện với tiền hằng cô nhớ dáng vẻ của đổng sơn là một người đàn ông chất phát dễ gần mặc dù giá trị con người làm người ta kinh ngạc nhưng mà ăn mặc lại rất giản dị ánh mắt ôn hòa thấy thế nào cũng giống như là người dễ chung sống nhất là lúc thành giao vào phòng họp đưa tài liệu cho tiền hằng đổng sơn còn đang hỏi tiền hằng có thể ăn cơm với con gái của ông ấy hay không rõ ràng tuổi tác cũng là bậc cha chú của tiền hằng giá trị con người lại không thấp lại vì con gái mình mà ăn nói khép nép, yêu con gái mình bao nhiêu mới có thể như vậy chứ? Nhưng hôm nay, hôm nay tôi đưa động mẫn đi, tôi có thể hỏi một chút không? Ba cô ấy rốt cuộc tại sao đột nhiên muốn ly dị? Thành Giao cuối cùng cũng không nhịn được, sau khi cô vào văn phòng của Tiền Hằng đưa cho Tiền Hằng ký tên vào bản tư vấn pháp luật xong, thì dừng một chút, vẫn là hỏi những ngờ vực trong lòng mình, ông ấy nhất định là có nỗi khổ gì đúng không? Ví dụ như mắc bệnh nan y chẳng hạn. Tiền Hằng nhìn Thành Giao, giọng nói bình thản, bản thân mắc bệnh nan y, cho nên để không cho vợ đau lòng buồn bã, chứng kiến vẻ ốm yếu xanh xao của mình, dứt khoát dùng phương thức kịch liệt nhất để cho bà ấy căm ghét mình, quãng đời còn lại có thể quên mình, không chừng còn có thể đi tìm hạnh phúc kế tiếp. Mắt Thành Giao sáng được lên, là thế này phải không? Thành Giao, cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi. Tiền Hằng bật cười, ly hôn thì có thể có nỗi khổ gì, bất quả chỉ là không yêu, không muốn sống chung nữa một người đàn ông không muốn kết hôn với cô, hoặc nếu muốn ly hôn với cô, đều không có nỗi khổ, nỗi khổ chẳng qua là bọn họ đóng gói cái khố năm của mình. Năm khố, so sánh để che giấu xấu hổ. Nhưng mà Đổng Sơn yêu động mẫn như vậy, vì động mẫn cũng không để ý đến mặt mũi, ông ấy sao có thể ly dị? Sao có thể làm cho động mẫn buồn bã như vậy? Rất yêu con gái mình, với không yêu vợ của mình, không hề mâu thuẫn. Tiền Hằng xoa xoa mi tâm, đàn ông chúng tôi, rất phức tạp. Anh nhìn Thành Giao, ví dụ như cô bây giờ, có biết tôi đang suy nghĩ gì không? Thành Giao vô cùng thành thật mà lắc đầu. Tôi đang suy nghĩ, cô có thể giúp tôi một chuyện hay không? Bây giờ quẹo trái, đi ra cửa, sau đó đóng cửa lại, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Tác giả có lời muốn nói, vụ của Bạch Tinh Manh là vụ thứ nhất, ba của Đổng Mẫn là vụ thứ hai. Sau khi viết xong của Bạch Tinh Manh thì viết cái này. Kịch nhỏ Thành giao, tiền hằng. Anh có đọc như vậy, đời này chỉ kết hôn với pháp luật. Tiền hằng, thành giao, trong sơ yếu lý lịch của em anh nhớ có viết, muốn dâng hiến cả đời cho luật pháp. Thành giao, đúng. Thế nào? Tiền hằng, nếu như đã vậy, thì đời này của em cũng chỉ có thể kết hôn với pháp luật. Làm tròn lên, thì tương đương với chỉ có thể ở bên anh. Thành giao. Yên tâm đi, đợi sau khi tiền ba động tâm, xem tôi đánh đòn hiểm vào chủ nghĩa xã hội của cậu ta, làm cậu ta cùng đường, cho nên mọi người đừng keo kiệt trải hoa, xin hãy góp nhặt chút năng lượng để đánh đòn hiểm tiền ta. Đôi lời tâm tình của Editor, lại là quà Tết đây, mồng một của mọi người trôi qua như thế nào rồi? Chương 18, chủ động xuất kích, tạm biệt độc thân. Từ buổi sáng mí mắt trái của tiền hằng đã bắt đầu giật. Giật mắt trái là tai họa hay giật mắt trái là tiền tài? Anh không xác định được. Tiền hằng thứ bảy hiệp hội luật có hoạt động. Đương nhiên, cho đến khi ngô quân lã lơi lách mình vào văn phòng của anh, trong cặp mắt đào hoa ẩn náu mưu mô, tiền hằng cuối cùng có thể xác định. Giật mắt trái, chắc chắn là tai họa. Đầu anh cũng không ngẩng lên, không đi, không rảnh. Ngô quân khá bình tĩnh với phản ứng của tiền hằng, anh ấy cười, tôi biết cậu vẫn luôn không có hứng thú với bất kỳ hoạt động không kiếm được tiền. Nhưng mà lần này hội trưởng trương của Hiệp hội luật chỉ đích danh muốn cậu đi, dù sao chúng ta vẫn thuộc sự quản lý của người ta, chẳng lẽ ngay cả mặt mũi cậu cũng không cho sao? Cậu còn muốn cuối năm quân hằng được bình chọn là công ty luật top 10 ở thành phố A không? Tiền hằng quả nhiên ngẩng đầu lên, anh nhíu mày, giọng lạnh lùng, lần sau không được tái diễn. Đương nhiên, tôi yêu cậu như vậy, bình thường cam lòng cho cậu đi ra ngoài suốt đầu lộ diện sao? Không phải bảo tôi chặn thì tôi chặn sao? Thứ bảy mấy giờ? Thứ bảy 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, hiệp hội luật bao cơm trưa rồi. Ngô quân vỗ bả vai tiền hằng, cuối tuần cậu ở nhà chỉ có thể gọi giao hàng. Tiền hằng nghĩ đến đồ ăn ngon miệng của thành giao, theo bản năng trả lời, gần đây tôi không ăn đồ bên ngoài. Sao? Cái gì? Tiền hằng mấp máy môi, không có gì. Anh ngẩng đầu liếc ngô quân, cho nên là hoạt động của hiệp hội luật là gì? Ngô quân gãi gãi đầu, có hơi mất tự nhiên mà nói lắp là một hoạt động của hiệp hội luật liên quan tới tinh thần văn minh kiến thiết của luật sư trẻ tuổi thời nay mở rộng một chút tương tác với những luật sư trẻ tuổi khác cậu xem như thả lỏng đi tiền hằng có hơi nghi ngờ ngô quân tiếp tục nói loại hoạt động này hội trưởng trương cảm thấy cậu có năng lực kêu gọi với ca vị một anh ấy dời tầm mắt ngoài ra mỗi một công ty cần dẫn một nam một nữ luật sư nam luật sư của quân hằng chúng ta thì hội trưởng trương chỉ đích danh muốn cậu nhưng nữ luật sư còn chưa quyết định cậu xem ai thích hợp đi một ca vị chính là địa vị của minh tinh trong vòng tròn giải trí ca vị càng cao lực ảnh hưởng càng lớn cậu quyết định đi trong số nữ luật sư ở công ty chúng ta tiền tuệ lý manh đã kết hôn rồi điền tư hòa vương lộ cũng đều có bạn trai độc thân chỉ còn lại thành giao đàm dĩnh nhưng tôi nghe nói đàm dĩnh vừa mới chia tay không lâu sợ rằng tâm trạng còn chưa điều chỉnh xong cho nên tôi cảm thấy để thành giao đi tiền hằng có hơi không hiểu tham gia hoạt động tinh thần văn minh kiến thiết mà thôi tại sao còn phải độc thân ngô quân ngượng ngùng cười cười cậu xem người ta là đồng nghiệp nữ mà kết hôn rồi thì có gia đình cuối tuần này dĩ nhiên phải sinh con với chồng này có bạn trai đương nhiên cũng phải đi hẹn hò thế giới hai người với bạn trai rồi người vừa mới chia tay tâm trạng rất kém nên cho cô ấy không gian thật tốt để bình tĩnh còn độc thân thì thời gian cũng tự do dĩ nhiên loại hoạt động này nên bảo cô ấy đi tham gia tiền hằng lắng nghe mặc dù cảm thấy có điểm là lạ nhưng suy luận lần này của Ngô Quân Logic không tìm ra chỗ sai, nên gật đầu, bày tỏ đồng ý với sự sắp xếp này. Vậy tôi đi thông báo cho thành giao. Tiền Hằng không sợ sóng lớn nói, không cần, để tôi. Ngô Quân có hơi khó hiểu, không phải bình thường cậu đều không thích làm những chuyện thông báo cho người khác này sao? Sao hôm nay lại tranh? Đề phòng cậu làm hư người mới. Cậu không phải một lòng muốn đuổi thành giao đi sao, vậy còn sợ tôi làm hư làm gì? nếu như bị làm hư cho dù sau này bị đuổi việc đi ra ngoài cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của quân hằng sau khi thành giao đệ trình vụ của bạch tinh manh ra tòa án là một luật sư việc trước mắt có thể làm chính là chờ sau khi tòa án lập hồ sơ thì xác định thời gian mở phiên tòa vì vậy thành giao đột nhiên rảnh rỗi dưới sự đã kích đủ loại tàn phá của tiền hằng đối với việc rảnh rỗi cô ngược lại có hơi không thích ứng được biết nền tảng mình kém kinh nghiệm thiếu vì vậy chủ động tìm một quyển hướng dẫn phán lệ của tòa án hôn nhân tối cao tiến hành nghiên cứu học tập. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai sẽ là cuối tuần, giờ tan làm, thành giao cảm thấy tràn đầy vui vẻ, cuối tuần này, cô quyết định thả lỏng một chút, ở nhà ngủ nướng. Tối nay tiền hàng hẹn khách hàng, không ăn cơm ở nhà, thành giao vô cùng phấn khởi về nhà một mình ung dung tự tại ăn cơm, đang chuẩn bị hưởng thụ thời gian tối thứ sáu, thì tiền hàng trở về. Thành giao, sáng mai 9 giờ, đại diện cho công ty đi tham gia cuộc tọa đàm luật sư trẻ với tinh thần văn minh kiến thiết do Hiệp hội luật sư tổ chức. Rõ ràng là làm thêm giờ vào thứ Bảy, nhưng Tiền Hằng lại nói vô cùng lẽ thẳng khí hùng, thành giao ngẩn người, mới phản ứng phải chống lại, tại sao tôi phải đi? Bởi vì cô là người mới sao? Nhưng mà tinh thần văn minh kiến thiết của cô đã rất tốt rồi, cô cảm thấy không cần thiết kiến thiết thêm. Thành giao vừa oán thầm, vừa nhìn về phía tiền hằng, cô nghĩ, ngược lại là anh, quả thật phải đi kiến thiết tinh thần văn minh một chút. Không phải bắt nạt người mới. Tiền hằng liếc thành giao, tôi cũng đi. Thành giao vừa muốn khen sự bình đẳng hiếm có của tiền hằng lần này, thì lại nghe anh nhẹ giọng cười, tiếp tục nói. Sáng mai 9 giờ đến 3 giờ chiều, tôi bình thường không dẫn theo nữ luật sư tham gia hoạt động của Hiệp hội Luật sư, vận khí của cô tốt. Cái gì? Thành giao trận mắt há miệng, anh ngược lại là nói với cô, đây là loại vận khí gì chứ? thứ bảy còn không thể thoát khỏi ma trảo của sếp đây là vận khí tiền hằng hừ cười một tiếng tôi dẫn cô tham gia hoạt động tương đương với việc tuyên bố rằng cô là luật sư trong đoàn đội của tôi đây chính là sự chứng thực để sau này cô đổi nơi công tác cô có biết luật sư trong đoàn đội tôi mà đổi nơi công tác tất cả đều rất hot không cái này có gì tốt mà kiêu ngạo tiền hằng anh hẳn phải suy nghĩ lại tại sao luật sư do chính anh đào tạo ra lại liên tục bị công ty khác đào đi hoặc là đổi nơi công tác thành giao nhẫn nhịn, nhưng vẫn không nhịn được. Cô quyển chuyển nói, nhiều luật sư ngày trước do một tay anh dẫn dắt ra ngoài đổi nơi công tác rời đi như thế, anh không thương cảm sao? Huống chi đây không phải là đào tạo nhân tài cho công ty khác, đào tạo đối thủ cạnh tranh cho mình sao? Cô vào quân hằng, ký hợp đồng gì? Hợp đồng lao động. Tiền hằng nhìn thành giao giống như nhìn đứa trẻ không thể dạy vậy, chúng ta chỉ là quan hệ lao động thuê làm, hành động thương nghiệp, nói chuyện cảm tình gì? về phần đối thủ cạnh tranh vậy cũng phải đủ tư cách mới được nói xong anh lại liếc nhìn thành giao ví dụ như cô vậy công ty khác muốn là đào qua vậy không gọi là đào chân tường hai mà gọi là tiếp mâm ba hai đào chân tường dùng mọi thủ đoạn để lật đổ người khác hoặc ngăn cản công việc ba tiếp mâm đây là ngôn ngữ mạng dùng để chỉ một người đàn ông dù biết người phụ nữ mình theo đuổi đã mang thai con của người khác nhưng vẫn yêu hoặc cưới được rồi được rồi ẩn mình chờ thời Thành Giao tự an ủi bản thân, trước khi cô trở nên mạnh mẽ, thì nhịn một chút đi Thành Giao, chờ khi cô thăng quan tiến chức vùng vụt, tiền hằng nhìn cô một lần cũng là tội chết. Cuộc tọa đàm của Hiệp hội Luật sư bắt đầu lúc 9 giờ, vì vậy giấc ngủ thẳng cẳng thứ bảy của Thành Giao bị nhỡ, nhưng cũng may có thể lợi dụng xe của tiền hằng, hai người mặc đồ công sở, một đường đến Hiệp hội Luật. Nhưng mà lúc đến nơi diễn ra hội nghị, Thành Giao cảm thấy có điểm không đúng. Đầu tiên nơi diễn ra nhìn không hề giống kiểu của một cuộc tọa đàm. Thứ hai, các luật sư tham dự còn lại, ăn mặc đều rất giản dị, rõ ràng chỉ là một cuộc tọa đàm tinh thần văn minh kiến thiết, nhưng bất kể nam nữ, đều chăm chú cách ăn mặc, là đàn ông, nên việc tiền hàng mặc trang phục đứng đắn không quá khó chịu, nhưng đối với thành giao, thì vô cùng nổi bật giữa đám đông. Nếu như nói lúc vừa mới bắt đầu chẳng qua là hơi cảm thấy không ổn, thì lúc thành giao ngẩng đầu nhìn đến biểu ngữ hội kết nối luật sư trẻ tuổi thành phố A, đã cảm giác tương đối không ổn. Càng chết là, phía dưới cái biểu ngữ kia trên tường, lại còn treo một tấm áp phích vẽ một hình trái tim thật to, phía trên viết một hàng chữ. Chủ động xuất kích, tạm biệt độc thân, thả bay bản thân, tay nắm tay làm giàu. Phía dưới hàng chữ, lại còn có một câu khẩu hiệu tuyên truyền giác ngộ. Chiếu theo pháp luật, kết hôn là nghĩa vụ của mỗi thanh niên đến tuổi. Thì ra là hội coi mắt của luật sư trẻ độc thân. Giờ phút này, thành giao chỉ muốn quay đầu chất vấn tiền hằng, tại sao chọn cô tới tham gia kiểu hội coi mắt làm mai của hiệp hội luật sư này không cần thành giao chất vấn, tiền hằng cũng ý thức được vấn đề, anh đen mặt lại, không nói một lời, lúc này lấy điện thoại ra, gọi cho Ngô Quân. Ngô Quân bị đánh thức, giọng còn hơi mơ màng, làm sao vậy? Luật sư trẻ với tinh thần văn minh kiến thiết. Hi hi. Ngô Quân, cậu giải thích cho tôi, cuộc tọa đàm tinh thần văn minh kiến thiết sao lại biến thành hội kết nối độc thân rồi? Ngô Quân còn cười hi hi, đây là do cậu không đúng giải quyết độc thân là một trong những khóa đề tinh thần văn minh kiến thiết quan trọng nhất đối với các luật sư trẻ hiện nay. Tiền hàng Nga, à, sự già hóa dân số của đất nước, đã đạt đến điểm sống còn, cậu là một thanh niên có chí hướng, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm xã hội, vì quốc gia mà kết hôn, vì quốc gia sinh con, còn phải vì quốc gia sinh đứa thứ hai, chủ nghĩa không cưới của cậu, loại suy nghĩ này cũng rất nguy hiểm, tất nhiên cho cậu tham gia kết nối, là để tẩy não cho cậu, tinh thần thăng hoa một chút. Tiền hàng mặt không biểu cảm nói ngô quân phần thưởng cuối năm năm nay cậu không có đừng 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 ngô quân xin khoan dung được rồi tôi cũng là không có cách nào hội trưởng trương đòi tôi nhất định phải bảo cậu tham gia mà cậu bây giờ là nam luật sư độc thân có thu nhập cao nhất trong thành phố a mặt mũi đẹp nhất tóc xanh tươi nhất bình thường nữ luật sư đều không tham gia loại hoạt động này lần này lúc tuyên truyền hoạt động của hội thì hội trưởng trương đã đưa tên của cậu ra ngoài trước kết quả số nữ luật sư đăng ký tăng vọt cũng không thể để cuối cùng đến rồi mới phát hiện không mời được cậu tới đây là tuyên truyền giả dối được rồi được rồi cậu hy sinh thân mình vì công ty đi trở về tôi mời cậu ăn cơm tôi đi ngủ tiếp đây tạm biệt tiền hằng gọi điện thoại thành giao ở bên cạnh cũng nghe ra được đại khái lần này không thể trách móc tiền hằng được anh cũng giống như cô vậy mà cũng là người bị hại nhưng bị hại quy về bị hại cho dù công ty luật và bộ phận có thẩm quyền của hiệp hội luật đều đã lên tiếng thì mặt thối giống như cục đá trong nhà xí tiền hằng cũng chỉ có thể phối hợp. Hoạt động tổ chức lần này quả nhiên là do các dì nhiệt tình trong hiệp hội luật, cho dù là người dẫn chương trình thì giọng của cô ấy vẫn rất to, vô cùng thích hợp. Xin chào các bạn luật sư, cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn đã dành chút thời gian đến tham gia hội kết nối của hiệp hội luật sư chúng ta. Hoạt động hôm nay chia thành hai phần, phần thứ nhất chính là hoạt động trong nhà, sau bữa cơm trưa mới là phần thứ hai hoạt động bên ngoài nhà. Chúng ta sắp bắt đầu phần trong nhà hôm nay mỗi công ty luật đều có một nam một nữ luật sư tham dự cho nên tỷ lệ nam nữ luật sư của chúng ta vừa vặn là một với một người dẫn chương trình cười hiếp mắt nhìn quanh bốn phía chúng ta hãy cố gắng mỗi vị luật sư đều có thể tìm hiểu lẫn nhau trước một chút cho nên trong phần sau đây mỗi người nam luật sư sẽ cùng với mỗi người nữ luật sư có thời gian ba phút hỏi đáp nói chuyện trong ba phút này hai người có thể tăng tốc độ hiểu biết lẫn nhau ví dụ như hỏi về quan niệm tình yêu tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm thậm chí thảo luận về các án lệ luật pháp mà giá trị quan không đồng nhất, đều có thể. Ngay sau khi 3 phút vừa hết, thành viên tính giờ của chúng tôi sẽ nhắc nhở, mọi người tự động đi về phía trước thay đổi một người trò chuyện, tiếp tục thay phiên như vậy, đợi sau khi kết thúc một vòng thay phiên, các luật sư nào có nguyện vọng tiến thêm một bước nói chuyện với nhau, thì mọi người cứ tiếp tục nói chuyện riêng. Thành giao lén nhìn tiền hằng ở bên cạnh, theo giới thiệu về kiểu hoạt động của hội kết nối, mặt anh quả nhiên càng ngày càng đen. Chỉ là không thể không thừa nhận, cho dù mặt thối, nhưng khuôn mặt của tiền hằng thật sự quá đáng đánh, giữa một đám nam luật sư, hoàn toàn có thể dùng dung nhan của con trời để hình dung, nhìn xem, mặt mũi tiền hằng anh Tuấn vóc người lại cao như vậy, quả là bản thân tự mang hào quang của vai nam chính, tự như một bộ phim nhiều tập sản xuất bừa bãi vậy, tổ phim nghèo túng chỉ có tiền đưa hết cho vai nam chính tiền hằng, ngoài ra vai nam phụ vừa đứng bên cạnh anh, đều mặt mày xám tro bốn. Bốn mặt xám mày tro, thất vọng, chán nản, nản lòng, chán chường quả nhiên có vài nam luật sư không cao lắm, đang thầm di chuyển cách tiền hằng xa một chút. nhưng dù tiền hằng là kẻ thù chung của đàn ông, thì tiếng kêu và nhân khí trong lòng phụ nữ giống như mất cái này được cái kia của định luật bảo tồn năng lượng vậy. ngay cả thành giao đứng bên cạnh anh cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của các nữ luật sư đang chiếu lên người tiền hằng. rất nhiều người xem ra cũng nóng lòng muốn thử với tiền hằng. mặc dù trong ngành được mệnh danh là khối u ác tính, nhưng dù sau phần lớn người đều chưa tiếp xúc với tiền hằng, luôn cảm thấy hai chữ khối u ác tính có lẽ quá khoa trương thành giao cảm khái trong lòng các bạn à các người đều quá ngây thơ rồi tiền hằng sẽ nhanh chóng cho các người biết cái gì gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng mặt đẹp thì không có nghĩa là tâm tính thiện lương kịch độc thật sự là kịch độc nào phía dưới làm phiền các nam luật sư đứng thành một hàng đối mặt với các nữ luật sư dựa theo thứ tự mà ngồi xuống chúng ta bắt đầu thôi thành giao không muốn mặt đối mặt với tiền hằng lập tức chạy đến một góc xéo với tiền hằng còn đối diện tiền hằng cũng không biết lúc nào đã có một nữ luật sư trang điểm tinh tế đứng đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến trang điểm tinh tế người mặc cái váy đỏ lộ rõ dáng người chân mang một đôi cao gót nhỏ màu đen tóc xoăn gợn sóng lớn nhìn xung quanh đều là phong tình hiển nhiên là người có tính cách hướng ngoại mạnh dạng xin chào xin hỏi anh xử lý nghiệp vụ pháp luật gì vậy đối diện thành giao là một nam luật sư thẹn thùng anh ta xấu hổ cười một tiếng tìm một đề tài thành giao cũng hữu nghị cười cười, anh hỏi tôi đáp. Đáng tiếc nam luật sư quá hướng nội, thành giao với anh ta nhanh chóng không còn đề tài, hai người lúng túng nhìn nhau một chút, thật may nhóm tuyển thủ hạt giống tiền hằng bên cạnh đã cứu vớt loại lúng túng này. So với nhóm nhạt nhẽo của thành giao, nhóm của tiền hằng, mạch nước ngầm mãnh liệt hơn nhiều. Thành giao với nam luật sư kia, khá ăn ý mà ăn dư nhóm của tiền hằng đem đến. Luật sư tiền, anh thích kiểu con gái gì? 90, 60, mươi cái gì ba vòng vậy ngoại trừ vóc người thì sao anh còn có yêu cầu gì với con gái gương mặt cũng phải đẹp à còn phải nghe lời trừ những điều này ra không có gì khác phải là trinh nữ còn gì nữa không phải hiểu chuyện biết nguyên tắc đàn ông ở bên ngoài nhất là người thành công như tôi dù sao vẫn không tránh được gặp dịp thì chơi có đôi khi khó tránh khỏi phạm phải lỗi sai mà đàn ông nào cũng sẽ phạm. Lúc này, cô ấy phải hiểu tôi, hơn nữa phải suy nghĩ thật tốt, tại sao tôi lại phạm sai, phải tìm nguyên nhân từ trên chính người cô ấy, có phải bản thân không giữ vóc dáng không tốt hay không, mà có chăm sóc tốt hay không, có quan tâm nhu cầu tinh thần của tôi hay không. Thành giao lén nhìn người đẹp váy đỏ, sự nhiệt tình vừa rồi trên mặt đối phương quả nhiên đã bị đánh bay, lộ ra biểu cảm y hệt táo bón. Ôi, thành giao đồng cảm mà nghĩ, thích ai tốt không thích, lại thích giáo chủ ngũ độc giáo của chúng ta, cô ấy không phải là không có việc gì làm nên kiếm chuyện tự ăn độc ăn cứ sao? Kịch nhỏ. Thành giao, tại sao chứ? Nhân tài ngũ độc giáo của chúng ta rất nhiều, tại sao lại đến phiên loại giáo đồ tầng dưới cùng như tôi cùng đi coi mắt với giáo chủ chứ? Tôi không phục. Bao duệ, cùng giáo chủ đi coi mắt là nghĩa vụ phải làm tròn của mỗi giáo đồ. Đây là giáo chủ coi trọng cô, cho cô cơ hội, cô còn không hài lòng cái gì thành giao. Đàm dĩnh, đúng, không chỉ có như vậy, giáo chủ coi mắt thất bại, làm cho giáo chủ có thể kết hôn là nghĩa vụ phải làm tròn của mỗi giáo đồ, thành giao, cầm hộ khẩu, ngày mai cùng giáo chủ, đến cục dân chính. Thành giao. Đôi lời tâm tình của Editor. Cái miệng của anh Hằng, đến chết với ảnh. Ảnh thật sự không cho người ta con đường sống mà. Cười mỉm. Chương 19, hội coi mắt chết chóc của ác quỷ tiên Hằng. Hội trường chỗ ngồi của hội kết nối bố trí thành hình chữ S, nữ luật sư ngồi yên, nhưng sau 3 phút, nam luật sư sẽ di chuyển theo chiều kim đồng hồ theo hình chữ S, thành giao ngồi đối diện xéo với tiền hàng ngược theo chiều kim đồng hồ, vì vậy 3 phút sau, tiền hàng dời vị trí, cách thành giao xa một chút. Khoảng cách này, thành giao không nghe được nội dung cuộc nói chuyện của tiền hằng chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt vô cùng anh Tuấn nhưng lạnh băng của tiền hằng kết hợp với bộ âu phục của anh, bạn nữ lần này cùng anh, hình như chưa coi mắt hết 3 phút thì đã bỏ mạng ở vòng phỏng vấn bất tri bất giác thành giao cũng đã trò chuyện với mấy nam luật sư tuy nói là kết nối nhưng mọi người đều là người trong một ngành nên đều ôm tâm lý không làm quen bạn bè thành giao cũng không có ý định tìm đối tượng nên trạng thái trái lại rất buông lỏng giao lưu trao đổi với các nam luật sư trong các lĩnh vực khác nhau cũng biết được nhiều kiến thức hai bên còn thêm quy chát luật sư tiền hằng ngưỡng mộ đại danh đã lâu thành giao nghe được hai chữ tiền hằng giật mình ngẩng đầu lên mới phát hiện, hóa ra bởi vì chỗ ngồi hình chữ S, nên vào lúc này, Tiền Hằng lại ngồi cách thành giao không xa. Lần này đối diện Tiền Hằng là một nữ luật sư với phong cách hoàn toàn khác, thoạt nhìn như chim nhỏ nép vào người, rất dịu dàng, có hơi nghe lời hiểu chuyện không khéo, thành giao nhìn một lượt, mặc dù khung xương của đối phương thon nhỏ, nhưng vóc người này lại không tồi, quần áo rất phong cách, hỏi vấn đề cũng rất phong hoa tuyết nguyệt. Nếu anh yêu đương, sẽ hẹn hò với bạn gái ở đâu? Văn phòng không nhìn ra tiền hàng vậy mà muốn play cấm kỵ ở văn phòng đấy, kích thích như thế. Quả nhiên, nữ luật sư cũng có hơi đỏ mặt, vậy, làm việc gì trong văn phòng vậy? Cùng nhau tăng ca. Vậy nếu như hẹn hò, thì anh cảm thấy luật sư bận rộn như vậy, thì tần suất gặp mặt nhau là bao nhiêu? Nửa năm một lần. Tiền hàng suy nghĩ, bổ sung nói, bình thường không nói chuyện, có thể gửi mail. Còn chưa tới ba phút, nữ luật sư đối diện tiền hằng đã đứng lên nhưng mà khuôn mặt treo hoa gẹo nguyệt của tiền hằng vẫn vô cùng có tính đánh lừa và tính mê hoặc vòng tiếp theo lại có nữ luật sư thẹn thùng chờ mong mà ngồi đối diện với anh xin chào luật sư tiền thật sự muốn tìm hiểu anh là một người như thế nào nữ luật sư lần này trông cũng rất xinh đẹp còn có một đôi chân siêu dài đối phương mở lời dạo đầu trước tự nhiên mà chuyển đến giá trị quan trọng bạn trăm năm muốn hỏi một chút anh cảm thấy bản thân trong tình cảm là một người chủ động sao không phải Vậy nếu như anh gặp được một người khác phái vô cùng có cảm giác thì anh sẽ làm sao? Không làm thế nào? Hả? Tiền Hằng nói như chuyện đương nhiên, chờ cô ấy theo đuổi tôi. Vị nữ luật sư này hiển nhiên còn ôm một chút mong đợi với Tiền Hằng, có vài người mặc dù rất ưu tú nhưng cũng có chút khuyết điểm trong tính cách, vậy nếu như anh gặp một cô gái, cô ấy có thể bao dung tất cả khuyết điểm của anh thì anh có đặc biệt quý trọng không? Sẽ không. Tại sao? Bởi vì tôi không có khuyết điểm. Thành giao nhìn đồng hồ, một phút ba mươi bốn giây, nữ luật sư này lại đứng dậy đi. Thành giao cứ như vậy mà nhìn các cô gái đối diện tiền hàng đến đến đi đi. Ban đầu các cô ấy đều mang vẻ thẹn thùng mà tới, cuối cùng các cô ấy đều mang vẻ trúng độc mà rời đi. Rốt cuộc, một vòng cứ như vậy mà đến vòng cuối, dựa theo thứ tự sau cùng, tiền hàng ngồi đối diện thành giao. Thành giao nhìn người sếp anh Tuấn đối diện của cô, sếp của cô cũng liếc nhìn cô. Sếp. Kết quả lời thành giao còn chưa nói hết, lại một lần nữa bị tiền hằng không chút lưu tình cắt ngang. Đừng tưởng rằng tham gia hội kết nối này sẽ đại diện cho điều gì, thành giao, kiểm soát bản thân cho tốt, tôi là người theo chủ nghĩa không cưới, đừng có tâm lý gặp may mắn. Thành giao không nghi ngờ chút nào, nếu như tự cho rằng mình tốt đẹp là phạm tội, thì mức độ nghiêm trọng của tiền hằng tối thiểu phải xử tử hình. Đáng tiếc lời này, thành giao chỉ dám oán thầm, đối mặt tiền hằng, cô vẫn luôn cung kính hỏi, có phải bởi vì anh theo chủ nghĩa không cưới, cho nên vừa rồi mới trả lời những vấn đề của các nữ luật sư kia như vậy hay không? Thành giao nghĩ trong lòng, như vậy mới làm cho các cô ấy biết khó mà lui, dù sao phần lớn cô gái tham gia loại hội kết nối này, vẫn là hy vọng có thể có một gia đình ấm áp, tiền hằng không muốn lãng phí thời gian của các cô ấy, lại không có ý nên kịch liệt nói thẳng như vậy, cho nên hy sinh hình tượng của mình, dùng phương thức từ chối các cô ấy. Không có. Tiền hằng cây ngay không sợ chết đứng, ngoại trừ phần trinh nữ, còn lại tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Được rồi, thành giao nghĩ, nếu như gia trưởng một với tự cho rằng mình tốt đẹp cùng một tội, thì số tội này của tiền hằng sẽ bị phạt, với mức độ phạm tội nghiêm trọng đó, sợ rằng bắn chết 200 lần cũng không đủ. Một gia trưởng, nguyên văn là trực nam nham, chỉ những người đàn ông theo chủ nghĩa gia trưởng, bảo thủ, áp đặt suy nghĩ của mình lên mọi người xung quanh. Thành giao tin chắc, đời này của tiền hằng thật sự sẽ không tìm được đối tượng. Cô còn cái gì muốn hỏi không? Tiền hằng hừ một tiếng, có vấn đề riêng gì muốn hỏi, thì nhân cơ hội này hỏi đi, tôi không truy cứu. Thành giao phất phất tay lia lịa, không, tôi không có gì muốn hỏi. Ồ, tôi ngược lại có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Tiền hằng nhìn thành giao, vừa rồi thêm quy chát bao nhiêu năm luật sư. Sao? Thêm sáu bảy người đi. Giọng của tiền hằng gần sống, có kiểu trưởng thành vững vàng, kiểu ánh mặt trời năng động, kiểu hoạt bát ngây thơ, kiểu tao nhã lịch sự, còn có kiểu khẩu Phật tâm xà. Thành giao, cô thích siêu tập tem sao? Trong vòng 3 phút coi mắt cấp tốc vừa nãy, thành giao luôn dựng lỗ tai lắng nghe tiền hằng nói, lại không biết rằng tiền hẳn cũng luôn không tự chủ liếc mắt quan sát thành giao. Tiền hằng cứ như vậy nhìn thành giao cười hiếp mắt nói chuyện với mỗi một nam luật sư, cô trông xinh đẹp, lại trẻ tuổi hoạt bát, gần như mỗi một nam luật sư đều rất nhiệt tình với cô. Tiền hằng nhìn cô không ngừng thêm bạn tốt quy chát với đám nam luật sư kia, không biết tại sao, trong lòng cũng có hơi phiền não. Ngô Quân nói không sai, quả nhiên chính là hồng nhan hòa thủy, cho nên phụ nữ xinh đẹp, làm sao có thể làm luật sư được, tiền hằng cảm thấy, vẫn nên nhanh chóng dọn dẹp người có liên quan ra quân hằng. Chẳng qua rõ ràng bản thân có thể rất bình tĩnh, nhưng cuối cùng bản thân lại hỏi cái vấn đề với chút khắc khe. Hỏi chủ đề này xong tiền hằng liền hối hận, không phải anh trước sau như một, không nói từ xin lỗi sao? Hai chữ này không tồn tại trong từ điển của tiền hằng. Anh chỉ nhếch môi, nhìn về phía thành giao ngay lúc anh đang chờ thành dao đỏ mặt bày ra biểu cảm đau thương, thì thành dao ở đối diện lại kích động nói, sếp, anh đếm sai rồi. Tôi thêm 8 người. Bởi vì số 8 mới là con số may mắn của tôi. Nhưng mà, sao anh biết tôi thích sưu tập tem? Tôi thật sự thích. Từ năm nhất tôi đã bắt đầu sưu tập tem, tôi có rất nhiều tem quý giá, cái loại rất đắt đó. Người bình thường tôi không nói cho đâu. Sau buổi cơm trưa, chính là hoạt động trọng tâm của hội kết nối lần này, hoạt động bên ngoài. Hiệp hội luật sư bao hết xe buýt, đưa một đoàn luật sư đến khu thắng cảnh loại 5A-2 ngoại ô. Hai thắng cảnh loại 5A là các thắng cảnh, khu du lịch tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc xếp hạng cao nhất A5A. Việc xếp hạng được công bố chính thức ngày 22 tháng 5 năm 2008 với 66 thắng cảnh loại A được lựa chọn từ 106 địa danh do các cơ quan du lịch địa phương của Trung Quốc đề cử không khí ở ngoại ô vô cùng tốt trời cũng xanh hơn trong thành phố cộng thêm hôm nay đúng là một ngày thời tiết đẹp trời trong nắng ấm ngay cả thành giao cũng có một loại cảm giác không ổn chuyến này nhưng mà vì sếp cao quý kia của cô vẫn bày ra vẻ mặt người sống chớ động vào hoạt động buổi chiều là chèo thuyền một nhóm hai người hồ nước này rất rộng mọi người xuất phát từ bến thuyền xem nhóm nào chèo sang điểm tiếp ứng của chúng ta ở bờ bên kia trước người dẫn chương trình của hiệp hội luật sư vô cùng vui vẻ Chúng tôi sẽ không chính thức phân nhóm cho mọi người đâu, buổi sáng mọi người đều đã làm quen với nhau rồi, nên tự họp thành đội đi. Đương nhiên, trên nguyên tắc vẫn là một nam một nữ phối hợp làm việc không mệt, nhưng cảm thấy người bạn cùng giới nào nói chuyện ổn, thì cũng có thể họp thành đội. Cô ấy nhìn về phía mọi người cười một tiếng, mặc dù lần này mang tính chất giải trí, nhưng cũng để cho mọi người tranh thủ vốn. Nhóm thứ nhất sang bờ bên kia, được một ngàn nhân dân tệ tiền thưởng, nhóm thứ hai là năm trăm, hạng ba là hai trăm, mọi người cố lên vừa nghe nói tự do học thành đội mọi người mặc dù không nói nhưng cũng bắt đầu di chuyển rất nhanh đã thấy kết quả cuối cùng có một vài luật sư ba phút trước lúc coi mắt đối mặt nhau có thiện cảm với nhau một nam một nữ thành một nhóm ăn ý còn có một vài người cùng giới đã trò chuyện trong lúc ăn cơm trưa cũng lập thành nhóm nhưng cũng có ngoại lệ ví dụ như thành giao bên cạnh thành giao giờ phút này vậy mà có tận năm nam luật sư đứng ánh mắt đều sáng quắc nhìn thành giao muốn học thành đội với cô dĩ nhiên còn có một người cũng ngoại lệ. Tiền Hằng dựa vào khuôn mặt kiêu ngạo của bản thân, vóc người cao ráo, có mái tóc dày đen hiếm có trong giới luật sư, còn có kỹ năng chuyên môn và khối tài sản kết xù làm gì cũng thuận lợi kia, bởi vì hành động làm người ta hít thở khó khăn của mình mà thành công đẩy đi tất cả người hâm mộ, trở thành vị nam luật sư duy nhất đến một người sống bên cạnh cũng không có. Bên cạnh Tiền Hằng không có một người nào, nên nhìn lướt qua năm người vây quanh Thành Giao, Thành Giao sếp của cô mở miệng vàng ra. Thành giao cảm thấy có một loại dự cảm không ổn. Tiền hằng lạnh nhạt mà bình tĩnh cười một tiếng, cô đến đây. Sao? Học thành đội với tôi. Cô mới không cần. Thành giao gào thét trong lòng, cùng anh học thành đội chèo thuyền trên hồ lâu như vậy, chẳng phải giống như thể nghiệm chí tôn uống thuốc độc tự sát sao. Cô nhìn tiền hằng, sếp, hiếm khi có cơ hội trao đổi với các công ty luật khác, chúng ta không cần phải quá khép kín đâu, nên học nhóm lộn xộn giao tiếp với nhiều người người cùng ngành hơn nhất là thành giao tôi dùng phần thưởng cuối năm của cô ra lệnh cho cô đến học thành đội với tôi người chết vì tiền tại chim chết vì miếng ăn ba sức mạnh của phần thưởng cuối năm quá lớn ba người chết vì tiền tại chim chết vì miếng ăn vì theo đuổi tiền tài mà ngay cả tính mạng cũng không cần cho nên cuối cùng thành giao mang vẻ mặt anh dũng hy sinh cùng tiền hàng xuất hiện trên cùng một chiếc thuyền thuyền này không chạy bằng điện, cần người ngồi thuyền tự mình chèo. Tiền hàng ngồi ở mũi thuyền, tắm nắng, sợi tóc trong gió tự như được phản chiếu lấp lánh, từ đầu đến chân mỗi một lỗ chân lông, đều tự như tỏa ra mùi nhân dân tệ thơm ngát, gương mặt trưởng thành quá đáng đó, kết hợp với cảnh vật xung quanh, khiến cho người ta có loại ảo giác như thơ như tranh. Đáng tiếc thành giao căn bản không có lòng dạ thưởng thức. Mát 4 nói hay lắm, khi tư bản đến thế giới này, mỗi một lỗ chân lông đều nhỏ máu đều bẩn thiểu bốn các henrik Mark là nhà triết học người đức gốc do thái và cũng là nhà kinh tế học nhà sử học nhà lãnh đạo cách mạng của hiệp hội người lao động quốc tế chủ nghĩa tư bản đại gian đại ác sự rạng rỡ của bọn họ đều là dựa trên bóc lột giai cấp vô sản thành giao vừa liều mạng chèo thuyền vừa lén nhìn hầm hầm tiền hằng đang không có chuyện làm mà thưởng thức phong cảnh ở đầu kia thuyền cho dù thành giao vô cùng thèm thuồng giải thưởng lớn ngàn nhân dân tệ của hạng nhất nhưng trên thuyền có một đại gia ăn không ngồi rồi như tiền hằng thì dù thành giao có ra sức hơn nữa, cũng không thể bằng một tổ hợp hai người hợp tác với nhau trên những chiếc thuyền còn lại. Mắt thấy một chiếc lại một chiếc thuyền vượt qua mình, thành giao có hơi không kiềm chế được. Sếp, anh xem, bình thường ngồi cả ngày ở công ty luật, bây giờ hiếm khi có hoạt động bên ngoài, thì nên hoạt động kéo gân cốt chứ. Chèo thuyền rèn luyện thân thể khỏe mạnh. Tiền hàng lườm thành giao, hoàn toàn không có ý định dù là động một ngón tay. Hôm nay không phải cô rất hưởng thụ hội kết nối lần này sao? mặt thành dao đầy vẻ mờ mịt, chuyện này có quan hệ gì với chèo thuyền chứ? Tiền hằng cười vô sĩ, cô tham gia loại hoạt động này vui vẻ là được rồi, nhưng đã vui vẻ rồi, thì dĩ nhiên phải phối hợp nhiệt tình dùng sức chèo thuyền chứ. Phải dùng hành động thực tế bày ra trạng thái tinh thần của mình. Thành giao cảm thấy, nếu như ai có thể phát minh ra loại thuốc mà chỉ cần xịt một cái là có thể khiến cho đối phương câm luôn, thì có thể giành được giải Nobel hòa bình. Nhưng mà vì tiền thưởng, thành giao cũng không phải là người dễ dàng từ bỏ. Sếp, có phải anh không thích thua không? Anh xem, người ta đầu tâm hiệp lực cùng nhau chèo thuyền, còn chúng ta không chỉ thua, mà còn trở thành người cuối cùng, những thuyền khác đều đã vượt qua chúng ta. Tôi không thích thua. Tiền hằng lại không hề bị khích tướng, anh chỉ là đón gió cười một tiếng, hơi có dáng vẻ thương cảm, tôi cũng muốn biết thua kiện là loại thể nghiệm gì, nhưng mà không thua được. Lần này nếu có thể lãnh hội cảm giác thua, thật ra thì cũng rất tốt. Thành giao nhìn tiền hằng bình thản ngồi ở mũi thuyền, chỉ cảm thấy một luồng bực bội từ lồng ngực từ từ trào lên cao cô nhìn lại các thuyền khác đều đã vượt qua bọn họ giờ phút này bốn bề vắng lặng không có ai chứng kiến trong lòng cũng đã không nhịn được bắt đầu tính toán lúc nào có thể đẩy tiền hằng xuống hồ được nhưng mà cũng không biết có phải là thành giao trời sinh vận khí tốt hay không vốn là trước cô và tiền hằng còn mấy chiếc thuyền nhưng đột nhiên vì đủ loại vấn đề mà dừng tại chỗ mái chèo của một chiếc thì bị hai người treo đùa mà đánh rơi dưới nước còn có hai chiếc thuyền vô tình đụng nhau, trong chốc lát không cách nào di chuyển, còn có một chiếc thì lệch phương hướng. Đếm tới đếm lui, thành giao chỉ cần vượt qua hai chiếc thuyền nữa là có thể bước vào top 3 tiền thưởng rồi. Mặc dù 200 tệ có hơi ít, nhưng con rùi nhỏ có nhỏ hơn nữa cũng là thiệt đó. Huống chi cố gắng thêm chút nữa, không chừng còn có thể phản công trở thành hạng nhất. Thành giao giữ vững tinh thần, cô vừa cố gắng chèo thuyền, vừa lẩm bẩm bên miệng. Đuổi anh vượt Mỹ thành giao mày có thể. Kết quả của việc hô câu khẩu hiệu này chính là thành giao thật sự vượt qua một chiếc thuyền, cô đã trở thành hạng nhi. Cách hạng nhất cũng không xa. Đáng tiếc vì cô quá kích động nên vui quá hóa buồn, thành giao có lẽ quá gắng sức, chèo chèo, tay bị rút gân, cứ như vậy mà tay rung lên, mái chèo trong tay cũng rơi xuống hồ. Gần như là theo bản năng, thành giao đưa tay ra cuối người muốn kiếm, động tác này đã làm hỏng thẳng bằng của cô, kết quả cả người cô đều ngã xuống nước trong khoảnh khắc rơi xuống nước, thành dao đều không kịp nghĩ gì cả, cô chỉ là phản xạ theo điều kiện đưa tay ra, muốn gạt thứ gì đó, sau đó cô túng được thứ gì đó ấm áp. Sau đó cô cứ như vậy mà kéo xếp chịu tội thay, cùng nhau ngã xuống nước. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau sẽ vào V, sẽ bạo 10.000 chữ, thành giao và tiền pa có tiến triển quan trọng. Tiến triển lớn. Tiến triển. Tiến. Triển. Hôm nay sông 11 tôi mua đồ trên mạng. Kịch nhỏ hôm nay để cho một độc giả có tài viết. Tiền pa em như vậy, đi ra ngoài công ty luật của chúng ta, gọi là tiếp mâm. Nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Thành giao. Tiền pa còn ngớ ra làm gì, cầm hộ khẩu đến cục dân chính, anh muốn tiếp mâm. Đôi lời tâm tình của editor, chương này cứ mỗi khi anh tiền mở miệng là ngồi cười chết á cười mỉm. Chương sau có biến HOTTT. Mọi người thử đoán là gì? Chương 21, Cô với Tiền Hằng Hôn một Chuyển ngữ, Puni Ngay lúc rơi xuống nước, thành giao cuối cùng cũng được như nguyện thấy nét mặt bình tĩnh của Tiền Hằng bị đập tan. Anh Cao Mày tự như còn chưa thích ứng với tai nạn xuất hiện đột ngột này, đôi mắt mở to, sau đó cùng thành giao rơi xuống nước. Thành giao biết bơi, vì vậy sau khi cô rơi xuống nước thì buông Tiền Hằng ra, muốn leo lên thuyền trước rồi sẽ túng tiền hằng lên. Đáng tiếc cô không ngờ tới, nước hồ tháng 11 quá lạnh, cô còn chưa đạp nước mấy cái, thì chân chuột rút. Xong rồi xong rồi, quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tài. Đây là suy nghĩ trong nội tâm lúc thành dao chìm xuống. Nước hồ quá lạnh, bởi vì cô bị chuột rút nên không thể nào nhúc nhích, bơi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng mặt nước cách cô càng ngày càng xa, may mà nín thở, nhưng mà khi chìm xuống, thành dao chỉ cảm thấy lòng ngực khó chịu, không khí còn lại trong miệng cũng nhanh chóng cạn kiệt, tiếp theo sau đó. Tiếp theo sau đó, chính là sặc nước, sau đó chết chìm. Lúc này, thành dao không lạc qua nổi nữa, bắt đầu sợ hãi. Nước mang theo nhiệt độ thấu xương, mà nỗi sợ hãi chết chìm và bỏ mạng càng giống như một đôi tay lạnh như băng, như bóng cuốn quanh cô, thiếu dưỡng khí, nghẹt thở, còn có áp lực nước, làm cho thành dao bắt đầu dãy dụa. Cô không thể nào hít thở, không thể nào kêu cứu, không thể nào chạy thoát giống như đi trên vách đá của cái chết, thành giao cảm thấy nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm. Cô la lên trong lòng, ai có thể tới cứu cô? Mau cứu cô! Ngay tại lúc thành giao sắp mất đi ý thức ngột ngạt không thở ra hơi, thì có một đôi tay, kéo nước, đỡ thành giao lên, sau đó là một đôi môi lạnh lão, dán lên môi thành giao. Lúc thành giao đang hít thở khó khăn, thì có người thở một hơi cho cô. Trong nước rất đen, mắt thành giao cũng bị nước hồ làm cho không mở ra được cô không thấy rõ người đến, chỉ là ôm chặt đối phương trong tiềm thức. Cánh tay của đối phương mạnh mẽ mà có lực, cho dù quanh mình là vùng nước lạnh như băng, nhưng thành giao vẫn cảm thấy an tâm lại an toàn, đối phương cứ như vậy mà kéo thành giao, cùng bơi, cho đến khi lên khỏi mặt nước. Được hít thở không khí trong lành cảm nhận ánh mặt trời một lần nữa, thành giao gần như bật khóc vì sung sướng, nhưng khi cô quay đầu lại, muốn cảm ơn người đã cứu cô, lại nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn của tiền hằng gần trong gan tất vẻ mặt của anh vẫn khó coi giống như trước đây, tóc còn ướt nhẹp nhỏ nước, đường cong sống mũi vẫn thẳng tắp giống như lần đầu gặp khiến cho người ta nghi ngờ là nâng, lông mi dài dính nước, môi mỏng gợi cảm khẽ vẫn. Đợi một chút. Môi. Cho nên vừa nãy ở dưới nước. Mặc dù là thở khí. Nhưng, cô với sếp của cô miệng đối miệng. Cô với tiền hằng. Hôn. Thành giao giống như bị búa đập một cái, hoàn toàn bị sốc vì cái sự thật đáng sợ này vừa nãy còn bởi vì rơi xuống nước mà cả người lạnh như băng, đột nhiên giống như bị châm một ngọn lửa lên vậy, cả gương mặt hoàn toàn bị thiêu. Sau này làm sao có thể gặp tiền hàng đây? Thành giao hoàn toàn không biết giờ phút này nên đối mặt với vị sếp kịch độc này của mình như thế nào? Làm sao bây giờ? Được rồi. Giả chết đi. Rõ ràng là tỉnh táo, nhưng thành giao vẫn lựa chọn nhắm hai mắt lại, hình ảnh này rất đẹp, cô thật sự không dám nhìn. May mà tiền hằng cũng không quay đầu nhìn cô, anh chỉ một tay nắm người thành dao, một tay dựa vào thuyền. Động tĩnh của bọn họ đã thu hút các nhân viên an ninh trong khu thắng cảnh tới, cộng thêm sự giúp đỡ của các nhóm luật sư còn lại. Rất nhanh, thành dao và tiền hằng được cứu lên thuyền. Chung quanh rất huyên náo, các đội đua nhau nói, đủ các loại tiếng động, nhưng thành dao vẫn nằm thẳng đờ, chuyên nghiệp giả chết. Cô chỉ dám mở mắt ra một khe hở, quan sát tình hình chung quanh. Có nam luật sư nóng nảy, Luật sư Thành không có sao chứ? Muốn gọi một trăm hai mươi không. Có cần hô hấp không? Nếu không thì tôi đi qua thử xem. Tôi từng học cách cấp cứu. Trong hiện trường hỗn loạn, chỉ có tiền hàng vô cùng tỉnh táo. Có khăn lông khô không? Ờ, có có. Đây. Anh lấy hai chiếc khăn lông từ trong tay nhân viên của khu thắng cảnh, một cái lau tóc mình, một cái khác ném về phía Thành Giao. Cái khăn lông này vừa vặn trùng lên mặt của Thành Giao. Luật sư Tiền, anh sao có thể ném lên mặt của luật sư Thành như vậy chứ? Người ta còn hôn mê. Nhưng mà đối mặt với một trận chỉ trích và tố cáo, giọng của Tiền Hằng vẫn bình tĩnh tự nhiên giống như trước đây. Đừng giả bộ, đứng lên đi. Trước mắt Thành Giao bị khăn tắm trùng lên, cô chỉ có thể nghe được tiếng Tiền Hằng đi tới chỗ cô, sau đó ở đỉnh đầu vang lên, chính là giọng nói lạnh lùng của anh. Thành Giao tiếp tục giả chết. Thành Giao, cô tiếp tục nằm như vậy, chẳng lẽ là còn muốn được voi đòi tiên bảo tôi hô hấp nhân tạo lần nữa cho cô? Cảnh tượng là mọi người kinh ngạc đó là lời của tiền hằng vừa dứt, thì luật sư Thành vừa rồi còn sắp không còn dấu hiệu sống, liền vén khăn lông đắp trên mặt mình, động tác nhanh nhẹn cơ thể khỏe mạnh bò dậy. Tôi là ai? Tôi ở đâu đây? Tôi đã làm gì? Thành giao mở to hai mắt, lộ vẻ mặt mờ mịt. À, đúng rồi, tôi vừa rơi xuống nước, cũng chỉ mới tỉnh thôi, trước đó tôi vẫn bất tỉnh. Thành giao suy nghĩ một chút, mà bổ sung thêm, sau khi tôi rơi xuống nước thì đã hôn mê. Tiền hằng ngồi sổng xuống, nhìn chầm chầm ánh mắt của thành giao. Thành giao theo bản năng dời mắt sang chỗ khác, nhưng không ngờ tiền hằng lại đưa một ngón tay ra, nâng cầm thành giao lên, quay đầu cô lại, làm cho thành giao không thể không nhìn ánh mắt của anh. Lần đầu tiên gặp mặt, thành giao đã biết tiền hằng có một đôi mắt mê người. Chỉ là không nghĩ tới, mặc dù vì rơi xuống nước, trên người còn nhỏ nước, nhưng người đàn ông trước mắt vẫn không có chút chật vật nào, anh vẫn tràn đầy khí chất cấp trên như cũ, anh Tuấn lạnh lùng, khí chất nổi bật. Mặt của thành giao bắt đầu không thể kiểm soát mà nóng đỏ lên, cô tránh ánh mắt, tim đập rộn lên, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy. Tiền hằng cười lạnh một tiếng, đã hôn mê. Không nhớ. Anh giữ động tác hơi nâng cầm thành giao lên, cuối người xích lại gần mặt của thành giao, muốn tôi nhắc lại cho cô chuyện gì xảy ra một lần nữa không? bởi vì động tác này của tiền hằng mà cổ áo vốn đang mở rộng nên càng lộ ra nhiều hơn từ góc nhìn của thành giao có thể thấy đường công cơ bắp của tiền hằng như ẩn như hiện mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thành giao cũng biết vóc người của tiền hằng thật sự rất đẹp đẹp đến mức cô cũng cảm thấy tầng thấm nói không sai loại khí chất này quả thật đáng giá 10 ngàn cho dù vừa mới rơi xuống nước thành giao cũng không cảm thấy ngạt thở giống như lúc này tiền hằng càng đến gần thành giao càng nhắm mắt lại theo bản năng Kết quả, không phát sinh chuyện gì cả. Thành Giao mở mắt lần nữa, mới phát hiện Tiền Hằng đã sớm đứng lên, giờ phút này đang cười mà như không cười nhìn cô, "Thành Giao, cô đang suy nghĩ cái gì?" "Bây giờ, tỉnh táo rồi." Mặt Thành Giao đỏ bừng, cô cúi đầu xuống, hốt hoảng gật gật, vừa nãy cô rơi xuống nước chắc chắn là nước đã vào não sau rồi. Bởi vì cả người ướt nhẹp, nên hai người được đưa vào phòng khách sạn bên trong khu thắng cảnh. Đây là một căn phòng gia đình có hai phòng khách và phòng tắm riêng, dùng chung một căn phòng tiếp khách lớn. Hai người từng người vào tắm, thay đồ đã ướt nhẹp, mặc áo choàng tắm trong phòng khách sạn. Lúc thành giao sấy tóc xong đi tới phòng khách, tiền hằng đã cao lãnh mà ngồi trên ghế salon. Anh khẽ liếc thành giao, phần thưởng cuối năm nay giảm 20%. Thành giao kinh ngạc nói, tại sao? Dám phạm thượng. Thành giao. Bản thân rơi xuống nước còn kéo xếp xuống dưới nước trừ 10%. Tiền hàng mấp máy môi, nhận cơ hội quấy rối tình dục cấp trên, trừ thêm 10%. Tôi. Quấy rối tình dục. À, chuyện xảy ra dưới nước, không phải cô nhớ ra rồi sao? Thành giao lần này hoàn toàn không để ý tới, nhưng mà dưới nước là anh chủ động hôn tôi đó. Nếu cô không rơi xuống nước, tôi có thể vì cứu cô mà hôn cô không? Tôi với anh cũng không phải là vợ chồng hay quan hệ huyết thống gì, không có nghĩa vụ pháp lý gì với nhau, cho dù anh thấy tôi chết chìm thấy chết không cứu, cũng không phạm pháp, anh có thể không thổi khí mà. Thành giao nóng nảy, bất kể như thế nào, chuyện này là chính anh chủ động, cũng không phải là tôi ép anh. Không có lý do để trừ phần thưởng cuối năm của tôi. Tiền Hằng cười lạnh một tiếng, giữa cô và tôi không có nghĩa vụ pháp lý phải cứu giúp cô, nhưng mà, cô tới tham gia hội kết nối xem như là công việc làm thêm giờ, hôm nay nếu như cô chết chìm, đây coi là tai nạn lao động, tôi còn phải bồi thường tai nạn lao động cho cô. Tôi có thể không cứu cô được sao? Cuối cùng điều này dẫn đến cô chiếm tiện nghi của tôi, quấy rối tình dục với tôi. Tô. Nói thêm một chữ nữa, trừ 30%. Thành Giao căm tức nhìn dai cấp bóc lột tư bản chủ nghĩa Tiền Hằng, được cô ngậm miệng. Tiền Hằng giành được thắng lợi, lúc này rất muốn làm mặt lạnh mà xoay người rời đi, nhưng mà bộ áo choàng tắm giống như đúc trên người mình và Thành Giao ngăn cản hành động của anh. Anh lấy điện thoại ra, bất đắc dĩ gọi cho Ngô Quân. Alo. Ngô Quân, đến biệt thự của tôi, cầm một bộ quần áo tới cho tôi, địa chỉ tôi gửi cho cậu. Không, không chỉ áo khoác, tất cả quần áo đều lấy, áo lót quần lót, toàn bộ đều lấy. Ngô Quân ở đầu kia điện thoại kích động, ông trời ơi. Cây vạn tuế ra hoa một, à tiên hăng. Không nghĩ tới cậu tham gia hội kết nối thật sự bị tẩy não thành công. Lần đầu tiên cậu thuê phòng cùng người ta. Quần áo toàn bộ quần áo đều lấy. Là tình hình chiến đấu quá kịch liệt xé rách toàn bộ sao? Cũng quá mạnh mẽ bùng nổ đó. Một cây vạn tuế ra hoa, hiếm có, rất ít xảy ra. Tiền hàng lười để ý cậu ta, bổ sung nói, ngoài ra, phiền cậu đến cửa hàng đồ nữ gần đây mua một bộ đồ nữ cũng phải toàn bộ. Ngô Quân nổi cáo, cậu đừng có mà được voi đòi tiên đó. Một người đàn ông như tôi Cậu bảo tôi mua toàn bộ quần áo phụ nữ, áo lót quần lót phụ nữ. Nhân viên cửa hàng sẽ nhìn tôi như thế nào? Hình tượng của tôi thì sao? Cậu tìm một nhân viên cửa hàng nữ giúp cậu chọn, hoặc là tìm bạn nữ của cậu đi mua, tóm lại, lập tức, mua đi. Nữ luật sư kia, vóc người sao? Tôi phải mua loại quần áo gì? Vóc người. Tiền hàng liếc nhìn thành dao ôm vạt áo choàng tắm rút trong góc rung lẫy bẫy nhưng còn trợn mắt với mình, có lẽ 90, 60, 85. Ngô Quân huyết sáo một cái, vóc người tuyệt vời. Anh ta vô cùng nhiệt tình nói, trong vòng 15 phút cậu có thể thấy tôi. Không, tôi chỉ cần thấy quần áo, cậu để đồ lại trước bàn lễ tân, bảo lễ tân đưa đồ, sau đó cậu rời đi là được. Ngô Quân không nhận được tố cáo nói, thật sự là qua cầu rút ván mà, vô tình mà lại cây ngay không sợ chết đứng như thế. Trước đến giờ chỉ nghe người mới cười, chưa nghe người cũ khóc trước kia cùng tôi ngắm sao ngắm trăng, gọi người ta tiểu điềm điềm hay. Alo. Này. Tiền Hằng. Lời thoại tôi còn chưa nói xong. Sao cậu đã ngắt điện thoại của tôi? Hai tiểu điểm điểm, bé nhỏ ngọt ngào. Thành giao nhìn tiền hằng cúp điện thoại, mặt đầy phòng bị gắt gao nắm chặt vạt áo choàng nhìn anh chầm mươi 90, 60, 85 cái gì, tiểu hằng đang nhìn cái gì chứ? Cô rõ ràng mặc áo choàng tắm không lộ ra vóc người như vậy, tại sao tiền hằng còn có thể trả lời chính xác số đo ba vòng như vậy? Thành giao đột nhiên có hơi khẩn trương, giờ phút này cô nam quả nữ ở cùng một phòng, hai người cũng chỉ mặc áo choàng tắm. Nhưng mà rất nhanh, tiền hằng bỏ đi mơ tưởng viễn vong của cô, cô yên tâm, cô vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn yêu cầu của tôi. Không không bị cô chiếm tiện nghi một lần, nên sẽ không xảy ra lần thứ hai. Thành giao cũng sắp dở khóc dở cười, Tiền Hằng còn cảm thấy anh bị chiếm tiện nghi. Rõ ràng là cô được không? Tính toán chặt chẽ, thì đó là nụ hôn đầu của cô đó. Tiền Hằng thì sao? Ai biết Tiền Hằng có phải hay không? Ai biết Tiền Hằng có từng hôn người khác chưa? Qua một tuần, ngày đầu tiên của một tuần mới đã đến, mọi người phát hiện Tiền Pa mạnh mẽ vẫn luôn lạnh như băng, lại bắt đầu trở nên vô cùng vi diệu. Sơ khen toàn bộ báo cáo kết án và phán quyết của người đã kết án tháng trước, lưu hồ sơ gửi bản sao haxi đàm dĩnh ngày mai cô haxi thành giao giúp tôi hẹn khách hàng haxi lần rơi xuống hồ vào thứ bảy kia đã làm tiền hằng bị cảm mặc dù nét mặt của anh vẫn không hợp tình người như cũ giọng nói lãnh lãnh đạm đạm như trước nhưng mà cảm mạo và haxi lại làm cho mắt của anh trở nên hơi ướt ác và ửng đỏ giọng còn hơi khản trạng thái không tốt anh vội vàng kết thúc hội nghị thường kỳ vào thứ hai Đàm Dĩnh nhìn bóng lưng rời đi của Tiền Hằng, đẩy thành dao, cậu có cảm thấy hay không, sau khi tiền pa của chúng ta bị bệnh, đột nhiên có hơi mềm yếu làm cho người ta mến yêu. Giống như kiểu mỹ nhân ốm yếu, rõ ràng cơ thể không tốt lắm, lại còn hiếu thắng chống đỡ thể hiện, ôi, tôi nói với cậu nha, tôi rất thương kiểu người như vậy. Cảm thấy thật muốn chăm sóc. Tình thương của mẹ tràn đầy. Hắc xì. Thành dao không nhận được, cũng hắt hơi một cái. Kết quả đàm dĩnh nhảy ra xa ba bước, thành giao, sao cậu cũng bị cảm hả? Cách xa tôi một chút, đừng lây bệnh cho tôi. Vừa nói thương người ốm yếu mà. Tràn đầy tình thương của mẹ sao không chia cho cô một chút chứ? Có yêu thương đồng nghiệp không? Sau cái ngày lộn xộn đó, ngô quân cuối cùng cũng rất đáng tin đưa quần áo tới kịp thời, thành giao thay bộ quần áo lông màu hồng, trên đường cứ nhìn cái mặt lạnh của tiền hằng, nờm nớp lo sợ ngồi trên Bentley của anh mà trở về nhà. Đáng tiếc rất không may, ngày hôm sau, hai người không hẹn mà cùng bị cảm. Thành giao vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nhận được điện thoại nội tuyến của tiền hằng. Pha một ly trà gừng mang vào cho tôi. Lời ít ý nhiều, còn không cho thành giao đáp lại, vì sếp thâm niên bệnh hoạn này đã cúp điện thoại. Thành giao bưng trà gừng vào văn phòng, không nhận được kháng nghị, không phải anh nói, nữ luật sư không nên đến làm những công việc bưng trà rót nước này sao? Bởi vì do cô, mà tôi bị cảm, chẳng lẽ kẻ đầu sỏ như cô không nên đền bù tổn thất sao? Tiền hằng lạnh lùng nhìn thành giao, đáng tiếc giọng quá mang giọng mũi, khóe mắt vì ngáp mệt mỏi mà để lại nước mắt, quả thực không có chút lực. Nhưng mà người đẹp thì cho dù là ốm yếu xanh xao, chung quy cũng hơn người khác một phần nhan sắc. Đàm dĩnh nói không sai, tiền hằng như vậy quả thực nhiều thêm một vài phần tình người so với ngày thường, cúi mi mắt, thậm chí còn mang theo chút điểm quyến rũ. Thành giao cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, cảm mạo xem ra thật sự đã gây nên tổn hại nhất định đối với sức phán đoán của cô. Lúc cô đang chuẩn bị đi ra khỏi văn phòng, thì tiền hằng gọi cô lại. Vụ của Bạch Tinh Manh vừa lấy được thông báo lập hồ sơ của tòa án, một tháng sau mở phiên tòa. Tiền hằng nói xong, ném một phần văn kiện cho thành giao, thông báo cho đương sự một tiếng. Nhưng thành giao không nghĩ tới, gần như là vừa mới cúp điện thoại thông báo cho Bạch Tinh Manh không bao lâu, thì cô lại nhận điện thoại của tiền hằng. Chuẩn bị phòng họp đi, từ Tuấn và luật sư của anh ta một tiếng sau đến, muốn nói chuyện. Cần thông báo cho Bạch Tinh Manh lần nữa không? Tiền Hằng mấp máy môi, tôi đã thông báo, cô ấy không đến, chúng ta có thể liên lạc với cô ấy sau cuộc họp. Mang theo bút ghi âm. Một tiếng sau. Không biết có phải là khuôn mặt của luật sư mang lại cho mọi người cảm giác sợ hãi trời sinh hay không, thái độ của Từ Tuấn có thể gọi là là khiêm tốn lịch sự, mặc dù nét mặt khó che đậy sự vội vã, nhưng cùng người đàn ông hùng hổ dọa người trong miệng của bạch tinh manh quả thực tưởng như hai người cách ăn mặc của anh ta sang trọng tuy dáng dấp không tính là anh tuấn nhưng nói về phong thái ăn nói thì khiến cho người ta vô cùng có cảm giác nho nhã nếu không phải thành Giao đã sớm nghe bạch tinh manh nói về anh ta thì trong lúc nhất thời chỉ sợ cũng bị vẽ bề ngoài của từ tuấn lừa gạt có vẻ người thành công nhất định là giỏi họa bì ba ba họa bì bộ da vẽ trong lưu trai chí dị kể về một con quỷ mặc bộ da người, bộ da này có thể tháo ra vẻ màu lên. Ví với vẻ đẹp bên ngoài che giấu cái độc ác xấu xa bên trong. Nhưng mà điều làm thành giao không ngờ đến không chỉ là Từ Tuấn, sau lưng của Từ Tuấn, đi theo anh ta tới là một khuôn mặt quen thuộc với thành giao, tuấn tú sạch sẽ, khí chất dịu dàng mà nội liễm bốn. Bốn nội liễm, khí chất được toát ra từ từng cử chỉ, khí chất đã ẩn sâu vào trong con người. Luật sư Tiền, xin chào tôi là luật sư đại diện vụ của anh từ Tuấn, cố bác Thanh. Người được cử đến vừa nói được một nửa, ngẩng đầu lên nhìn đến thành giao, trên mặt cũng lộ ra vẻ bất ngờ. Ở chỗ này gặp lại cố bác Thanh là điều mà thành giao như thế nào cũng không nghĩ tới, trong chớp mắt này, trên mặt cô thoáng qua một tia ngạc nhiên mừng rỡ khó che giấu. May mà cố bác Thanh nhanh chóng thu lại cảm xúc, cũng dùng ánh mắt dịu dàng nhắc nhở cô, thành giao mới nhanh chóng trở về với vai trò của mình, cô đứng thẳng người, muốn trả lại một nụ cười mỉm với cố bác thanh nhưng khóe miệng vừa mới bắt đầu cong lên thì mắt thành giao thấy được khuôn mặt thối lạnh lùng của tiền hằng mặc dù một chữ cũng chưa nói nhưng ánh mắt của tiền hằng đã nói rõ tất cả cười nữa cô nhất định sẽ chết tiền hằng không nói tiếng nào nhưng chỉ còn kém dán dòng chữ này lên trán thành giao không dám cười vội vàng mím chặt môi xin chào luật sư tiền hôm nay tôi cùng luật sư của tôi tới là muốn anh từ Cố bắt thanh ở bên cạnh từ tuấn lên tiếng chặn từ tuấn lại, nhưng mà từ tuấn khoát tay, tỏ ý tự mình nói. Tôi muốn hòa giải. Thái độ của từ tuấn thậm chí gọi là ôn hòa, hôm nay tôi cùng luật sư của tôi tới, là muốn nói hòa giải ngoài tòa án năm. Giọng nói cùng tư thái của anh ta đều rất thấp, tôi sẵn lòng bồi thường, tài sản nên chia cho cô ấy, một phân tiền tôi cũng sẽ không đưa ít. Cho nên rất muốn có thể mặt đối mặt liên lạc với bạch tinh manh một lần năm hòa giải ngoài tòa án, giải quyết ổn thỏa mà không cần tòa án phân xử, ngoại tụng. Nói tới chỗ này, Từ Tuấn cũng có hơi ảm đạm, chẳng qua là bất kể gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy đều không nhận, lần đàm phán này, cô ấy cũng chỉ ủy thác luật sư dự. Thật ra đoạn hôn nhân này của chúng tôi cuối cùng kết thúc như vậy, tôi cũng rất thổn thức. Thành giao vẫn cho rằng một doanh nhân như Từ Tuấn phải là người kiệm lời ít nói, nhưng mà anh ta vừa vặn ngược lại, Từ Tuấn hướng ngoại, có thể dùng từ khéo nói để hình dung, cho dù là đối mặt với luật sư của vợ trước, cũng có thể nói thẳng thắn. Chẳng qua là không biết tại sao, thành giao luôn cảm thấy anh ta có hơi quá hoạt bát, trên người tràn đầy một loại cảm giác không khỏe tinh tế. Tiền hằng bấm thời gian với đương sự của mình, nên càng không có hứng thú nghe đương sự phía bên kia đa sầu đa cảm tán gẫu. Anh dứt khoát ngắt lời từ tuấn. Anh tự có thể cung cấp phương án hòa giải cho tôi, tôi sẽ truyền đạt cho đương sự của tôi. Luật sư cố nhận được cái gật đầu đồng ý của từ tuấn cố bắc thanh lấy văn kiện ra đây là phương án hòa giải chúng tôi khởi thảo cố bắc thanh làm việc vẫn tỉ mỉ giống như trước đây phương án hòa giải được chuẩn bị thành nhiều bản thành giao đảo mắt nhìn phương án hòa giải trước mắt mình nhưng càng lật càng sợ bản phương án hòa giải này quá hào phóng rồi số tiền tài sản mà từ tuấn dành cho bạch tinh manh trong phương án này có thể nói là không chỉ rất công bằng thậm chí còn vượt quá số tiền mà bạch tinh manh nên được chia anh từ hy vọng chúng ta có thể đạt được hòa giải trước tòa án chắc hẳn bên anh cũng đã điều tra qua nếu như dựa theo quy trình đưa ra tòa bình thường sau cùng cô bạch có thể được chia bao nhiêu phần tài sản bây giờ chúng tôi sẵn lòng chi nhiều hơn mấy con số này sớm tiến hành hòa giải phần thỏa thuận này đủ để chứng minh thành ý của anh từ cố bắt thanh cười một tiếng nhìn về phía tiền hằng tiền hằng cũng mỉm cười đáp lại tỏ ý đối phương tiếp tục nhận được phản hồi tốt giọng của cố bắt thanh trầm ổn hơn huống chi nếu như theo trình tự kiện tụng sau khi phán quyết của sơ thẩm phúc thẩm đã quyết thì e rằng lúc cô bạch nhận được khoản tài sản cũng đã qua một năm thậm chí lâu hơn bây giờ trực tiếp hòa giải kinh tế tốt hơn rất nhiều tiền hằng tiếp tục mỉm cười cố bắc thanh cũng tiếp tục nói cộng thêm cô ấy cũng là người trong giới nghệ sĩ bây giờ truyền thông còn chưa ngửi được thông tin vụ kiện nhưng một khi thật sự bắt đầu quá trình kiện tụng thời gian kéo dài thì sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày ra điều này đối với hình ảnh của cô ấy chỉ sợ cũng không tốt anh từ cũng là suy nghĩ về một đoạn tình cảm với cô Bạch, không muốn cuối cùng ầm ĩ đến nước đưa nhau ra tòa, nên đưa ra phương án này. Một tràng này, cẩn thận chặt chẽ, từ mặt chính thì khuyên giải an ủi, từ mặt bên thì ám chỉ, từ mặt trái thì công kích, tự tin lại mạnh mẽ. Hôm nay hiếm khi tiền hằng, ở trước mặt cố bắt thanh, không nói gì cả, chẳng lẽ bị khí chất của đối phương đè ép rồi. Không có lực chống đỡ nổi. Thành giao có hơi hoảng hốt, một cố bắt thanh sắc bén như vậy, thật sự là học trưởng thường mỉm cười mang quà ăn vặt cho cô trong trường đại học sao? Đôi lời tâm tình của editor đã có nụ hôn đầu rồi nhé cười mỉm. Nói chứ không chừng đây cũng là nụ hôn đầu của tiền hằng, vì sợ rằng ngoài thành giao ra thì ai chịu nổi ống. Cười mỉm. Vốn chương 20 này siêu 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 dài, tận 10.000 chữ, nên mình sẽ tách ra thành hai phần nha, chứ đọc một chương mà dài lê thê kéo xuống mãi không hết dễ nản lắm. Tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo